Nô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 426. Diệp Thần khẽ gật đầu một cái, đệ nhị yêu cơ đã quá nhức đầu, cùng nữ nhân này chung một chỗ, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì bưng. Hơn nữa hắn nhưng mà gặp qua cái này Huyền Diệt Điện chủ sát ý ngang dọc, dòng duỗi thiên địa hình dáng. Khi đó, sợ rằng mình liền mảnh xương vụn cũng không để lại. Xem ra ngươi là nghĩ rõ đây. Giang Mị Âm nhìn gặp trước mắt luân hồi chi chủ đối với mình như vậy quyến rũ hình dáng đều là không nhúc nhích chút nào, cũng là nhẹ giọng líu díu, dứt khoát thu hồi điệu bộ, nhẹ giọng nói. Đế Lạc muốn tìm là đế ấn, hắn chỉ biết là ngươi mang đi thái thần tiền bối, ngươi không đi tìm, bọn họ mới là an toàn nhất. Hơn nữa, ngươi lúc trước nhưng mà đã đáp ứng, muốn theo ta đi một chỗ, sẽ không nhanh như vậy liền quên chứ. Giang Mị Âm liếc mắt, nhìn về Diệp Thần. Làm sao, người muốn ta sẽ đi ngay bây giờ tìm vậy thánh kỳ trục cuốn. Diệp Thần là đã đáp ứng Giang Mị Âm, nhưng dưới mắt nếu như đi trước, chỉ có thể nói là tự tìm đường chết. Hừ, ta lúc nào nói qua, muốn đi tìm vậy trục cuốn. Giang Mị Âm hừ nhẹ một tiếng, cái này nàng còn thật chưa nói qua. Diệp Thần nghi ngờ nháy mắt mấy cái, chẳng lẽ không phải là. Tự nhiên không phải vậy cùng tuyệt hung chi địa, tỷ tỷ ta mới vừa nhặt về cái mạng này. Cũng không muốn tặng không cho người. Giang Mị Âm vỗ ngực bảo đảm, chính là không biết, tiểu đệ đệ ngươi có dám đi hay không. Diệp Thần chân mày cao lại, rất nhanh liền lại là bình tĩnh lại, nhẹ khẽ gật đầu, nếu đã đáp ứng ngươi, dĩ nhiên là muốn thực hiện. Nhưng dưới mắt, ta phải xử lý thanh lại đại điển sự việc. Giang Mị Âm ngẩn ra, ngươi muốn tham gia thanh lại đại điển. Ngươi sẽ không còn muốn tham gia đấu võ đại điển. Muốn đi gặp thanh lại thương hội sau lưng vị kia đi. Diệp Thần gật đầu một cái, chưa từng có giải thích thêm. Giang Mị Âm tựa hồ có suy đoán, liền nói, đã như vậy, tỷ tỷ liền cho ngươi mấy ngày thời gian, ta vừa vặn phải đi Huyền Diệt Điện xử lý chút sự việc, cùng thanh lại đại điển kết thúc, ta từ sẽ đến tìm ngươi. Nói xong, Giang Mị Âm bóng người liền biến mất ở giữa trời đất. Giang Mị Âm rời đi sau đó, Diệp Thần cũng không có nhàn rỗi. Còn dư lại thời gian, hắn đem trong tay mình cầm thượng phẩm nguyên ngọc, bộ phận đổi thành hạ phẩm nguyên ngọc và trung phẩm nguyên ngọc, lấy thuận lợi sau dùng. Đồng thời, Diệp Thần cũng không có đi hỏi dò Tô Dung tin tức, cũng không có nhờ Hắc Long Bang lưu ý Đế Lạc phải chăng ở thanh lại vực. Bởi vì Tô Dung nói qua, tuyệt đối không thể hỏi thăm tin tức của nàng, nếu không sẽ có thiên đại phiền toái. Diệp Thần không biết phiền toái là cái gì, nhưng vẫn là nhịn xuống. Từ đầu đến cuối chưa từng ở trước mặt người ngoài, đề cập tới Tô Dung tên chữ. Chói mắt tới giữa, hai ngày trôi qua. Diệp Thần mang Hắc Long Bang người, đi tới chủ thành quảng trường. Lão đại, người tu vi vô địch, hôm nay đấu võ đại điển, người nhất định là hạng nhất. Diệp Phong mang trên mặt vẻ mặt hưng phấn, hướng Diệp Thần nói. Đi qua ngắn ngủi thời gian sống chung, hắn là càng ngày càng sùng bái Diệp Thần, trực tiếp gọi Diệp Thần là lão đại. Diệp Thần chỉ là cười cười không nói lời nào, ngày hôm nay đấu võ hạng nhất, hắn tự nhiên cũng là chí ở tất được. Đấu võ sắp bắt đầu, toàn bộ quảng trường, bầu không khí cũng là nhiệt liệt sôi trào, khắp nơi đều là người. Thanh lại thương hội vệ binh, và mấy cái phổ thông trưởng lão, đang duy trì trật tự. Nhưng thương hội nhân vật cao tầng, cũng không gặp lộ mặt. Những cao tầng này nhân vật, đều ở đây quảng trường bốn phía kiến trúc bên trong, ở phòng khách quý bên trong. Yên lặng quan sát, không hề xuất đầu lộ diện. Nếu không cần thiết mà nói, thanh lại thương hội nhân vật cao tầng, tuyệt không dính nhuộm nhân quả, từ đầu đến cuối duy trì thần bí cùng độc lập. Có thể cùng thương hội nhân vật cao tầng tiếp xúc, thật ra thì cũng là thân phận cùng thực lực chứng minh. Diệp Thần biết, Tô Dung rất có thể ngay tại một cái bên trong phòng khách quý, quan sát hắn. Ở giữa quảng trường, là một cái to lớn lôi đài, tên là Võ Thần Lôi Đài. Đấu võ người tham dự cửa, lục tục bước lên lôi đánh nhau, sau cùng người thắng, chính là bất bại võ thần, có tư cách đạt được thương hội hội trưởng Lữ Sơn tiếp gặp, hơn nữa lấy được phong phú khen thưởng. Nhưng, võ thần lôi đài hạn chế thực lực, không cho phép sử dụng bất kỳ binh khí gì pháp bảo, chỉ có thể dựa vào tự thân võ đạo, là cứng rắn thực lực thuần túy đụng nhau. Một cái trưởng lão, đứng ở bên lôi đài trên, làm trọng tài cùng trật tự bảo vệ người. Ở một phen ngắn gọn đọc diễn văn sau đó, trưởng lão chính là trực tiếp tuyên bố đấu võ bắt đầu, tại chỗ người xem, cũng là bộc phát ra kịch liệt tiếng ủng hộ. Đầu tiên lên đài,
là một cô gái, đối chiến một cái tầm vóc hùng tráng như châu võ giả. Cô gái này, dáng vẻ thướt tha, giữa eo đeo một thanh trường kiếm, tướng mạo tươi đẹp tuyệt tục. Lại là Diệp Lạc Nhi. Lạc Nhi cũng tới. Diệp Thần thấy trên đài Diệp Lạc Nhi, nhất thời ngây dại. Hắn không nghĩ tới, Diệp Lạc Nhi cũng tới Thanh Lại Vực, thậm chí là đấu võ đại điển người tham dự. Vậy hùng tráng như châu võ giả, gặp Diệp Lạc Nhi như vậy thon nhỏ hình dáng, ha ha cười một tiếng, nói cô gái nhỏ, xem ngươi gầy như vậy yếu hình dáng, vậy không khí lực gì, vẫn là nhanh chóng nhận thua đi. Diệp Lạc Nhi không nói gì, bàn tay linh khí hội tụ. Đấu võ cấm chỉ sử dụng binh khí pháp bảo, cho nên nàng vậy không rút kiếm. Vậy hùng tráng võ giả khinh thường cười nói, ta đứng cho ngươi đánh một chưởng, tới đi. Diệp Lạc Nhi như cũ không lên tiếng, ánh mắt nhưng bỗng nhiên run lên, dậm chân chạy nước rút ra, bàn tay linh khí đột nhiên nổ, lại bạo phát ra vô lượng cảnh thần uy, thanh thế mười phần hung hãn. Vậy hùng tráng võ giả nụ cười nhất thời đọng lại, lúc này mới phát hiện Diệp Lạc Nhi thực lực, xa so nhìn bề ngoài mạnh hơn rất nhiều. Hắn muốn né tránh hoặc ngăn cản, nhưng đã không còn kịp rồi. Phịch! Diệp Lạc Nhi hung hăng một chưởng, đánh vào trên người hắn. Hắn thân thể, lập tức bay rớt ra ngoài, hung hăng té ở dưới đài. Vòng thứ nhất tỷ đấu, Diệp Lạc Nhi thắng. Tài phán trưởng lão giơ lên một mặt lệnh kỳ, tuyên bố ra kết quả. Diệp Thần nhìn Diệp Lạc Nhi, trên đài Diệp Lạc Nhi, vậy phát hiện Diệp Thần. Hai người bốn mắt nhìn nhau, thần sắc đều là khá là phức tạp. Diệp Thần cùng thiên nữ quyết chiến sắp tới, Diệp Lạc Nhi lần này tới Thanh Lại Vực, rất có thể chính là trời nữ làm việc. Diệp Thần rất muốn đi lên, cùng Diệp Lạc Nhi đoàn tụ, nhưng ở thiên nữ dưới bóng tối, như vậy nguyện vọng, nhưng cũng khó mà thực hiện. Đấu võ tiếp tục, ở lại trải qua mấy trận chiến đấu sau đó, đến phiên Diệp Thần. Diệp Thần đối thủ, là một cô gái. Cô gái này, rất là quen mắt, Diệp Thần trước kia đã gặp, lại là Thái Cổ Thần Thú Hậu Duệ, Vân Lạc Thủy. Dưới lôi đài, có một cái ông lão râu dài, chính là Vân Lạc Thủy Gia Gia, Long Tu Tôn Giả. Trước đây ở Hạo Thiên Vực thời điểm, Diệp Thần khi tiến vào Hạo Thiên Vực trước, làm quen cái này hai ông cháu. Long Tu Tôn Giả còn nghĩ chiêu võ linh vũ, tặng cho Diệp Thần. Khi đó, Diệp Thần để cho Tiểu Thanh lưu lại, bầu bạn Vân Lạc Thủy luyện công. Sau đó ở Tổ Thần Đỉnh triệu hoán nghi thức bên trong, Tiểu Thanh được triệu hoán xuống, Diệp Thần muốn cùng Vân Lạc Thủy nói lời xin lỗi, đáng tiếc sau đó không tìm được nàng. Tuyệt đối không nghĩ tới, hắn cùng Vân Lạc Thủy, giờ phút này lại trên lôi đài gặp lại. Diệp Thần tiền bối, là ngươi. Vân Lạc Thủy có chút kinh ngạc nhìn Diệp Thần, con ngươi lại vòng vo chuyển, nói Tiểu Thanh đâu? Nàng không ở bên người ngươi sao? Diệp Thần quan sát Vân Lạc Thủy một mắt, cảm nhận được nàng huyết mạch hơi thở, so trước kia tinh tiến rất nhiều. Xem ra Tiểu Thanh bầu bạn Vân Lạc Thủy luyện công, vậy để cho nàng thần thú huyết mạch, lực lượng lớn lớn tăng lên. Hôm nay Vân Lạc Thủy, tu vi khá là không tầm thường. Cho dù là Diệp Thần, ở không dùng tới binh khí pháp bảo dưới trạng thái, chỉ ít cũng cần ba chiêu, mới có thể đem nàng đánh bại. Tiểu Thanh nàng không có ở đây, người tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần cười khổ một tí, rất là nghi ngờ hỏi. Vân Lạc Thủy bĩu môi, nói trước Hạo Thiên Vực hắc ám rối loạn, ra ra ta sợ, liền mang theo ta chạy, thật ra thì ta thần thú huyết mạch hồi phục, nơi nào phải dùng tới sợ nữa Diêm Ma Tử giới người. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, ra ra ngươi là đúng. Ban đầu Hạo Thiên Vực sau lưng hắc ám nắm giữ, cũng không phải là người bình thường, mà là Hồng Xuân Thu. Nếu như Vân Lạc Thủy và Long Tu Tôn Giả không chạy, tùy thời có thể bị Hồng Xuân Thu giết chết. Hồng Xuân Thu thực lực, thật là cường hãn, liền Diệp Thần cũng là vô cùng kiêng kỵ. Hắn cùng Hồng Xuân Thu đánh một trận, nếu như không phải là Trùng Dương chân nhân hạ xuống, ra tay áp chế, hắn không chết cũng phải lột một lớp da. Vân Lạc Thủy có chút bất đắc dĩ lầu bầu nói, được rồi, Diệp Thần tiền bối, ta cũng không muốn cùng ngươi đánh, ngươi thực lực vượt qua ta quá nhiều, ta không phải ngươi địch thủ. Dứt lời, Vân Lạc Thủy liền nhìn về bên sân tài phán trưởng lão, lớn tiếng nói ta nhận thua. Tung người nhảy xuống đài đi. Tại chỗ các khán giả, thấy Vân Lạc Thủy nhận thua, một phiến xôn xao. Từ ngoài mặt xem, Vân Lạc Thủy tu vi, xa cao hơn Diệp Thần. Nhưng, đám người lại không nghĩ rằng, Vân Lạc Thủy lại có thể nhận thua.
Tài phán trưởng lão cũng là sửng sốt một tí, sau đó mới tuyên bố tuyển thủ nhận thua, người thắng là Hắc Long Bang Diệp Phong. Diệp Thần ở lúc ghi tên, cũng không có dùng mình tên thật, mà là cho mượn dùng Diệp Phong tên chữ, thân phận cũng là Hắc Long Bang thân phận. Theo Vân Lạc Thủy nhận thua, Diệp Thần cũng là nhảy xuống đài đi. Diệp Phong đi tới trước, hưng phấn nói, lão đại, có thể à, người luân hồi thần uy, cũng để cho người khác trực tiếp nhận thua, vô địch. Diệp Thần cười một tiếng, vậy lười được giải thích. Đấu võ vẫn còn tiếp tục, ở vòng thứ nhất sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Diệp Thần dĩ nhiên là thuận lợi tấn thăng. Vòng thứ hai thi đấu, Diệp Thần địch thủ, là một cái vô lượng cảnh tiền kỳ võ giả, tu vi hơi thở ngược lại là khá là cường hãn. Nếu như Diệp Thần có thể sử dụng binh khí pháp bảo, cũng vận dụng luân hồi huyết mạch lực lượng, một chiêu liền có thể trong nháy mắt giết người võ giả này. Bất quá, võ thần lôi đài quy củ, không cho phép dụng binh khí pháp bảo. Diệp Thần dựa vào bàn tay mình, thi triển Minh Ngọc Tâm Kinh bên trong huyền ngọc tay, cũng là rất dễ dàng đem đối thủ bắt lại, cũng không có bại lộ luân hồi hơi thở. Thấy Diệp Thần lấy bách ra cảnh khu, đánh bại vô lượng cảnh tiền kỳ võ giả, tại chỗ các khán giả, nhất thời chấn động, rối rít nghị luận. Có thể vượt qua to lớn như vậy cảnh giới chênh lệch, đánh bại kẻ địch, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự việc. Không ít người suy đoán Diệp Thần thân phận, càng suy đoán, càng run sợ trong lòng. Quảng trường bên ngoài, một tòa kiến trúc, một nơi trong phòng khách quý. Đây chính là trong truyền thuyết luân hồi chi chủ sao. Lấy bách ra cảnh thân, nghịch phạt vô lượng cảnh, quả nhiên vô địch. Cả người hình to lớn, ăn mặc bảo áo bảo màu lam người đàn ông trung niên, cách cửa sổ nhìn Diệp Thần bóng người, ánh mắt híp lại, cũng là lộ ra to lớn vẻ tán thưởng. Mấy cái ông già, xuôi tay đứng ở bên cạnh trung niên nam tử, mặt đầy cung kính. Một cái lão giả nói, hội trưởng đại nhân, luân hồi chi chủ như vậy vô địch, không bằng đem hắn mời chào vào chúng ta thương hội, chúng ta có thể cho ra hắn không cách nào cự tuyệt tiền đặt cuộc. Người đàn ông trung niên khoát tay một cái, dửng dưng cười nói, không, ta thanh lại thương hội, còn tiếp tục giữ trung lập cho thỏa đáng, không nên tùy tiện dính nhân quả. Người trung niên này nam tử, chính là thanh lại thương hội hội trưởng, Lữ Sơn. Lữ Sơn híp mắt, yên lặng xem cuộc chiến. Thanh lại vực tốt dũng đấu tàn nhẫn người, quả thực không thiếu, nhưng những người đó cùng Diệp Thần so sánh, cuối cùng là kém được quá xa. Lại trải qua mấy vòng tỉ võ, Diệp Thần thế như trẻ tre, dễ như bỡn, trực tiếp giết tới tổng trận chung kết. Tổng trận chung kết lôi đài, đứng ở Diệp Thần trước mặt, nhưng là Diệp Lạc Nhi. Trên lôi đài, Diệp Thần nhìn Diệp Lạc Nhi bóng người, không khỏi được lộ ra một cái cười khổ, một hồi nhức đầu. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Lạc Nhi cũng giết vào tổng trận chung kết, thành hắn đối thủ. Diệp đại ca, xin chỉ giáo. Diệp Lạc Nhi mắt đẹp ngưng luyện, đổ không có ý lùi bước, rất chăm chú nhìn Diệp Thần, khom người thi lễ một cái. Ngươi không phải ta địch thủ, nhận thua đi. Diệp Thần không biết làm sao, tuy nói Diệp Lạc Nhi ở trên trời nữ dưới quyền, tiến bộ thần tốc, nhưng hắn tiến bộ nhanh hơn. Nếu quả thật đánh, Diệp Thần có tuyệt đối lòng tin, có thể đánh bại Diệp Lạc Nhi. Ta sẽ không nhận thua. Diệp Lạc Nhi tiến lên trước một bước, trong cơ thể linh khí thả ra, trên trán dài ra hai cây sừng rồng. Cần gì chứ? Diệp Thần thở dài một cái, chân thực không muốn thương tổn Diệp Lạc Nhi. Chàng này đấu võ, hắn chí ở tất được, tự nhiên vậy sẽ không dễ dàng đem nhường. Ta nghe nói đấu võ vô địch khen thưởng, là một khối nham thần cốt, thiên nữ đại nhân cần khối này thần cốt, ta không thể buông tha. Diệp Lạc Nhi ánh mắt kiên quyết. Nàng là trời nữ tìm máu thần cơ duyên, máu thần không tìm được, nhưng lại thám thính được càng đồ tốt. Đó chính là, thần linh hài cốt. Lần này đấu võ đại điển hạng nhất khen thưởng, chính là thần linh hài cốt, là ngày xưa nham thần thiên tôn, để lại thần cốt. Nham thần thiên tôn thần cốt, nhìn trời nữ mà nói, giá trị to lớn. Bởi vì, thiên nữ trong tay địa hoàng thần thư, chính là nham thần thiên tôn đúc. Nếu như có thể dung hợp nham thần cốt, thiên nữ liền có thể hoàn toàn phát huy ra địa hoàng thần thư uy lực, nghịch thiên vô địch. Thiên nữ tình cảnh trước mắt, vô cùng nguy hiểm. Nhâm Phi Phàm muốn giết nàng. Nhâm Phi Phàm quá mạnh mẽ, mạnh đến ngoại hạng, một khi ra tay, thiên nữ cơ hồ không có mạng sống cơ hội. Nàng muốn đối kháng, trừ phi là đem địa hoàng thần thư uy lực, bùng nổ đến đỉnh cấp. Diệp Lạc Nhi vậy biết rõ một điểm này,
cho nên cái này nham thần cốt, nàng tuyệt đối không thể buông tha. Đây là thiên nữ mạng sống hy vọng duy nhất. Nếu như không lấy được nham thần cốt mà nói, thiên nữ tuyệt đối phải bị Nhâm Phi Phàm giết chết. Thiên nữ rất mạnh, đáng tiếc, Nhâm Phi Phàm mạnh hơn. Nham thần cốt. Diệp Thần lông mày nhảy lên một tí, hắn đã sớm hấp thu một giọt nham thần máu, nhưng nham thần thiên tôn hải cốt, nhưng cho tới bây giờ không gặp qua. Một giọt máu thần, năng lượng đều như vậy bàng bạc, nếu là nguyên một khối thần cốt, thật không biết có kinh khủng dường nào. Thiên cơ động minh dưới, Diệp Thần cũng biết khối này nham thần cốt, nhìn trời nữ trọng yếu. Như thế nghịch thiên bảo vật, vẫn là do ta tới chấp trưởng cho thỏa đáng. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, theo bản năng vẫn là muốn cướp lấy nham thần cốt, như vậy có thể nắm giữ quyền chủ động. Được, Diệp đại ca, để cho ta tới lãnh giáo một chút người cao chiêu. Diệp Lạc Nhi gặp Diệp Thần không chịu đem nhường, trong mắt cũng là thiêu đốt lên chiến ý, cả người linh khí bạo dũng, xông lên thiên vũ. Bầu trời hóa thành vàng óng màu sắc, truyền ra từng cơn rồng thần gầm thét. Thoáng chốc tới giữa, màu vàng kim màn trời, tiên khí nhô lên, hồng mông cổ khí hội tụ, diễn hóa ra liền thiên điều vạn điều kim long, mỗi một cái kim long, đều có 10 cây móng vuốt, phơi bày ra thập toàn thập mỹ, hoàn mỹ khí tượng. Đó là cửu thiên thần thuật, long thần phá thiên quyết khí tượng. Long thần như ta, phá thiên một kiếm. Diệp Lạc Nhi quanh thân hiển hóa ra long khí, chung quanh thiên điều vạn điều kim long, cũng lấy nàng là trung tâm, nàng thật giống như chính là trong truyền thuyết long thần hóa thân, nắm giữ chư thiên long tộc. Theo một tiếng khẽ kêu, hư không biến dạng, thần bí không không lúc nào không chỗ sâu, có năng lượng bàng bạc hạ xuống, trên không hóa thành một chuôi màu vàng kim cự kiếm. Bên trên cự kiếm, hàng tỷ long ảnh vần quanh, uy mãnh vô cùng. Diệp Lạc Nhi nặn quyết động một cái, vậy long thần cự kiếm, chính là lăng không hướng Diệp Thần chém đánh tiếp. Một kiếm này là mãnh liệt như vậy, toàn bộ thanh lại vực tập tục, đều bị khuấy động, ở giữa thiên địa, rồng thần gầm thét, tiếng sấm hỗn loạn, rung động người tâm thần. Tại chỗ các khán giả, thấy Diệp Lạc Nhi kinh khủng như vậy nhất kích, đều là khiếp sợ. Lạc Nhi, người đây là muốn giết ta. Diệp Thần cũng là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới vừa thấy mặt dưới, Diệp Lạc Nhi liền bùng nổ mạnh nhất sát chiêu, trực tiếp sử xuất Long Thần Phá Thiên Quyết. Long Thần Phá Thiên Quyết là cửu thiên thần thuật một trong, mà trong truyền thuyết cửu thiên thần thuật, nhưng thật ra là từ tam thập tam thiên thần thuật bên trong cải tạo ra, xuất xứ từ không không lúc nào không, hàm chứa thần bí không bất lực tính. Thời khắc này Diệp Lạc Nhi, vùng chém xuống Long Thần cự kiếm, đã mang theo một chút không không thần uy. Hiển nhiên, nàng tinh nhiên khổ tu, đã đem cửa này Long Thần Phá Thiên Quyết, tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, thậm chí đã có thể câu thông không không. Cường hãn như vậy sát chiêu, chỉ cần Diệp Thần ứng đối hơi lơ là, thì phải sống sờ sờ bị giết chết. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, vậy là không dám khinh thường chút nào. Một tiếng nổ, linh khí nổ. Diệp Thần trên thân thể, toát ra chói mắt kim quang, đó là luân hồi ánh sáng. Tự do rực, mở. Trảm thiên cửu kiếm, thánh vương phách giả. Diệp Thần thúc giục luân hồi huyết mạch, trực tiếp mở tự do rực. Giao. Thần thánh huy hoàng cánh, ở Diệp Thần sau lưng mở ra, phía trên lưu chuyển ngàn vạn phù văn cổ xưa. Ở tự do rực lực lượng ra chỉ xuống, Diệp Thần ngưng phong hóa kiếm, trảm thiên cửu kiếm vung ra, như thánh vương, như phách giả, kiếm khí hung mãnh tới cực điểm. Chung quanh các khán giả, cảm nhận được Diệp Thần hơi thở, nhất thời một phiến xôn xao. Đây là, luân hồi hơi thở. Lúc đầu tên này, chính là luân hồi chi chủ. Đám người người biết Diệp Thần thân phận, rối rít phát ra thán phục. Tuy nói Diệp Thần mặt ngoài tu vi, chỉ có bách gia cảnh tầng thứ 9, nhưng tự do cánh chim dương ra mở, trảm thiên cửu kiếm kiếm ý tách thả ra, hắn bộc phát ra hơi thở cùng chiến ý, chỉ sợ so với vậy vô lượng cảnh cường giả, đều phải hung mãnh được hơn. Phịch! Diệp Thần trảm thiên cửu kiếm, hung hăng cùng Diệp Lạc Nhi long thần cự kiếm, đụng vào nhau. Hai đạo cực hạn kiếm mang giao hội, nhất thời nổ lên động trời kiếm khí. Thật may cái này võ thần lôi đài, có vững chắc cấm chế, nếu không, hai người giao phong kiếm khí, cũng đủ để đem chu vi ngàn dặm san thành bình địa. Diệp Thần cảm thấy từng cơn cường hãn long lực, không ngừng xâm nhập tới, bước chân liên tiếp lui về phía sau hóa giải. Diệp Lạc Nhi vậy được một hồi to lớn phản chấn, gương mặt hơi trắng bệch, nhưng nàng cố nhẫn nại, thậm chí lắc mình một cái, hóa ra hình rồng,
thừa dịp Diệp Thần lui về phía sau, một cái long chảo, liền hướng Diệp Thần đầu bắt đi. Lạc Nhi, tại sao phải khổ như vậy? Diệp Thần ảm đạm than thở, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, mình lại sẽ có một ngày, cùng Diệp Lạc Nhi giao chiến. Diệp Lạc Nhi liều mạng như vậy mệnh, hiển nhiên là vì báo đáp thiên nữ ơn tài bồi. Nàng biết Diệp Thần thực lực cực mạnh, cho nên từng chiêu tàn bạo, như vậy mới có một chút cơ hội thắng. Lục đạo luân hồi sao 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 hồi sông dài, thế gian hiện ra, chư thiên vạn giới, vạn vật sinh linh, thần phục với ta. Diệp Thần nhưng không nghĩ lại liều mạng đi xuống, hắn giang hai cánh tay, trong miệng ngâm sướng ra cổ xưa thần chú. Luân hồi huyết mạch hơi thở, lăn lăn dâng trào, hóa thành một cái sông dài. Đây là luân hồi sông dài, có thể hàng phục hết thảy sinh linh, siêu độ hết thảy vong hồn. Lục đạo luân hồi pháp đã từng xếp hạng thứ nhất 33 thiên hồng mông cổ pháp, lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, thì triển cửa này lục đạo luân hồi pháp, có thể nói là đặc biệt muốn gì được nấy. Diệp Lạc Nhi hình rồng thân thể, xông vào luân hồi dài trong mặt sông. Nàng long khí, lập tức liền bị áp chế, từ thân rồng khôi phục hình người. Diệp Thần xông dài một quyển, lập tức liền đem Diệp Lạc Nhi kéo tới đây, ôm vào trong ngực. Lạc Nhi, người thua. Diệp Thần nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, cúi đầu nhìn Diệp Lạc Nhi. Thiếu nữ thân thể mềm mại, để cho hắn có chút bỏ không được buông. Không nghi ngờ chút nào, Diệp Lạc Nhi thực lực rất mạnh. Nhưng tiếc là, Diệp Thần mạnh hơn. Diệp Thần luân hồi huyết mạch uy lực một hiện ra, Diệp Lạc Nhi là hoàn toàn không đỡ được. Diệp Lạc Nhi bị Diệp Thần ôm vào trong ngực, gò má một hồi đỏ lên, cắn răng, lại là một hồi không cam lòng cùng ủy khuất, mắt đục đỏ ngầu. Diệp đại ca, là ngươi thắng, ngươi có thể cầm nham thần cốt cho ta sao? Không có nham thần cốt, thiên nữ đại nhân phải bị nhâm phi phàm tiền bối giết chết. Diệp Lạc Nhi điềm đạm đáng yêu ngẩng đầu, trong hốc mắt doanh mãn nước mắt. Nàng bị thiên nữ ân tình quá nặng, chân thực không muốn nhìn thấy thiên nữ chết đi. Diệp Thần yên lặng một tí, thở dài nói, thiên nữ muốn nham thần cốt, kêu nàng đích thân tới hỏi ta cầm. Dừng một chút. Diệp Thần lại sờ một cái Diệp Lạc Nhi tóc, nói, Lạc Nhi, không nên quá khó cho mình, ngươi cực khổ. Nếu như chống đỡ không đi xuống, trở lại bên người ta đi. Diệp Lạc Nhi cắn răng nói, thiên nữ đại nhân ân tình không có trả hết, ta nơi nào cũng không đi. Dứt lời liền đẩy ra Diệp Thần, lau nước mắt nhảy xuống đài đi, trực tiếp rời đi. Lạc Nhi, Diệp Thần thấy nàng đi, trong lòng rất không phải mùi vị. Tổng trận chung kết. Luân hồi chi chủ thắng. Bên lôi đài tài phán trưởng lão, tuyên bố sau cùng kết quả. Lão đại uy vũ. Diệp Thần tiền bối quả nhiên vô địch. Cũng người cho đánh khóc. Dưới đài, Diệp Phong và Vân Lạc Thủy, đều là nhảy cẫng hoan hô, hưng phấn không thôi. Bọn họ cũng không biết Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi quan hệ, còn lấy là Diệp Thần thực lực cường hãn vô địch, trực tiếp cầm Diệp Lạc Nhi đánh được khóc tỉ tê lui trận. Diệp Thần trong lòng trăm cảm hỗn hợp. Nhưng không có chút nào vui vẻ. Vậy tài phán trưởng lão, đi tới Diệp Thần bên người, chắp tay chúc mừng, luân hồi chi chủ, chúc mừng rồi, người giành được đấu võ đại điển, nếu như nể mặt mà nói, xin cùng nhà ta thương hội hội trưởng tụ họp một chút. Ai có thể thắng được đấu võ, ai liền có thể gặp mặt thương hội hội trưởng Lữ Sơn, cái này vốn là coi như là ban cho. Nhưng, Diệp Thần thân phận quá tôn quý, quá đặc thù. Hắn đi gặp Lữ Sơn. Hoàn toàn có tư cách ngồi ngang hàng. Đấu võ vô địch khen thưởng, là một khối thần linh hài cốt, vô cùng chân quý, muốn đến cũng sẽ không bôi nhọ luân hồi chi chủ danh tiếng. Vậy tài phán trưởng lão mỉm cười, lập tức liền mang theo Diệp Thần rời đi lôi đài, phải đi gặp Lữ Sơn. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Thần cũng chỉ có thể như vậy, liền để cho Diệp Phong tại chỗ chờ, hắn đi theo tài phán trưởng già đi gặp Lữ Sơn. Trong phòng khách quý. Diệp Thần rốt cuộc gặp được Lữ Sơn, ra dữ liệu, vị này trong truyền thuyết thanh lại thương hội hội trưởng, thủ đoạn thông thiên nhân vật lớn, bề ngoài nhưng là bình thường không có gì lạ, chính là một cái tầm vóc to lớn điểm người đàn ông trung niên, vậy không việc gì cái khung. Luân hồi chi chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hạnh hội, hạnh hội. Lữ Sơn hướng Diệp Thần chắp tay thi lễ, mặt đầy thưởng thức nụ cười, đặc biệt khách khí. Lữ hội trưởng, hạnh hội. Diệp Thần ôm quyền đáp lễ, nhìn chung quanh, cái này bên trong phòng khách quý mặt, còn có mấy cái trưởng lão, nhưng không nhìn thấy Tô Dung, Liễu Hinh các người.
chúc mừng luân hồi chi chủ, đoạt được đấu võ đại điển hạng nhất, vô địch khen thưởng, là một khối thần linh di hài. Lữ Sơn cười nói, sau đó lại hướng về phía bên ngoài kêu lên, người đâu, đem đồ vật mang lên. Phòng khách quý cửa mở ra, một cái khá là xinh đẹp cô gái, bưng một cái hoàng long bao tơ kim hộp gỗ đàn tử, bước liên tục thành thực đi vào. Người phụ nữ này, Diệp Thần vậy nhận được, chính là cái đó Liễu Hinh. Liễu Hinh gặp được Diệp Thần, sắc mặt cũng là không tốt lắm xem, nhưng ở Lữ Sơn trước mặt, vẫn là miễn cưỡng giữ nụ cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng đem hộp mở ra. Chỉ gặp trong hộp, lụa đỏ làm nền, đựng một khối cổ xưa cốt phiến. Khối xương kia phiến, phía trên lưu chuyển kim quang, trong phảng phất hội tụ thành mặt đất cùng nham đất đổ đằng, chính là ngày xưa nham thần thiên tôn chết sau đó, lưu lại di cốt. Luân hồi chi chủ, đây là nham thần thiên tôn thần cốt, chúng ta thương hội đã đặc thù xử lý qua, thần linh hơi thở đã đổi được ôn hòa, người hoàn toàn có thể yên tâm luyện hóa. Lữ Sơn mỉm cười nói. Ngày xưa chín thần chí tôn, thần uy vô cùng mạnh mẽ, bọn họ lưu lại thần cốt, người bình thường coi như chỉ là ngắm nhìn một mắt, đều có thể bốc lên độc thiên uy, dính không rõ. Nhưng thanh lại thương hội thủ đoạn thông thiên, lại liền thần linh uy nghiêm, đều có thể chậm tách ra. Lữ hội trưởng, ta giá phải trả là cái gì? Diệp Thần nhìn khối này nham thần cốt, trong cơ thể nham thần máu, cũng là dục dịch. Hắn biết, nếu như có thể dung hợp khối này nham thần cốt, hắn lột xác đột phá tất nhiên là to lớn. Nhưng, hắn cũng biết, như thế vật chân quý, thanh lại thương hội tuyệt đối không thể nào tùy tiện đưa người. Coi như thành tựu vô địch khen thưởng, cũng quá mức quý trọng. Cái này thần cốt nếu là cho liền thiên nữ, nàng liền có thể ngăn cản nhâm phi phàm sát ý. Có thể nói, thần linh di cốt, đủ để ân cố tiên đế, giá trị chân thực quá lớn quá lớn. Diệp Thần cũng không dám tin tưởng. Thanh lại thương hội thật bỏ phải đem nham thần cốt đưa cho hắn, cái này sau lưng, khẳng định khác có giá phải trả. Lữ Sơn trầm ngâm một tí, hơi có chút ý vị thâm trường nói, thật ra thì năm nay đấu võ đại điển, hạng nhất khen thưởng là nham thần cốt, ta cũng cảm thấy quá quý trọng, nhưng cái này là dạ mẫu ý, ta làm theo thôi. Diệp Thần nói, dạ mẫu là ai? Lữ Sơn nói, dạ mẫu là ta thanh lại thương hội người sáng lập, là một tôn vĩ đại thần minh, cái này phiến thanh lại vực. Thật ra thì đã từng là phong thần thiên tôn lãnh địa, nhưng sau đó dạ mẫu đoạt lại, thành tựu chúng ta thương hội an thân lập mạng địa phương. Lữ Sơn lời nói này rơi xuống, chung quanh tất cả trưởng lão, còn có Liễu Hinh, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hiển nhiên những chuyện này, ở thanh lại thương hội bên trong, 10 phần bí mật, vậy sẽ không hướng ngoại giới tiết lộ. Nhưng hiện tại, Lữ Sơn trực tiếp nói cho Diệp Thần, rõ ràng cho thấy vô cùng coi trọng Diệp Thần. Diệp Thần ngẩn ngơ, hắn mới tới thanh lại vực thời điểm, liền cảm thấy chỗ này, và phong thần thiên tôn có liên quan. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, thanh lại thương hội thật ra thì và phong thần thiên tôn không quan hệ. Cái này thương hội, là một cái tên là dạ mẫu thần minh sáng chế. Cái thế giới này, cũng là dạ mẫu từ phong thần trong tay cướp đoạt được địa bàn. Lữ Sơn cười nói tiếp, ta ngày hôm nay gặp được luân hồi chi chủ, mới rốt cục bừng tỉnh hiểu ra. Lúc đầu dạ mẫu đại nhân, là muốn đem nham thần cốt tặng cho ngươi. Luân hồi uy tuyệt chư thiên, khối này nham thần cốt, tất có thể lớn mạnh ngươi luân hồi khí tượng. Lữ Sơn ánh mắt tỏ ý, Liễu Hinh liền đem hộp khép lại, đem điều này đựng nham thần cốt kim hộp gỗ đàn tử, giao đến Diệp Thần trong tay. Diệp Thần cầm cái này kim hộp gỗ đàn tử, nhất thời liền cảm thấy vô cùng nặng nề sức nặng, thật giống như bên trong chứa, cũng không phải là một khối cốt phiến, mà là tinh thần mặt đất. Vũ trụ thế giới. Lữ Sơn cười nói, luân hồi chi chủ, chúng ta sau này sẽ là bạn, nếu như ta thanh lại thương hội, ngày sau gặp nạn mà nói, xin ngươi hãy có thể tương trợ một hai. Diệp Thần nghe đến chỗ này, trong lòng rét một cái. Thanh lại thương hội cầm nham thần cốt đưa cho hắn, quả nhiên không phải hoàn toàn không giá cao, mà là muốn hắn tương lai hỗ trợ. Nếu như ta có thể giúp, nhất định sẽ giúp. Diệp Thần suy nghĩ một tí. Chính là chắp tay đáp ứng. Cái này nham thần cốt chân thực quá quý trọng, nếu như cứ như vậy bỗng dưng lấy đi, Diệp Thần trong lòng đều có điểm bất an. Lữ Sơn đại hỉ, nói, vậy thì cảm ơn luân hồi chi chủ, người yên tâm, chúng ta thương hội nhất chú trọng công bằng giao dịch, tuyệt sẽ không để cho ngươi khó xử, cũng sẽ không để cho ngươi làm ra có làm trái chủ tâm chuyện. Diệp Thần nói, vậy thì tốt, đa tạ Lữ hội trưởng thông cảm,
Lữ Sơn gật đầu một cái, lại hướng phía ngoài kêu lên, Tô chấp sự, vào đi. Tiếng nói rơi xuống, lại có một người cô gái, đẩy cửa đi vào bên trong phòng khách quý mặt, chính là tổ thần giáo giáo chủ phu nhân, đệ nhị yêu cơ biểu tỷ, Tô Dung. Tô Dung hôm nay mặc trước một bộ màu thiên thanh váy đầm dài, nhìn như lại có điểm thanh thuần cảm giác, để cho người trước mắt sáng lên. Diệp thần rốt cục thì gặp được Tô Dung, tim không khỏi được cuồng loạn liền một tí. Ở thanh lại thương hội bên trong, Tô Dung chức vị, và Liễu Hinh như nhau, đều là chấp sự, phụ trách xử lý đối bên ngoài giao dịch công việc. Liễu Hinh thấy Tô Dung đi vào, trong mắt lướt qua một chút tàn bạo cùng chán ghét thần sắc. Đứa nhỏ, chúng ta lại gặp mặt. Tô Dung thấy Diệp thần, khóe miệng lộ ra biểu tình cười mỉa. Phu nhân. Diệp thần mỉm cười thi lễ một cái. Lữ Sơn vậy là một bộ cười híp mắt hình dáng, hắn hiển nhiên là biết, Diệp thần và Tô Dung là biết. Thành tựu thanh lại thương hội hội trưởng, dõi mắt toàn bộ thế giới hiện thật, có thể lừa gạt được hắn sự việc, không hề nhiều. Tô chấp sự, từ nay về sau, luân hồi chi chủ chính là ta thanh lại thương hội quý nhân, người quay đầu trước đưa hắn 500 khối thượng phẩm nguyên ngọc. Lữ Sơn cười phân phó nói. Hội trưởng. Tô Dung khom người trả lời. 500 khối nguyên ngọc, vẫn là thượng phẩm, đây đối với phổ thông võ giả mà nói, tuyệt đối là một khoản siêu cấp số tiền lớn. Cho dù đối Diệp thần mà nói, cũng không phải cái gì con số nhỏ. Dẫu sao hắn toàn bộ gia tài, cộng lại cũng chỉ 10.000 nguyên ngọc. Lữ Sơn vừa thấy mặt, thì phải đưa hắn 500 nguyên ngọc, ra tay có thể nói là rộng rãi hết sức. Đa tạ Lữ hội trưởng. Diệp thần vậy không khách khí cái gì, lập tức liền chắp tay nói cảm ơn. Tô chấp sự, ngươi và luân hồi chi chủ là bạn, ta ở ngươi trên mình, cũng nhìn thấy luân hồi đại khí vận, không bằng chúng ta thương hội nhiệm kỳ kế linh thính giả, liền quyết định là ngươi như thế nào. Lữ Sơn cười híp mắt nhìn Tô Dung, nói. Lời nói này rơi xuống, Tô Dung, Liễu Hinh, còn có tại chỗ mấy trưởng lão, đều là lộ ra khiếp sợ kinh ngạc thần sắc. Tô Dung nói, hội trưởng đại nhân, ngươi muốn ta làm linh thính giả. Lữ Sơn gật đầu nói, đúng vậy. Toàn bộ thương hội, trừ ngươi ra, không có cả người thích hợp chọn. Liễu Hinh tại chỗ hét dầm lên, đặc biệt tức giận, lớn tiếng nói, hội trưởng đại nhân, cái này Tô Dung, một chút công lao cũng không có, nàng có cái gì tư cách làm linh thính giả. Ta lấy được rồi ma tổ vô thiên tim, là thương hội nói thành lớn như vậy một cuộc làm ăn, linh thính giả nên do ta tới đảm nhiệm. Diệp thần thấy Liễu Hinh phản ứng lớn như vậy hình dáng, trong lòng ngầm thất kinh kỳ. Không biết cái này linh thính giả là chức vị gì. Tại chỗ mấy trưởng lão, sắc mặt ngưng trọng. Một cái trưởng lão trầm giọng nói, hội trưởng đại nhân, Liễu Hinh chấp sự dành công to lớn, ta cũng cảm thấy, hẳn do nàng đi lắng nghe dạ mẫu thần dụ. Lại có một cái trưởng lão, nhưng là không quá tán thành, nói, Lữ sư tổ có thể còn chưa có chết, chúng ta ở chỗ này thương lượng một chút để mặc linh thính giả, không khỏi nóng vội. Lại có trưởng lão nói, thương hội không thể một ngày không có linh thính giả, nếu không thể lắng nghe dạ mẫu dạy bảo, chúng ta lại nên đi nơi nào. Tô Dung liếc mắt một cái Liễu Hinh, ha ha cười nói, hội trưởng đại nhân, các vị trưởng lão, ta không muốn đảm nhiệm linh thính giả, nhưng ta cảm thấy, Liễu Hinh nàng vậy không tư cách đảm nhiệm. Lữ Sơn gặp trong sân ồn ào làm một đoàn, chau mày, hướng Diệp thần nói, luân hồi chi chủ, không bằng ngươi tới đánh giá phân xử. Người xem ai thích hợp khi chúng ta thương hội linh thính giả. Diệp thần nghi ngờ hỏi, không biết cái này linh thính giả là. Lữ Sơn nói, cái gọi là linh thính giả, chính là lắng nghe dạ mẫu thần dụ người. Dạ mẫu chí tôn cao nhất, không thể bốc lên độc, cho nên cần một cái linh thính giả, đặc biệt lắng nghe nàng dạy bảo. Ta thương hội có thể phát triển đến ngày hôm nay, vậy may mà dạ mẫu sau lưng chỉ điểm. Diệp thần bừng tỉnh hiểu ra, lúc đầu linh thính giả. Chính là cùng dạ mẫu câu thông người. Dạ mẫu nhưng mà cửu thần thời đại thần minh, có thể cùng nàng câu thông, lắng nghe nàng dạy bảo, có thể nói là vô thượng quang vinh. Linh thính giả, là câu thông nhân gian cùng thần giới cầu, ở thanh lại thương hội bên trong, địa vị vô cùng trọng yếu, tôn sùng vô cùng. Lữ hội trưởng, đây là các ngươi thương hội chuyện nội bộ, ta không tiện nhúng tay. Diệp thần suy tư một hồi, chính là lắc lắc đầu nói. Hắn vậy đã nhìn ra, Tô Dung và Liễu Hinh tới giữa mâu thuẫn, chính là bởi vì linh thính giả chuyện. Liễu Hinh muốn làm linh thính giả, nhưng Tô Dung phản đối, hai người lúc này bất hòa, từ bằng hữu thành cừu địch.
Diệp Thần tự nhiên đứng ở Tô Dung bên này, nhưng chuyện này, dẫu sao là Thanh Lại Thương hội chuyện bên trong, hắn sẽ không qua loa nhúng tay. Lữ Sơn nói, luân hồi chi chủ, ngươi không phải người ngoài, không cần cẩn trọng. Tô Dung mắt đẹp vừa chuyển, bỗng nhiên mỉm cười cười nói, hội trưởng đại nhân, nếu luân hồi chi chủ không là người ngoài, không bằng liền để cho hắn tới làm dạ mẫu linh thính giả. Lời nói này ra, toàn trường đều kinh hãi. Liễu Hinh lại là kinh ngạc được tột đỉnh, cắn răng nghiến lợi kêu lên, Tô Dung, người điên rồi. Linh thính giả hạng trọng yếu, làm sao có thể cho một cái người ngoài. Lữ Sơn ánh mắt sáng lên, khoát tay ngừng Liễu Hinh, nói ta nói, luân hồi chi chủ không là người ngoài. Dừng một chút, hắn trên mặt chất đầy nụ cười, vẻ mặt ôn hòa, hướng Diệp Thần nói, dạ mẫu từng nhiều lần tán thưởng luân hồi, nói luân hồi đại lộ, chính là chân lý trung cực. Làm luân hồi chi chủ lên đỉnh đỉnh cấp, là được chung kết chư thần chia cắt loạn thế, thành lập cuối cùng trật tự. Luân hồi chi chủ, chính là tương lai vạn thần chủ làm thịt, chúng thần chi vương. Không bằng, Diệp huynh đệ, ngươi làm ta Thanh Lại Thương hội linh thính giả như thế nào? Ta muốn dạ mẫu đại nhân, chắc rất muốn gặp ngươi. Tô Dung một phen, nhưng là để cho Lữ Sơn hiểu ra. Dõi mắt toàn trường, bây giờ không có ai, sao Diệp Thần còn có tư cách đi lắng nghe dạ mẫu thần dụ. Bọn họ những người bình thường này, gặp mặt dạ mẫu, đều phải khom lưng khuỵu gối, như con kiến hôi. Nhưng Diệp Thần không cùng, cho dù đối mặt đêm tối nắm giữ, trong truyền thuyết dạ mẫu chí tôn, hắn cũng có ngồi ngang hàng tư cách. Ta cũng cảm thấy, để cho luân hồi chi chủ làm linh thính giả, là chúng ta thương hội vô thượng vinh hạnh. Không, linh thính giả thân phận quá trọng yếu, chuyện này phải thận trọng. Liễu Hinh chấp sự công lao như thế cao, linh thính giả phải là nàng. Tại chỗ các trưởng lão, rối rít phát biểu ý kiến, lại tranh dùm beng, có người tán thành, có người phản đối. Liễu Hinh sắc mặt, chính là khó coi tới cực điểm, nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt, cũng là mang cừu hận cùng tức giận. Linh thính giả có thể được dạ mẫu ban phúc, chỗ tốt cực lớn, nàng cũng không muốn bị Diệp Thần đoạt đi. Lữ Sơn thấy tất cả trưởng lão ồn ào ầm ĩ hình dáng. Nhất thời nhướng mày một cái, lạnh lùng nói, các ngươi đi ra ngoài trước, ta đơn độc cùng Diệp huynh đệ trò chuyện một chút. Tất cả trưởng lão gặp Lữ Sơn sắc mặt âm lãnh, vội vàng dừng lại cãi vả, yên lặng xoay người đi ra ngoài. Tô Dung và Liễu Hinh vậy rời đi, cửa khóa lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phòng khách quý bên trong, chỉ còn lại Diệp Thần cùng Lữ Sơn hai người. Diệp huynh đệ. Người thật không muốn làm dạ mẫu linh thính giả. Truyền thuyết bên trong, dạ mẫu là bóng tối ngọn nguồn, là nắm giữ đêm tối thần minh. Nàng vốn là có tư cách tấn vị tử thần, ti trưởng tử vong chi đạo, nhưng tiếc là, nàng sau đó thua ở nham thần thiên tôn dưới quyền, hắc ám cùng chết quyền bính, cũng bị nham thần thiên tôn cướp đi, truyền đến hải vương ma tôn trong tay. Lữ Sơn thanh âm sâu thẳm mà thần bí, hướng Diệp Thần nói ra cổ xưa bí mật. Ngày xưa nham thần thiên tôn, là ma thần nhất mạch chí cao nắm giữ. Ma thần nhất mạch thần chí cao khí, thiên ma tinh hải, chính là pháp bảo của hắn. Thiên ma tinh hải khí linh, hải vương ma tôn, lúc ban đầu là thuộc hạ của hắn. Hắn đánh bại dạ mẫu, cướp lấy hắc ám cùng chết đạo thống, truyền cho hải vương ma tôn. Hải vương ma tôn tấn vị tử thần, nhưng tự lập môn hộ, phản bội nham thần, cuối cùng lại bị nham thần trấn áp. Có thể nói. Nếu như không có nham thần thiên tôn nói, hải vương ma tôn không thể nào tấn vị tử thần. Nhất có tư cách tấn vị tử thần người, là dạ mẫu. Dạ mẫu là đã từng bóng tối nắm giữ, nếu như ngươi làm linh thính giả, thấy dạ mẫu, là có thể dò ngó gặp bóng tối bí ẩn, sau này lại đi đối kháng tử thần giáo đoàn, nhất định ung dung rất nhiều. Lữ Sơn ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần, hướng dẫn từng bước. Diệp Thần trong lòng động một cái. Cũng là cảm thấy vị này dạ mẫu thần bí cùng mạnh mẽ. Nhưng đột nhiên kêu hắn làm linh thính giả, hắn vẫn là khó mà thích ứng, lắc lắc đầu nói, Lữ hội trưởng, cái này linh thính giả sau lưng nhân quả, tựa hồ khá là phức tạp, ta không thể tùy tiện dính. Đúng rồi, các ngươi trước kia linh thính giả đâu? Lữ Sơn ảm đạm một tiếng thở dài, nói trước kia linh thính giả, nhưng thật ra là ta Lữ gia sư tổ, hắn kêu Lữ Động Huyền, đã từng là không không thời không cường giả. Tham dự chế tạo nhân hoàng thánh đao. Diệp Thần nhất thời kinh ngạc, nói, nhân hoàng thánh đao. Là các ngươi Lữ gia sư tổ chế tạo.
Lữ Sơn nói, không phải, chính xác mà nói, ta Lữ gia sư tổ, nhưng thật ra là lúc ấy đúc đao đốt lửa đồng tử, chân chính đúc đao người, là Thiên Khải Chí Tôn, là hôm nay Tử Thần giáo đoàn giáo chủ. Diệp huynh đệ, ta biết Nhân Hoàng Thánh Đao, ở bên trong tay ngươi. Có lẽ, từ ngươi bắt được thanh đao này một khắc kia bắt đầu, vận mệnh ngươi, liền định trước cùng Tử Thần giáo đoàn lẫn nhau dây dưa, không chết không thôi. Diệp thần nội tâm đại chấn, dù gì nói, lúc đầu người ta Hoàng Thánh Đao, đúc người lại là Tử Thần giáo đoàn giáo chủ. Lữ Sơn gật gật đầu nói, đúng vậy, năm đó Thiên Khải Chí Tôn đúc đao thời điểm, còn không có sa đọa hắc ám. Sau đó, hắn đúc đao thành công, đã tiêu hao hết tất cả sinh mệnh nguyên khí, bách dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể rơi vào hắc ám, thành lập Tử Thần giáo đoàn. Vị kia Thiên Khải Chí Tôn, lại kêu Thiên Khải Tinh, vậy có thể nói là không không lúc nào không bên trong, lợi hại nhất luyện khí sư. Diệp thần rốt cuộc biết Nhân Hoàng Thánh Đao đúc sâu xa, chỉ cảm thấy như mộng như ảo. Hắn nơi nào nghĩ đến, đúc thanh đao này người, lại chính là Tử Thần giáo đoàn giáo chủ. Lữ Sơn sư tổ Lữ Động Huyền, đã từng vậy tham dự đúc đao, là một điểm lửa đồng tử. Lữ Sơn nói, trước đây không lâu, sư tổ ta bắt được hắc ám phủ xuống hơi thở, hắn xuất ngoại điều tra, nhưng cũng không có trở lại nữa. Ta hoài nghi, hắn đã bị Tử Thần giáo đoàn người giết chết, ở lại thương trong hội mệnh bài, cũng là hoàn toàn vỡ vụn. Nhưng ta trong sâu thẳm cảm giác được, sư tổ ta có thể còn chưa có chết, chỉ là không biết thất lạc ở địa phương nào. À, nhưng bỏ mặc hắn sống chết như thế nào, ta Thanh Lại Thương hội không có linh thính giả, không nghe được dạ mẫu dạy bảo, con đường phía trước rất là mong manh. Diệp huynh đệ, không bằng ngươi hạ mình, làm ta thương hội linh thính giả như thế nào. Diệp thần chân mày vẫn là nhíu chặt, nói chuyện này, nhân quả quá phức tạp, ta vẫn không thể tùy ý dính. Lữ Sơn gặp Diệp thần từ đầu đến cuối không chịu đáp ứng, than thở một tiếng, hơi có chút thất vọng, lại sử dụng một quyển cổ đồ, nói, Diệp huynh đệ, ngươi không chịu làm linh thính giả, nhưng có thể hay không giúp ta một lần, đi hỏi một chút dạ mẫu, sư tổ ta sống chết rơi xuống. Cái này bức cổ đồ, phía trên là một bức hắc ám thần bí hình ảnh. Vô số thi hài máu tươi chất đống thành trên đỉnh núi, từng cái chim sơn ca bay lượn, vô số chim sơn ca vây quanh tới giữa, là một người mặc quần áo đen, dáng vẻ thướt tha thiếu nữ hình bóng. Hắc ám cùng chết bàng bạc uy nghiêm, hội tụ ở cô gái này trên mình, rõ ràng chỉ là một bức họa, nhưng Diệp thần ánh mắt thấy thời điểm, nhưng thật giống như thấy được núi thây biển máu cảnh tượng, chợt cảm thấy tâm diêu thần trì, trong đầu nghĩ, đây chính là trong truyền thuyết dạ mẫu. Lữ Sơn nói, Diệp huynh đệ, như thế nào? Diệp thần sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, Lữ Sơn kêu hắn đi hỏi dạ mẫu, thật ra thì chính là để cho hắn làm linh thính giả. Lữ hội trưởng, ta chỉ giúp ngươi một lần, nhưng ta vậy không dám khẳng định, có thể hay không thấy dạ mẫu. Diệp thần nói, hắn không có hứng thú làm Thanh Lại Thương hội linh thính giả, nhưng có thể ra tay một lần. Lữ Sơn đại hỉ, nói, Diệp huynh đệ, đa tạ, một lần là đủ rồi, ta chỉ muốn biết ta ra sư tổ sống chết rơi xuống. Diệp thần gật đầu một cái, ngưng mắt nhìn bức họa kia, như vậy phúc tới tâm linh vậy, không cần Lữ Sơn mở miệng, hắn cũng biết câu thông dạ mẫu biện pháp. Hắn nhẹ nhàng xòe bàn tay ra, linh khí hội tụ, tinh thần lực bơm vào đến bức họa kia bên trong, đồng thời dùng luân hồi thánh hồn thiên, bảo vệ mình tâm thần. Làm Diệp thần tinh thần lực, một thấm vào, hắn tâm thần liền kịch liệt vặn vẹo, trước mắt cảnh tượng biến ảo, ngay tức thì liền bị đẩy vào một phiến bóng tối thế giới bên trong. Mảnh thế giới này, bầu trời cùng mặt đất, đều là bóng tối màu sắc, khắp nơi chảy xuôi máu loãng, mùi máu tanh đậm đà, máu loãng bên trong nổi lơ lửng một cái cổ thi thể cùng hài cốt. Ở phương xa, một cô gái, đưa lưng về phía Diệp thần, đứng ở một tòa thi hài núi xương bên trên. Cả người từng cái chim sơn ca vây quanh. Đó chính là Diệp thần đang vẽ bên trong thấy hình ảnh, hiện tại vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở hắn trước mắt. Vậy cổ hắc ám cùng chết mãnh liệt kiềm chế hơi thở, thiếu chút nữa thì để cho hắn hít thở không thông. Thật may, Diệp thần có luân hồi thánh hồn thiên hộ thể, cũng không có bị tổn thương gì. Hắn ngắm nhìn bốn phía, liền thấy rất xa phương xa, còn đứng sừng sững từng ngọn hắc ám thánh điện, cổ xưa xa xưa tiếng ngâm sướng. Từ rất nhiều thánh điện truyền lên ra. Tất cả ngâm sướng, đều ở đây là hắc ám cầu nguyện, là đứng ở thi trên núi chim sơn ca thiếu nữ cầu nguyện. Diệp thần cùng vậy chim sơn ca thiếu nữ,
cách nhau khá xa, nhưng lại có thể rõ ràng thấy nàng bóng người, thấy nàng phơi bày ở quần áo đen bên ngoài trắng như tuyết cổ, phía trên nhỏ xíu lông tơ rõ ràng có thể gặp. Cái này chim sơn ca thiếu nữ, dĩ nhiên chính là trong truyền thuyết Dạ Mẫu. Diệp Thần kinh ngạc nhìn Dạ Mẫu hình bóng, muốn nói gì, hỏi Lữ Động Huyền sư tổ rơi xuống, nhưng cổ họng thật giống như bị thứ gì chặn lại, nói cái gì đều không nói được. Ngay tại lúc này, Diệp Thần đột nhiên cảm thấy, luân hồi mộ địa truyền tới dị động. Mới mộ bia, lại xuất hiện lay động. Đó là Vĩnh Dạ Ma Thần mộ bia. Thánh Quang Tiên Đế nói qua, Vĩnh Dạ Ma Thần là hắn địch thủ cũ. Hắn thờ phượng quang minh, Vĩnh Dạ Ma Thần thì thờ phượng hắc ám. Vĩnh Dạ Ma Thần, chính là hạ một tôn luân hồi đại năng. Chẳng lẽ nói, Dạ Mẫu hơi thở, lại muốn kích thích Vĩnh Dạ Ma Thần tỉnh lại. Nhưng, mộ bia dị động, chỉ là lay động ngay tức thì, chính là thở bình thường lại không có bất kỳ khác thường. Chim sơn ca thiếu nữ chậm rãi xoay người lại, một tấm tươi đẹp tuyệt trần, thanh thuần tới cực điểm gương mặt, ngũ quan như trắng nõn, mềm mịn, xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Thiếu nữ dung mạo, có thể nói tuyệt sắc. Ở nơi này phiến hắc ám cùng chết trong thế giới, nàng thật giống như chính là một đóa sạch sẽ hoa, trên mặt không mang theo chút nào diễn cảm, trong trẻo lạnh lùng được bất cận nhân tình. Diệp Thần không nói gì, nàng nhưng thật giống như biết Diệp Thần ý đồ, nhẹ nhàng vung tay lên, một tấm phù chiếu bay ra, rơi vào Diệp Thần trong tay. Diệp Thần bắt được phù chiếu sau đó, thế giới trước mắt nhất thời vặn vẹo sụp đổ, hắn tinh thần một hồi biến dạng vậy đau đớn, ánh mắt hoảng hốt một tí, định thần vừa thấy, nhưng phát hiện mình đã trở lại thế giới hiện thật, Lữ Sơn đang ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Lữ Sơn thấy Diệp Thần trên tay, đột ngột nhiều hơn một tấm màu đen phù chiếu, không khỏi được đại hỉ, nói, Diệp huynh đệ, thế nào? Diệp Thần cũng có chút nghi ngờ, cầm lên phù chiếu vừa thấy, chỉ gặp phù chiếu trên in minh vô khu ba chữ. Dạ Mẫu Chí Tôn không nói gì, chỉ là cho ta phù này chiếu. Diệp Thần đem phù chiếu đưa cho Lữ Sơn. Lữ Sơn nhận lấy vừa thấy, nhìn chữ viết phía trên, kinh nghi bất định, dù gì nói, minh vô khu. Khó khăn tới nhà ta sư tổ, ngay tại minh vô khu bên trong. Đây chính là một phiến ngày tận thế phế tích vậy thế giới sao? Diệp Thần gặp Lữ Sơn sắc mặt không tốt lắm xem, hỏi, Lữ hội trưởng, cái này minh vô khu rất nguy hiểm sao? Lữ Sơn trầm ngâm một hồi, khoát khoát tay, nói, Diệp huynh đệ, đa tạ ngươi, nếu Dạ Mẫu đại nhân cho chỉ điểm, ta sẽ tự mình điều tra, cũng không lại làm phiền ngươi, ngươi vậy cực khổ. Lắng nghe Dạ Mẫu thần dụ, cần phải hao phí đại lượng tinh thần, mỗi lần lắng nghe sau đó, thường thường cần nghỉ ngơi một tháng thời gian, ngươi có thể được bảo trọng thân thể. Diệp Thần cười nói, không sao, Lữ hội trưởng, có thể giúp được ngươi liền tốt. Diệp Thần tinh thần lực cường hãn, hơn nữa lại có luân hồi thánh hồn thiên bảo vệ, coi như gặp mặt Dạ Mẫu, tiêu hao vậy không tính lớn, hoàn toàn ở hắn tiếp nhận trong phạm vi. Lữ Sơn rất là hào phóng, nói, Diệp huynh đệ, ngươi muốn thù lao gì mà nói, cứ mở miệng. Diệp Thần trong lòng động một cái, nhớ tới tổ huyền đồ chuyện, nói, Lữ hội trưởng, nếu như có thể, ta muốn hỏi thăm ngươi một người rơi xuống. Lữ Sơn nói, ai? Diệp Thần nói, là một cái kêu là Lục Hòa Thiền cô gái, nghe nói là Hạo Thiên Vực đã từng là thánh nữ. Tổ huyền đồ sau lưng bí mật, Diệp Thần một người khó mà giải khai, hắn cần Lục Hòa Thiền trợ lực. Lữ Sơn một hồi kinh ngạc, nói, ngươi hỏi thăm nàng làm gì? Diệp Thần nói, ta có chút vô cùng trọng yếu sự việc, muốn cùng vị này Lục cô nương thương lượng một chút. Lữ Sơn sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn cũng không biết tổ huyền đồ sự việc, nhưng lại biết Lục Hòa Thiền thân phận đặc thù. Lục Hòa Thiền không chỉ là Hạo Thiên Vực thánh nữ, vẫn là ngày xưa tổ thần Vương Chí Tôn tôn nữ, có thể nói là thần linh hậu duệ, thân phận đặc biệt tôn quý. Nếu như là người bình thường, muốn thám thính Lục Hòa Thiền rơi xuống, Lữ Sơn nhất định phải để cho đối phương bỏ ra to lớn tiền đặt cuộc. Nhưng Diệp Thần hỏi thăm, Lữ Sơn tự nhiên sẽ không lại thu lấy bất kỳ lệ phí nào, lập tức liền trầm giọng nói. Cái này Lục Hòa Thiền, ở địa phương nào, ta cũng không biết, nhưng ta biết, nàng năm đó và tổ thần vương đi tán sau đó, liền đầu phục đảm nhiệm thiên nữ. Ta nghe nói đảm nhiệm thiên nữ là ngươi. Ho, Diệp huynh đệ, ngươi muốn biết Lục Hòa Thiền rơi xuống, có lẽ có thể đi hỏi một chút thiên nữ. Diệp Thần sửng sốt nói, thiên nữ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lục Hòa Thiền rơi xuống, lại còn và đảm nhiệm thiên nữ có liên quan,
Lữ Sơn nói, đúng vậy, người vấn thiên nữ cũng biết. Diệp Thần yên lặng một tí, cau mày. Lữ Sơn nói, Diệp huynh đệ, là có cái gì khó nói ẩn. Diệp Thần khoát khoát tay, nói, không phải, Lữ hội trưởng, đa tạ ngươi đầu mối. Lữ Sơn cười nói, không cần cảm ơn, lại thở dài một tiếng, ngươi không chịu làm dạ mẫu linh thính giả, cuối cùng là ta thanh lại thương hội tiếc nuối. Lập tức, hắn mang Diệp Thần đi ra ngoài. Phòng khách quý bên ngoài, Tô Dong, Liễu Hinh, và tất cả trưởng lão, cũng đang đợi, thấy Lữ Sơn đi ra, liền khom người thi lễ. Lữ Sơn lớn tiếng nói, linh thính giả chuyện, cho sau bàn lại, nhưng luân hồi chi chủ, thủy chung là ta trong lòng thích hợp nhất thí sinh, các ngươi tất cả trở về đi thôi. Đám người tất cả trong lòng tâm tình, cùng kêu lên kêu ừ. Nói xong liền xoay người rời đi. Diệp Thần đi theo Tô Dong đi ra ngoài, Liễu Hinh cũng là căm hận bất bình, không biết làm sao rời đi. Một cái chống đỡ Liễu Hinh trưởng lão, đi theo sau lưng nàng. Hai người rời đi thương hội sau đó, đi tới một cái bí ẩn trong hẻm nhỏ, trưởng lão kia trầm giọng nói. Liễu chấp sự, người giành công to lớn, chẳng lẽ cứ như vậy cam tâm, cầm linh thính giả quyền hành, chắp tay nhường cho người ngoài. Liễu Hinh cắn răng nghiến lợi, nói, không cam lòng vừa có thể như thế nào. Trưởng lão kia nói, không bằng đi mời thị sát tôn giả rời núi, dạy bảo luân hồi chi chủ vậy tiểu tử. Liễu Hinh mắt đẹp chớp động, thị sát tôn giả. Nàng biết thị sát tôn giả, đó là thanh lại thương hội sau lưng một tôn cường giả. Thanh lại thương hội ở bên ngoài làm ăn, luôn sẽ có chút mâu thuẫn chỗ mâu thuẫn. Lúc này, liền cần phải có người, bảo vệ thương hội lợi ích. Thương hội bên trong có chuyên môn hộ vệ đội, vậy thị sát tôn giả, chính là đã từng hộ vệ đội thống lĩnh, trước mắt đã thối vị bế quan. Nghe nói, thị sát tôn giả là vô lượng cảnh hậu kỳ cường giả, đã từng là 10 đại thiên quân lão tổ một trong, Tiêu gia lão tổ Tiêu Tinh Hà trong phủ hộ vệ. Sau đó, Tiêu Tinh Hà ẩn cư, thị sát tôn giả vậy rời đi Tiêu gia, đầu dựa vào thanh lại thương hội. Hôm nay, Tiêu Tinh Hà lần nữa là vũ hoàng cổ đế cống hiến, nhưng thị sát tôn giả là không trở về được. Thị sát tôn giả binh khí trong tay, cũng là đã từng Tiêu Tinh Hà tự tay chế tạo, sát phạt tương đương ác liệt. Từ ngoài mặt xem, thị sát tôn giả thực lực, hoàn toàn vượt qua Diệp Thần. Nhưng Liễu Hinh chân mày nhưng là khẽ nhíu một cái, nói, vậy tiểu tử khí vận thâm hậu, muốn giết hắn, sợ rằng không quá dễ dàng. Nàng cũng biết, Diệp Thần khí vận cực kỳ bàng bạc, muốn tru diệt, cơ hồ không thể nào. Trưởng lão kia cười nói, giết người khó khăn, nhưng lấy thị sát tôn giả thực lực, muốn tổn thương nặng vậy tiểu tử, muốn đến cũng là dễ như trở bàn tay. Chúng ta chỉ cần cho hắn một chút dạy bảo, để cho hắn không dám chấm mút linh thính giả vị, vậy thì vậy là đủ rồi. Liễu Hinh tròng mắt sáng lên, nói, không tệ, nếu là thị sát tôn giả chịu ra tay, liền có thể hung hăng dạy bảo Diệp Thần vậy tiểu tử, ha ha, dám đắc tội ta Liễu Hinh, ta nhất định phải kêu hắn trả giá thật lớn. Thanh lại vực, một nơi bóng tối trên núi hoang. Một người cô gái, xuất hiện ở hoang dưới chân núi, chính là Liễu Hinh. Tiểu nữ Liễu Hinh, cầu gặp thị sát tôn giả tiền bối. Liễu Hinh khom người, thanh âm cũng là khá là cung kính kêu lên. Nàng tiếng nói rơi xuống không lâu, trên núi hoang, chính là truyền ra một hồi tiếng cười âm lãnh. Chỉ nghe trên núi hắc khí bạo dũng, hội tụ ra một tôn hào hùng bóng người, tràn đầy thị huyết sát ý. Đó chính là thanh lại thương hội sau lưng cường giả, đã từng Tiêu gia thủ hộ giả, thị sát tôn giả. Thị sát tôn giả hơi thở, vô cùng mạnh mẽ, đã đạt đến vô lượng cảnh tầng thứ 8, chính xác tiên đế bước. Chính xác tiên đế cấp cường giả khác, cho dù dõi mắt toàn bộ thái thượng thế giới, cũng là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Cô gái nhỏ, người đến tìm ta làm chi? Thị sát tôn giả ánh mắt mang che lấp, quan sát Liễu Hinh nói. Tôn giả, ta muốn cầu ngươi rời núi, trấn áp luân hồi chi chủ. Vậy luân hồi chi chủ, một cái người ngoài. Mộng tưởng hảo huyền, lại muốn cướp đoạt linh thính giả ngôi, nhất định phải cho hắn một chút dạy bảo. Liễu Hinh quỳ xuống, hướng thị sát tôn giả nói. Thị sát tôn giả ánh mắt chớp động, thiên cơ thấy rõ dưới, đã là biết được tất cả, cười tủm tỉm nói, ngươi muốn gọi ta ra tay, vậy cũng có thể, nhưng sau này, ngươi phải thần phục với ta, nghe ta sai khiến, ta kêu ngươi làm gì, ngươi thì làm cái đó, không được vi phạm. Liễu Hinh nghe thị sát tôn giả mà nói. Nội tâm đại chấn,
nàng cũng không muốn làm thị sát tôn giả nô bộc. Ánh mắt chuyển động một tí, Liễu Hinh ngoài mặt tỉnh bơ, mỉm cười nói, tôn giả, chỉ cần ngươi có thể thay ta giáo huấn luân hồi chi chủ, cũng giúp ta lên làm dạ mẫu linh thính giả, ta gì cũng đáp ứng. Nàng trong đầu nghĩ, chỉ cần mình làm dạ mẫu linh thính giả, mai kia quyền hành nơi tay, cũng không cần lại sợ thị sát tôn giả. Thị sát tôn giả ánh mắt mang theo một chút nóng bỏng, ở Liễu Hinh dáng đẹp dáng vẻ trên vòng vo vừa chuyển, cười híp mắt nói, không thành vấn đề, Liễu cô nương, ngươi là thương hội lập được ngút trời công lao, lấy được rồi ma tổ vô thiên tim, ta cũng chống đỡ ngươi làm dạ mẫu linh thính giả. Hội trưởng đại nhân bị luân hồi chi chủ che đậy, ta tự mình ra mặt, ở trước mặt hắn đau trần lợi hại là được. Liễu Hinh mừng rỡ nói, đa tạ tôn giả. Nàng biết thị sát tôn giả quyền cao chức trọng, cho dù hôm nay thối vị bế quan, ở thanh lại thương hội bên trong, cũng là có to lớn quyền nói chuyện. Hắn chịu ra mặt ủng hộ, nàng linh thính giả chức vị, liền 10 phần chắc chín. Giờ phút này, Diệp Thần đi theo Tô Dung, trở lại nàng phủ đệ bên trong, ở một tòa lịch sự tao nhã đình nhỏ bên trong, nấu trà tướng uống. Diệp Phong và Vân Lạc Thủy các người, Diệp Thần thu xếp ở nơi khác. Ngươi thật không chịu làm dạ mẫu linh thính giả sao? Tô Dung cho Diệp Thần rót một ly trà, nhẹ giọng hỏi. Không được, nhân quả liên lụy quá phức tạp, ta chuẩn bị đi. Diệp Thần giơ lên ly trà, nhàn nhạt hạp một cái, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Hắn chuẩn bị đi gặp hôm nay nữ, hỏi Lục Hòa Thiền rơi xuống. Nếu như có thể tìm được Lục Hòa Thiền, cũng giải khai tổ huyền đồ bí mật, vậy thì có thể khôi phục huyền hàn ngọc thân xác, thậm chí có thể phá giải thiên quân phong thần bia hắc ám cấm chế. Tô Dung nghe được Diệp Thần phải đi, nhẹ nhàng than thở một tiếng, nhưng cũng không có giữ lại cái gì, bởi vì nàng biết, Diệp Thần cũng không thuộc về nàng. Ngươi sau khi đi, cẩn thận một chút, ca ca ta có thể muốn giết ngươi. Tô Dung nhẹ giọng nói. Ca ca ngươi. Diệp Thần sửng sốt một tí, trong chốc lát không phản ứng kịp. Ngươi quên sao, ta xuất thân quỷ vương giới đệ nhất thế gia, ca ca ta chính là quỷ vương giới thần vũ trụ, man hoang điện chủ của thánh điện, đệ nhất quỷ vương, hắn thờ phượng chí cao cổ thần, lấy chu diệt luân hồi là nhiệm vụ của mình, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Hôm nay hắc ám rối loạn sắp tới, tử thần giáo đoàn làm loạn, thế cục một phiến hỗn loạn, hắn rất có thể thừa dịp hỗn loạn, muốn đối ngươi bất lợi. Tô Dung nói. Diệp Thần trong lòng rét một cái, mới nhớ tới Tô Dung là quỷ vương giới người, ca ca nàng chính là đệ nhất quỷ vương. Ta kêu ngươi đi tới thanh lại vực sau đó, không nên đánh nghe ta tin tức, chính là sợ thiên cơ tiết lộ, bị ca ca ta tra được. Tóm lại, ngươi vạn sự chú ý, ca ca ta rất có thể đã từ quỷ vương giới bên trong đi ra, tìm cơ hội muốn giết ngươi. Tô Dung giọng vạn phần ngưng trọng, nàng không hề muốn Diệp Thần xảy ra chuyện. Năm đó, nàng chính là bởi vì không chịu chu diệt luân hồi, cho nên mới từ quỷ vương giới bên trong chạy ra khỏi. Diệp Thần nói, ta biết, phu nhân, đa tạ nhắc nhở. Tô Đô ngừ một tiếng, lại nói, ngoài ra, người muốn chú ý Liễu Hinh, nàng bởi vì sự tồn tại của ngươi, làm không được linh thính giả, trong lòng khẳng định đặc biệt thống hận ngươi. Diệp Thần nói, được, ta sẽ chú ý. Xem ra mình lại muốn chú ý Liễu Hinh, lại muốn chú ý đế nhà người. Diệp Thần và Tô Dung uống xong trà sau đó, cũng không có lưu lại quá lâu, chính là nói với đừng rời đi. Trong sâu thẳm, hắn bắt được mịt mờ ý định giết người. Cái này thanh lại vực bên trong, có người muốn giết hắn. Cái này cổ ý định giết người, đặc biệt lạnh lùng nhọn, người sau lưng, tất nhiên thập phần cường đại. Là đế nhà người, vẫn là Liễu Hinh người đâu. Liễu Hinh thực lực, thật giống như không có như thế mạnh mẽ. Là ai muốn giết ta? Đế nhà chỉ sợ cũng không loại thủ đoạn này. Diệp Thần nhướng mày một cái, ngưng thần đề phòng. Việc cần kíp, trước hay là rời đi thanh lại vực cho thỏa đáng. Một đường phi hành, Diệp Thần hướng thanh lại vực bên ngoài bay đi, nhưng mà đột ngột tới giữa, phía trước hư không biến dạng, một cái kinh thiên bàn tay, hoành kéo một cái phong cách cổ xưa đao, như vậy muốn chém núi trẻ biển vậy, hung hãn vô cùng hướng Diệp Thần chém chết tới đây. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, cái này đột ngột chém ra cự đao, khí tức giết hại cực kỳ khủng bố, mang theo một cổ mãnh liệt vô cùng uy áp. Lại là chính xác tiên đế cao thủ uy áp. Chính xác tiên đế, là vô lượng cảnh tầng thứ 8, khoảng cách chân chính tiên đế, chỉ có một bước xa. Loại cấp bậc này cường giả,
vô cùng cường đại. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, đối kháng chính xác tiên đế, cơ hồ không thể nào chiến thắng. Mắt xem vậy cự đao vung chém tới, Diệp Thần thúc dục nắng ban mai gió, người như chim bay vậy, nghiêng người né tránh. Suy rồi. Cự đao từ hắn bên người chém qua, chém vượt 10 triệu nặng thời không, làm được thiên địa sụp đổ, khí lưu hỗn loạn, khắp nơi nhất thời rơi vào tối mờ, không thấy được quang minh. Hi hi, không hổ là luân hồi chi chủ, quả nhiên cường hãn, lại có thể tránh thoát ta một đao. Một hồi cười âm hiểm tiếng vang lên. Chỉ gặp hư không tan vỡ, một cái cả người tràn đầy sát ý người đàn ông, tay nhấc một cái giống vậy sát phạt nóng rực chiến đao, từ trong hư không bước ra. Làm người đàn ông này bước ra, thiên địa vũ trụ tựa như đều phải sụp đổ, chính xác tiên đế cấp bậc khí tức cuồng bạo, để cho được Diệp Thần thần hồn chấn động. Người nào? Diệp Thần con người có giúp lại, sử dụng luân hồi thiên kiếm, nắm chặt trong tay, thật sâu để phòng. Ta là thanh lại vực người mạnh nhất, người có thể kêu ta thị sát tôn giả. Tự xưng thị sát tôn giả người đàn ông, giữ tợn cười, trong tay chiến đao mũi nhọn, còn có trong ánh mắt sát phạt nhuệ khí, làm người ta sợ hãi run rẩy. Là Liễu Hinh phái người tới. Diệp Thần ánh mắt run lên, từ nơi này thị sát tôn giả trên mình, bắt được Liễu Hinh nhân quả đầu mối, cũng không có đế nhà nhân quả. Càng để cho Diệp Thần cảm thấy khiếp sợ, là thị sát tôn giả trong tay đao. Thanh đao kia, mang khí bức người, sát phạt dọn ra dọn ra. Diệp Thần liếc mắt liền nhìn ra, đó là Tiêu gia lão tổ, Tiêu Tinh Hà nơi chế tạo đao. Cái này thị sát tôn giả, cùng Tiêu gia lại vậy có liên quan. Là đã từng Tiêu gia thủ hộ giả. Diệp Thần thiên cơ thấy rõ dưới, lại thấy được rất nhiều đi qua. Hi hi, ai phái ta tới, ngươi không cần phải để ý đến. Ta không giết ngươi, chỉ là cho ngươi một chút dạy bảo. Thị sát tôn giả cười lạnh, bỗng nhiên một đao vung chém ra. Chính xác tiên đế uy áp, ở ngay tức thì bùng nổ, đơn giản là nghiền diệt thiên địa, chảm phá thời không, không thể ngăn trở. Diệp Thần cả người lông tơ cũng ngược lại dựng lên. Cái này thị sát tôn giả, ngoài mặt nói không giết hắn, nhưng ra tay nhưng không có chút nào lưu tình. Cái này một đao bén nhọn như vậy bá đạo, tràn đầy giết hại hơi thở, nếu như Diệp Thần ứng đối không cẩn thận, lập tức phải bị một đao chém chết, vô cùng nguy hiểm. Chiêu võ linh vũ, nham thần vòng bảo vệ. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần sử dụng chiêu võ linh vũ, toàn lực thúc dục nham thần máu thần uy. Ông một tiếng. Chiêu võ linh vũ biến hóa, hóa thành một tòa kim trung cháo vậy vòng bảo vệ, vững vàng đem Diệp Thần thân thể bảo vệ được. Cái này vòng bảo vệ bên trong, còn hàm chứa trần bia hơi thở, lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Chanh! Thị sát tôn giả chém tới một đao, cuồng bạo chính xác tiên đế mũi nhọn nổ tung, tại chỗ liền đem Diệp Thần vòng bảo vệ chém bể. Nhưng, hắn đao thế lực lượng, cũng bị hóa giải được. Diệp Thần cũng không có bị thương. Phệ hồn châu, cho ta chiếm đoạt. Diệp Thần cả người tập tục bạo động, lắc người một cái, liền đi vòng qua thị sát tôn giả phía sau, bàn tay thúc giục phệ hồn châu năng lượng, hóa ra một đạo màu đen mang mũi tên, bắn về phía người sau đầu. Chính xác tiên đế lực lượng, chân thực cường hãn. Nếu như chính diện tỉ thí, Diệp Thần cơ hồ không có phần thắng. Muốn đánh thắng, trừ phi là đánh lén. Diệp Thần liền muốn mượn dùng phệ hồn châu lực lượng, xâm nhập phệ thị sát tôn giả thần hồn, sau đó sẽ vận dụng thiên địa mẫu nguyên trưởng, hoặc là nhân hoàng thánh đao, như vậy mới có một chút hy vọng, đem đối phương giết chết. Thằng nhóc giỏi, ngươi còn dám đánh lén ta. Thị sát tôn giả kinh ngạc cùng tức giận. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ở khổng lồ như vậy cảnh giới chênh lệch hạ, Diệp Thần lại còn dám đánh lại, còn muốn đánh lén hắn. Bất quá, hắn thân làm chuẩn tiên đế cường giả, phản ứng vậy là đặc biệt mau. Một tiếng nổ, thị sát tôn giả linh khí bùng nổ, diễn hóa thành một cái màu máu giết hại kết giới, bảo vệ thần hồn, cũng phản kích Diệp Thần. Diệp Thần xông vào giết hại kết giới bên trong, nhất thời liền cảm thấy vô biên vô tận giết hại ý niệm, như nước thủy triều xông lên tập kích tới. Đầu hắn ông ông tác hưởng, tâm hồn một hồi đong đưa, bị buộc được liên tiếp lui về phía sau. Giết hại cuồng đao, phá cho ta. Thị sát tôn giả một tiếng hét điên cuồng. Màu máu sát khí ngất trời, tóc từng cây một nâng lên, quanh thân tiếng sấm chú nói tự minh, điếc tai nhức óc, trong tay giết hại cuồng đao, lăng không chém chết hướng Diệp Thần. Diệp Thần hô hấp nhất thời nghẹt thở,
liền chuẩn bị rút ra nhân hoàng thánh đao liều mạng. Nhưng vừa lúc đó, một đạo băng hoàng kiếm mang, từ phương xa trong hư không nổ bắn ra ra, một kiếm rơi xuống, đánh vào thị sát tôn giả giết hại cuồng đao trên. Tất cả giết hại đao khí, trong nháy mắt mất đi tiêu tán. Ở giữa thiên địa, chỉ còn lại băng hoàng kiếm ý. Tất cả băng tuyết phượng hoàng, ở trong hư không nổi lên, thần thánh tiếng ngâm sướng, từ xa xôi thời không chỗ sâu truyền ra, như chư thần thần minh vọng về, nghiêm túc trang nghiêm. Một cái cao cả như thần nữ, ung dung như băng tuyết, minh lệ như bầu trời cô gái, từ bầu trời phương xa bên trong xuất hiện, một bước đạp tới. Thiên nữ tỷ tỷ. Diệp Thần thấy người phụ nữ này, nhất thời kinh hãi. Cô gái này chính là đảm nhiệm thiên nữ. Ở đảm nhiệm thiên nữ bên người, còn đi theo một cái cô gái đồ đen, là Diệp Lạc Nhi. Đảm nhiệm thiên nữ phá không tới, một hạ xuống, cuồng bạo băng tuyết ý niệm, liền phong đông cái này phiến thời không. Mới vừa vẫn là phách lối cuồng ngạo thị sát tôn giả, lập tức hơi thở ngưng động chất, trong mắt toát ra hoảng sợ thần sắc, hàm răng rắc rắc sát run rẩy. Đảm nhiệm thiên nữ, là ngươi. Thị sát tôn giả mặt đầy chấn động phố, hắn cho dù là chính xác tiên đế cường giả, nhưng ở thiên nữ trước mặt, cũng là vô cùng bị yếu tồn tại. Bởi vì, thiên nữ là chân chánh tiên đế chí tôn, hiện thế võ đạo nhất đỉnh cao tồn tại. Thiên nữ mắt lạnh liếc thị sát tôn giả, lại nhìn xem cách đó không xa hư không xó xỉnh, nói còn có ai núp ở chỗ nào. Cho ta cút ra đây. Thanh âm rơi xuống. Liền gặp một người cô gái, từ bầu trời trong tầng mây đi ra, run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch, chính là Liễu Hinh. Liễu Hinh cắn chặt hàm răng, muốn giữ vững đạo tâm ổn định, nhưng ở thiên nữ uy áp hạ, ngay cả hít thở cũng khó khăn, vô biên vô tận sợ hãi cùng kính sợ, từ huyết mạch chỗ sâu cuồn cuộn lên. Quỳ xuống đi, thiên nữ thanh âm lạnh lùng, không mang theo nửa điểm cảm tình. Liễu Hinh thân thể phát run, không cách nào khống chế. Liền trực tiếp quỳ xuống ở thiên nữ trước mặt. Thị sát tôn giả cũng không cách nào kháng cự thiên nữ uy nghiêm, vậy ngoan ngoãn quỳ xuống, trên mặt bướng bỉnh khí, sớm biến thành kinh hoàng chấn động phố. Diệp Thần thấy thiên nữ như vậy vô địch hình dáng, cũng là hơi có chút rung động. Xem ra thiên nữ ăn xích diễm tạo hóa đan, thương thế hết bệnh, phá rồi sau đó lập, tiên đế uy áp, càng hơn qua trước kia. Luân hồi chi chủ là người ta, các ngươi không tư cách động hắn. Thiên nữ mắt lạnh nhìn thị sát tôn giả cùng Liễu Hinh, lãnh đạm nói. Thị sát tôn giả và Liễu Hinh hai người, ở trên trời nữ tiên đế uy áp hạ, đạo tâm cơ hồ bể tan tành, không dám chút nào phản bác. Thiên nữ đại nhân, ta sai rồi. Bướng bỉnh như thị sát tôn giả, cũng là lập tức cúi đầu nhận sai. Liễu Hinh cắn chặt hàm răng, nhưng là đột nhiên cố lấy dũng khí, nói ta không sai, đảm nhiệm thiên nữ, ta nói cho ngươi. Nơi này là dạ mẫu chí tôn địa bàn, người còn không tư cách ở chỗ này quấy rối. Thiên nữ cười một tiếng, nói, được, rất tốt, ở ta trước mặt, người còn có dũng khí nói chuyện, lá gan không nhỏ. Ta không muốn cùng dạ mẫu là địch, người vậy không tư cách đại biểu dạ mẫu, người liền lắng nghe dạ mẫu tư cách cũng không có. Ta xem ở dạ mẫu mặt mũi, ngày hôm nay bỏ qua cho các ngươi một lần, lần sau các ngươi còn dám động người ta liền kêu các ngươi bằng thây vạn đoạn. Tiếng nói rơi xuống, thiên nữ trong mắt bên trong, cũng là lướt qua vẻ sát ý, cong ngón tay bắn ra, một đạo kiếm mang bắn ra. Phốc xích, thị sát tôn giả một tiếng hét thảm, cánh tay trái đã bị thiên nữ tận gốc chém xuống. Cút đi, thiên nữ lãnh đạm nói. Phải, đa tạ thiên nữ đại nhân ân không giết. Thị sát tôn giả ngũ quan vặn vẹo thống khổ, che tay cụt, cũng không dám ra một chút câu oán hận. Ngược lại như nhặt được đại xá vậy, liền liền khấu tạ thiên nữ ân tình, sau đó lật đật mang Liễu Hinh rời đi. Diệp Thần thấy thị sát tôn giả chạy mất dạng, nội tâm cũng là một hồi lo lắng âm thầm. Thiên nữ như vậy vô địch, liền chính xác tiên đế cường giả, ở nàng trước mặt, đều là heo chó vậy tồn tại. Cùng mình sau này phi thăng thiên huyền cảnh, thật có thể cùng nàng đối kháng sao? Vẫn là nói, nghe theo Nhâm Phi Phàm an bài, để cho Nhâm Phi Phàm ra tay. Trực tiếp giết thiên nữ, đầu xuôi đuôi lọt. Đứa nhỏ, người không có sao chứ? Thiên nữ mỉm cười nhìn Diệp Thần, dửng dưng hỏi. Thiên nữ tỷ tỷ, ta không có sao. Diệp Thần nhìn trời một chút nữ, lại nhìn xem đứng ở một bên Diệp Lạc Nhi, tâm tình hơi có chút phức tạp, lại hỏi nói. Thiên nữ tỷ tỷ,
ngươi làm sao tới? Thiên nữ cười nói, ha ha, không phải ngươi kêu ta tới sao? Ngươi cùng Lạc Nhi nói, ta muốn nham thần cốt mà nói, liền tự mình đến tìm ngươi, cho nên ta tới. Vậy nham thần cốt, ngươi còn không luyện hóa chứ? Diệp Thần sửng sốt một tí, tuyệt đối không nghĩ tới, thiên nữ vì nham thần cốt, lại có thể thật đích thân hạ xuống. Khối kia nham thần cốt, Diệp Thần tự nhiên còn không có luyện hóa, hắn thật ra thì cũng ở đây chờ thiên nữ, chỉ là không nghĩ tới thiên nữ tới nhanh như vậy. Còn không có. Diệp Thần móc ra vậy đựng nham thần cốt kim hộp gỗ đàn tử, nhẹ nhàng mở ra, một khối tiên khí bằng bạc, đạo ẩn vô cùng cốt phiến, chính là xuất hiện. Thiên nữ trong mắt nhất thời lóe sáng, nếu như nàng có thể bắt được nham thần cốt, liền có thể hoàn toàn phát huy ra địa hoàng thần thư lực lượng. Đến lúc đó, cho dù đối mặt Nhâm Phi Phàm, nàng cũng có sức đánh một trận. Chiến thắng không dám nói, nhưng chí ít có thể bảo đảm tự thân không chết. Khối này nham thần cốt, có thể cho ta sao? Thiên nữ thanh âm nóng bỏng nói. Diệp Thần yên lặng, bên trong lòng có chút mâu thuẫn. Hắn biết khối này nham thần cốt, nếu là cho liền thiên nữ thì phải một bước lên trời, hắn sau này cùng thiên nữ quyết chiến, ắt phải càng thêm gian nan. Nhưng nếu như không cho, thiên nữ sẽ bị Nhâm Phi Phàm giết chết. Diệp Thần chân thực không muốn nhìn thấy thiên nữ chết đi, trong lòng không ngừng suy nghĩ cân nhắc. Hắn tâm lý có thể nghĩ đến tốt nhất kết cục, chính là trời nữ bắt được nham thần cốt, cùng Nhâm Phi Phàm quyết chiến, cuối cùng chiến bại. Nhưng bởi vì có nham thần cốt bảo vệ, chỉ là bị thương, cũng chưa chết. Sau đó, hắn sẽ cùng bị thương thiên nữ quyết chiến, chiến thắng nàng, đem nàng thu là tiểu thiếp. Đây là tốt đẹp nhất kết cục. Nhưng kết cục này, chân thực thật đẹp tốt, quá may mắn, Diệp Thần cũng cảm giác được mình có chút ý nghĩ hảo huyền. Thiên nữ gặp Diệp Thần còn suy nghĩ, còn lấy là hắn bỏ không được nham thần cốt, liền kéo Diệp Lạc Nhi tay, nhẹ nhàng đem chi giao đến Diệp Thần trong tay. Chỉ cần ngươi chịu cầm nham thần cốt cho ta, ta liền để cho Lạc Nhi trở lại bên người ngươi. Những lời này nói ra, Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi cũng kinh sợ. Thiên nữ đại nhân, Diệp Lạc Nhi không dám tin tưởng mình lỗ tai. Thiên nữ bình tĩnh nói, chỉ cần ta có thể bắt được nham thần cốt, ta liền cho Lạc Nhi nàng tự do, các ngươi sau này có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Ban đầu, thiên nữ đem Diệp Lạc Nhi, mang theo thái thượng thế giới, đối nàng có thể nói có ân tái tạo. Diệp Lạc Nhi trên mình, cũng là mang nặng nề gông xiềng, là thiên nữ cho nàng gông xiềng. Phần này tái tạo ân tình cùng nhân quả, chính là lớn nhất gông xiềng. Thiên nữ vậy một mực không cho phép, Diệp Lạc Nhi khôi phục tự do, trở lại Diệp Thần bên người. Bởi vì, nàng còn có trọng đại sứ mạng, phải đóng do Diệp Lạc Nhi hoàn thành. Diệp Lạc Nhi người mang cửu thiên thần thuật, huyết mạch lại cao quý, sau này nếu là lột xác đột phá, đủ để trở thành nàng nghịch thiên trợ lực. Nhưng hiện tại, vì nham thần cốt, thiên nữ cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Nàng nguyện ý cho Diệp Lạc Nhi tự do, giải khai tất cả giải tỏa, để cho Diệp Lạc Nhi trở lại Diệp Thần bên người. Khối này nham thần cốt, chính là Diệp Thần cho Diệp Lạc Nhi chuộc người tiền đặt cuộc. Diệp Thần nhìn Diệp Lạc Nhi sở sở động lòng người hình dáng, tim đập bịch bịch. Thật ra thì hắn cũng muốn cầm nham thần cốt giao ra, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể giữ được thiên nữ tánh mạng. Không bị Nhâm Phi Phàm giết chết. Hiện tại thiên nữ lại thả ra ưu đãi như vậy điều kiện, Diệp Thần dĩ nhiên là vô cùng động tâm. Được, thiên nữ tỷ tỷ, ta đáp ứng ngươi. Diệp Thần khẽ cắn răng, quyết định xong, cầm trong tay nham thần cốt hộp, ném cho thiên nữ, sau đó đem Diệp Lạc Nhi kéo đến bên cạnh mình. Thiên nữ đạt được nham thần cốt, nhất thời đại hỉ. Lạc Nhi, tốt lắm, ngươi rốt cuộc trở về bên người ta. Ta sau này sẽ không lại để cho ngươi chịu khổ. Diệp Thần khẽ vuốt ve Diệp Lạc Nhi gò má, trong ánh mắt nhu tình vô hạn. Diệp đại ca. Diệp Lạc Nhi suy nghĩ xuất thần, nội tâm vô tận cảm kích. Nàng biết vậy nham thần cốt, giá trị cực kỳ đắt tiền, không thể lường được, Diệp Thần thật nguyện ý dâng ra, có thể nói là giá phải trả to lớn. Dưới sự kích động, Diệp Lạc Nhi vành mắt một đỏ, nước mắt chảy xuống, ôm chặt lấy Diệp Thần. Đầu chôn ở hắn rộng lớn trong lồng ngực khóc thút thít. Nàng trải qua quá nhiều, vậy nhận liền quá nhiều đau khổ, hiện tại mới rốt cục cảm nhận được tự do mùi vị. Diệp Thần ôm Diệp Lạc Nhi mềm mềm eo, ở nàng trên trán hôn một tí, nội tâm vậy 10 phần thương tiếc, lại là thỏa mãn. Sau này,
Diệp Lạc Nhi chính là tự do thân. Chúc mừng ngươi, Lạc Nhi, ngươi rốt cuộc có được tự do. Thiên nữ thu hồi nham thần cốt, nhìn Diệp Lạc Nhi, thần sắc cũng là hơi có chút phức tạp. Nếu như có thể, nàng cũng không muốn buông tha Diệp Lạc Nhi. Bởi vì Diệp Lạc Nhi tư chất, thực sự quá tốt, nếu là có thể bồi dưỡng, tương lai tuyệt đối sẽ là một cái cường giả đứng đầu. Trước mắt Diệp Lạc Nhi cửu thiên thần thuật, long thần phá thiên quyết, đã tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, thậm chí trong sâu thẳm, có thể cùng không không lúc nào không câu thông đồng tình. Long thần phá thiên quyết nguyên hình, là không không lúc nào không bên trong tam thập tam thiên thần thuật một trong, nếu là Diệp Lạc Nhi đồng tình đi sâu vào, lĩnh ngộ tam thập tam thiên thần thuật, đó đúng là không thể tưởng tượng nổi vận may lớn. Thiên nữ đại nhân, Diệp Lạc Nhi xóa đi nước mắt, nhìn trời nữ, hồi tưởng lại thiên nữ dọc theo đường đi tải bồi, trong lòng cũng là cảm kích, nói. Thiên nữ đại nhân, ta tuy trở lại lá bên cạnh đại ca, nhưng ta sau này vậy sẽ vì ngươi cống hiến, chỉ cần ta khả năng cho phép. Khả năng cho phép bốn chữ, thật ra thì liền tỏ rõ liền Diệp Lạc Nhi thái độ. Nàng có thể tiếp tục giúp thiên nữ làm việc, nhưng sẽ không lại liều mạng. Nếu như thiên nữ lợi ích, và Diệp thần lợi ích có mâu thuẫn, nàng sẽ ưu tiên đứng ở Diệp thần bên này. Thiên nữ vậy minh bạch Diệp Lạc Nhi ý, than thở một tiếng, nói tốt lắm, ta biết, chúc các ngươi người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc, ta đi. Vừa nói liền muốn rời đi. Thiên nữ tỉ tỉ, chậm. Diệp thần nhớ tới tổ huyền đồ chuyện, vội vàng gọi lại thiên nữ. Làm sao? Thiên nữ quay đầu. Thiên nữ tỉ tỉ, ta muốn cùng ngươi hỏi thăm một người rơi xuống, người nọ kêu Lục Hòa Thiền, nghe nói đã từng là thủ hạ ngươi. Diệp thần vội vàng nói. Lục Hòa Thiền, ngươi hỏi thăm nàng làm chi? Thiên nữ mắt đẹp đông lại một cái, hiển nhiên cũng biết Lục Hòa Thiền thân phận không đơn giản. Thiên nữ tỉ tỉ, nếu như ngươi biết Lục Hòa Thiền rơi xuống, xin cho biết, nàng là ở ngươi nguyện vọng thần giáo bên trong sao? Nếu như Lục Hòa Thiền ở trên trời nữ giáo phái bên trong, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Vậy Lục Hòa Thiền thân phận vô cùng là đặc thù, xem ở ngươi nham thần cốt phân thượng, ta nói cho ngươi nàng rơi xuống cũng không sao. Hơn 10.000 năm trước, ta vẫn là vạn khư thần điện cao tầng, người khác đều gọi ta là thiên nữ công chúa, vậy Lục Hòa Thiền là ta thủ hạ đắc lực. Năm đó, thái thượng thế giới có một nơi biên giới, bị không không ăn mòn, ở vạn khư dưới sự chủ trì, thế lực khắp nơi cũng phái không thiếu cường giả, đi chống cự. Chỗ kia biên giới, tên là Minh Vô Khu, lúc ấy Lục Hòa Thiền chủ động xin đi, vậy đi trước bảo vệ. Thiên nữ nói ra cổ xưa nguyên do. Minh Vô Khu. Diệp thần nghe được cái này ba chữ, nội tâm một hồi nhảy lên. Hắn nhớ không lầm, hắn lắng nghe dạ mẫu, muốn dò thám biết Lữ gia sư tổ Lữ Động Huyền rơi xuống, lấy được phù chiếu chỉ thị, cũng là Minh Vô Khu. Chẳng lẽ nói, Lục Hòa Thiền cũng ở đây Minh Vô Khu bên trong. Ngươi cũng nghe qua Minh Vô Khu sao? Đó là một phiến đã sớm mất vào tay giặc biên giới. Năm đó, bao gồm Lục Hòa Thiền ở bên trong, rất nhiều thái thượng thế giới cường giả, tiến vào Minh Vô Khu, chống cự hắc ám. Nhưng tiếc là, sau đó bóng tối lực lượng, vẫn là quá mạnh mẽ, tất cả cường giả đều bị khốn ở bên kia, lại cũng không có tin tức truyền tới, có thể bọn họ cũng đã chết. Thiên nữ thanh âm nhẹ nhẹ nói. Cũng đã chết sao? Diệp thần giật mình trong lòng, nhưng trong sâu thẳm, hắn nhưng có thể khẳng định, Lục Hòa Thiền còn sống. Bởi vì, ở trên tay hắn tổ huyền đồ, nhúng đầy tổ thần vương máu tươi. Cái này của tổ thần khí máu, trong sâu thẳm, còn cùng thế gian nơi nào đó, có đồng tình. Cộng minh ngọn nguồn, chính là Lục Hòa Thiền. Thiên nữ lắc lắc đầu nói, sống chết như thế nào, ta cũng không biết, ta đã từng phái Lạc Nhi đi điều tra qua, nhưng tiếc là không có kết quả. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, Minh Vô Khu Chí Tôn nắm giữ, kêu vô tướng Tôn Vương, chính là hôm nay tử thần giáo đoàn ghế thứ 9 hộ pháp, biệt hiệu Vô Diện Nhân. Vô Diện Nhân. Cái này biệt hiệu, Diệp thần tựa hồ nghe Nhâm Phi Phàm đề cập tới. Tử thần giáo đoàn thập nhị tịch hộ pháp, mỗi một tịch đều là vô cùng cường đại tồn tại. Ghế Chót Tu La, ghế thứ 11 Mộc Ngẫu, ghế thứ 10 Bạo Quân, Diệp thần đều đã gặp qua. Cái này Vô Diện Nhân, xếp hạng ghế thứ 9, tu vi thực lực tuyệt đối muốn so với mấy người trước mặt cường hãn. Thiên nữ nói, cái này Minh Vô Khu, chính là vô tướng Tôn Vương cố hương. 10.000 năm trước hắc ám ăn mòn, thà nói là ăn mòn,
ngược lại không như nói là vô tướng tôn vương ý chí, thấm vào trở lại cố hương của hắn. Mà hắn đã từng là tộc nhân, vậy nhất định dấn thân vào hắc ám. Hôm nay hắc ám tàn phá, rối loạn sắp tới, vô tướng tôn vương chân thân, đều đã hạ xuống, vậy phiến minh vô khu, có thể nói là tuyệt đối tử địa, người bất kỳ đi, cũng chỉ có một con đường chết. Diệp thần nghe xong thiên nữ lời nói, không khỏi được trong lòng rét một cái. Xem ra vậy minh vô khu, đích xác là vô cùng hung hiểm. Coi như lục hòa thiền còn sống, muốn đi vào tìm người, cũng là khó hơn lên trời. Thiên nữ nói, người muốn đi minh vô khu tìm người mà nói, ta không ngăn cản ngươi, ha ha, chỉ cần ngươi không sợ chết nói. Lạc nhi nàng biết minh vô khu tọa độ, ngươi nếu thật muốn đi, liền hỏi nàng đi. Nói xong, thiên nữ cũng sẽ không lưu lại, xoay người đi. Nàng hiện tại lấy được rồi nham thần cốt, chỉ muốn mau sớm luyện hóa. Diệp đại ca, người phải đi minh vô khu sao? Diệp Lạc Nhi kéo Diệp thần tay, thật sâu lo âu, vậy minh vô khu hơi thở, cực kỳ khủng bố, ta trước kia nhiều lần đi điều tra, đừng nói tiến vào, liền đến gần cũng khó khăn. Diệp thần trong lòng trầm xuống, suy nghĩ cân nhắc. Đây là, huyền hàn ngọc thanh âm truyền ra, Diệp thần. Ngươi nhất định phải đi minh vô khu, tìm được vậy lục hòa thiền, phá giải tổ huyền đồ bí ẩn. Cái này không ước chừng quan hệ đến ta thân thể bí mật, còn có thể phá giải ngươi thiên quân phong thần bia cấm chế. Tổ huyền đồ sau lưng bí mật, nhất định là long trời lở đất. Đã từng tam thập tam thiên thần thuật một trong, thiên địa mẫu nguyên trưởng, chính là từ tổ huyền đồ bên trong truyền lưu ra. Nếu như có thể hoàn toàn phá giải tổ huyền đồ bí ẩn. Diệp thần tiến tới giải khai thiên quân phong thần bia cấm chế, vậy không là chuyện không thể nào. Diệp thần ánh mắt đông lại một cái, chính là gật đầu một cái, hướng Diệp Lạc Nhi nói, Lạc Nhi, người trước mang ta đi qua xem. Bỏ mặc minh vô khu như thế nào nguy hiểm, Diệp thần dù sao phải đi trước xem, làm tiếp định đoạt. Được rồi. Diệp Lạc Nhi cũng biết Diệp thần tính tình, quyết định phải làm sự việc, liền sẽ không quay đầu. Diệp đại ca. Người cùng ta tới. Nàng nhẹ nhàng kéo Diệp thần tay, xé ra một cái hư không kẽ hở, liền dẫn Diệp thần qua lại đi. Một hồi không gian khí lưu xoay tròn sau đó, Diệp thần đã đi theo Diệp Lạc Nhi, đi tới một phiến thế giới xa lạ. Trước mắt, là một phiến tới ám khu vực, không có nhật nguyệt, không có tinh thần, liền một chút đom đóm ánh sáng đều không từng có, chỉ có tuyệt đối hắc ám. Một phiến hắc ám vũ khí, bao quanh khu vực này. Ngăn cách hết thảy tầm mắt xem xét. Nơi này chính là minh vô khu sao? Diệp thần lấy làm kinh hãi, thần niệm thả ra ngoài, muốn theo dõi minh vô khu bên trong bí ẩn, nhưng cái gì nhân quả dấu vết cũng bắt không tới. Vô biên vô tận hắc vụ, bao phủ lại minh vô khu. Hắc vụ sôi trào tới giữa, diễn hóa thành các loại vặn vẹo quái đản cảnh tượng, tàn toái tay chân, thối giữa cục thịt, máu tanh não tủy, ngọa nguậy ma vật vân. Vân. Những thứ này hắc ám quái đản khí tượng, xung nhét vào minh vô khu tầng ngoài trong hắc vụ mặt, cảnh cáo bất kỳ mưu toan đến gần người. Hắc ám không thể thiếm quyền, bất kỳ dám mạo hiểm phạm bóng tối người, đều phải gặp phải bóng tối ô nhiễm cùng chiếm đoạt. Diệp đại ca, đây chính là minh vô khu, không có lửa gạt ngươi chứ, nơi này hắc ám khí tức quá kinh khủng, căn bản không cách nào đột phá đi vào. Diệp Lạc Nhi cảm thụ kinh khủng kia hắc ám khí tức, cũng là hơi run sợ. Xít sao kéo Diệp thần cánh tay. Thần hy thiên kiếm, phá. Diệp thần rút ra thần hy thiên kiếm, một đạo cực hạn thánh quang tuyệt trảm phá giết ra, thử nghiệm giết phá hắc ám. Suy. Thần hy kiếm mang đem nồng đậm hắc vụ, biến dạng ra một cái chỗ rách, vô số máu tươi cùng óc ở trong hắc vụ sôi trào, hư không truyền ra nhọn vặn vẹo kêu gào. Nhưng hạ một sát, vô biên vô tận hắc ám khí tức, lại đem lỗ hổng kia tràn đầy bổ sung. Căn bản không cho Diệp thần bất kỳ đột phá nào cơ hội. Thậm chí, Diệp thần ra tay, còn kinh động trong hắc vụ quỷ dị tồn tại. Mấy cái bụi gai vậy đỏ thắm xúc tu, như thần phạt roi, từ trong hắc vụ rút ra, hung hăng hướng Diệp thần quất mạnh đi. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, thúc giục Minh Ngọc Tâm Kinh, diễn hóa ra một cái tinh khiết xanh đậm đất nước, bảo vệ được tự thân, mới đưa những cái kia quỷ dị đồ ngăn trở. Những cái kia hắc ám quỷ dị tồn tại. Tựa hồ cũng biết Diệp thần khó đối phó, lặng lẽ lùi về hắc vụ bên trong, hai bên nước giếng không phạm nước sông. Diệp thần biết, chỉ cần mình dám đến gần, những cái kia hắc ám quỷ dị đồ, liền sẽ tại chỗ bạo động. Lạc Nhi,
Người đi về trước, ta tự nghĩ biện pháp đột phá đi vào. Diệp Thần nắm Thần Hy Thiên Kiếm, thần sắc ngưng trọng nói. Diệp Lạc Nhi ở hắn bên người, hắn sợ nàng sẽ bị liên lụy. Diệp đại ca, người thật phải mạo hiểm đi vào. Diệp Lạc Nhi lấy làm kinh hãi, lại là thật sâu lo âu. Ừ, người đi về trước. Diệp Thần nói. Không, Diệp đại ca, ta lưu lại, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Diệp Lạc Nhi cắn răng, nhưng không nghĩ rời đi, chỉ muốn cùng Diệp Thần cùng nhau xông phá hắc ám. Ngoan, ngươi trở về đi thôi, không muốn để cho ta lo lắng. Diệp Thần cười khổ một tí, nhẹ nhàng sờ Diệp Lạc Nhi gò má, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Diệp đại ca! Diệp Lạc Nhi còn muốn nói gì, nhưng bị Diệp Thần ánh mắt dừng lại. Diệp Lạc Nhi suy tính chốc lát, lựa chọn ôm lấy Diệp Thần. Diệp Thần nhìn một cái Diệp Lạc Nhi, vậy hiểu nàng lo lắng, liền ôm chặt nàng eo thon chi, tỏ vẻ an ủi. Hai người ôm chầm một hồi, Diệp Thần nhẹ nhàng đem nàng buông, gò má nàng đã là phủ đầy đỏ ửng, lộ vẻ được ngượng ngùng mà đáng yêu, hô hấp đều mang một chút thở dốc. Tốt lắm, trở về đi thôi. Diệp Thần lần nữa nhẹ giọng nói. Ừ. Diệp Lạc Nhi chỉ cảm thấy Diệp đại ca lời nói chính là mệnh lệnh, không cách nào kháng cự, liền nhẹ khẽ gật đầu. Diệp đại ca, chính ngươi cẩn thận một chút. Diệp Lạc Nhi nhu tình nhìn Diệp Thần một mắt, sau đó mới lưu luyến không thôi xoay người rời đi. Nàng cái này một tí rời đi, không phải trở về băng hoàng giới nguyện vọng thần giáo, mà là đi tinh nguyệt giới. Đó là Diệp Thần địa bàn. Nàng sau này không còn là thiên nữ người, mà là Diệp Thần người. Diệp Thần đợi được Diệp Lạc Nhi sau khi đi, hít sâu một hơi, ánh mắt lần nữa mong về phía trước Hắc Phụ. Hắc Phụ lật lăn, vô số vặn vẹo quái đản khí tượng hiện lên, chân tay gãy chém đầu, xương trắng thi hài, xúc tu máu thịt, bùn nát con người vân. Vân, làm người ta nôn mửa. Luân hồi thiên quốc, luân hồi kiếm trảm. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, rút ra luân hồi thiên kiếm, nắm chặt trong tay, trong cơ thể luân hồi huyết mạch bạo đốt, thân kiếm nổ lên màu vàng kim thần mang, thiên đường khí tượng lững lờ, ầm ầm chú nói như sấm âm nổ ầm, chấn động hư không. Hạ một sát, Diệp Thần bước chân ở trong hư không đạp một cái, màu vàng luân hồi rực cháy hà tách thả ra, một kiếm hướng phía trước Hắc Phụ chém chết đi. Oanh! Động trời luân hồi kiếm mang, hung hăng chém ở nơi này phiến trong Hắc Phụ mặt, ngay tức thì liền đem Hắc Phụ biến dạng, vô số quỷ dị vặn vẹo hắc ám ma vật, đều bị Diệp Thần một kiếm chém chết. Mơ hồ tới giữa, hắn thấy được Hắc Phụ sau lưng, là một cái giống vậy bóng tối thế giới, mang kinh khủng dơ bẩn hơi thở, làm người ta nghẹt thở. Hống! Bốn phía Hắc Phụ bên trong, truyền ra hắc ám ma vật giận dữ gầm to, vô số vặn vẹo ma vật, hỗn tạp ở trong Hắc Phụ mặt. Như nước thủy chiều hướng Diệp Thần bạo dũng tới, phải đem hắn chìm ngập. Diệp Thần trên mình luân hồi kim quang, ở đó chút Hắc Phụ ma vật dưới áp chế, cũng là đổi được ảm đạm. Hắn cảm thấy chí mạng nguy hiểm, nếu là đối kháng tiếp mà nói, lấy hắn luân hồi huyết mạch thần uy, dĩ nhiên có thể phá vỡ Hắc Phụ, đột phá đi vào cái này phiến minh vô khu thế giới. Nhưng như vậy thứ nhất, hắn tự thân vậy phải bị nghiêm trọng hắc ám xâm nhập phệ, cái mất nhiều hơn cái được. Đáng chết! Diệp Thần vạn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là từ trong Hắc Phụ rút người ra đi ra, bay đi ra bên ngoài trong hư không. Trên người hắn dính vậy không thiếu hắc ám khí tức, nhưng ở luân hồi linh khí dưới sự xung kích, những thứ này hắc ám khí tức trực tiếp bốc hơi rớt, cũng không có làm tổn thương đến hắn. Trong Hắc Phụ các ma vật, lại lần nữa yên tĩnh lại. Chúng không dám chủ động xúc phạm Diệp Thần, nhưng vậy tuyệt không cho phép Diệp Thần đột phá bóng tối bình phong che chở. Diệp Thần trong chốc lát không có biện pháp, ngay tại lúc này, hắn lại nghe được một đạo giọng nữ, truyền vào mình trong tai. Luân hồi chi chủ, là ngươi sao? Diệp Thần sửng sốt một tí, đạo thanh âm này, tựa hồ là từ minh vô khu nội bộ truyền ra. Lục Hòa Thiền cô nương, là ngươi. Diệp Thần cơ hồ là ngay lập tức, liền cảm nhận được chủ nhân của thanh âm này, rất có thể chính là Lục Hòa Thiền. Nhất định là hắn mới vừa đánh vào Hắc Phụ thời điểm. Đưa tới Lục Hòa Thiền chú ý. Là ta, nha, người thật là lợi hại, lại có thể lập tức liền đoán được là ta. Ngươi là bằng hữu của gia gia ta sao? Tổ huyền đồ lại có thể ở trên mình ngươi. Ngươi là gia gia phái tới cứu ta sao? Lục Hòa Thiền mở miệng truyền âm nói, nàng có thể cảm nhận được, gia gia nàng phụng là chí bảo tổ huyền đồ, ngay tại Diệp Thần trên mình.
nàng không có cảm nhận được Diệp Thần ác ý, nói cách khác, Diệp Thần không phải là gia gia nàng kẻ địch, rất có thể là bằng hữu, là muốn tới cứu nàng. Diệp Thần nhất thời im miệng, trong chốc lát không biết giải thích như thế nào. Hắn tự nhiên sẽ không làm thương tổn Lục Hòa Thiền, không phải kẻ địch. Nhưng, hắn vậy tuyệt không thể coi như là tổ thần vương bằng hữu. Lục cô nương, đừng nói trước nhiều như vậy, người nói cho ta, như thế nào có thể đi vào? Diệp Thần hỏi. À, vô tướng Tôn Vương đã hạ xuống, cái này Minh Vô Khu bên trong vô cùng nguy hiểm, hắc ám khí tức trước đó chưa từng có tàn phá, người bình thường là không vào được. Nhưng, luân hồi chi chủ, người thần uy vô địch, người dùng ngươi luân hồi thất tinh lực lượng, liền có thể xông phá hắc vụ, đi vào cứu ta. Lục Hòa Thiền thanh âm mang vẻ mong đợi nói. Luân hồi thất tinh, chính là luân hồi trong huyết mạch 7 viên mệnh tinh. Cái này 7 viên mệnh tinh, mỗi một viên đều có kinh thiên động địa uy lực, một khi bùng nổ, đủ để uy áp hiện thế, thông thiên vô địch. Lục cô nương, cái này luân hồi thất tinh, ta còn không có thức tỉnh. Diệp Thần một hồi lúng túng, hắn trong kinh mạch mặt, đã hiện ra luân hồi thất tinh mạch lạc. Nhưng cái này 7 viên mệnh tinh, hắn còn không từng thắp sáng. Muốn thức tỉnh thắp sáng mệnh tinh, đặc biệt khó khăn, tuyệt không phải chuyện dễ. Diệp Thần phỏng đoán ít nhất phải cùng mình tấn thăng thiên huyền cảnh, mới có thức tỉnh mệnh tinh có thể. Nha, lúc đầu ngươi ngay cả mạng tinh cũng còn không thức tỉnh sao? Lục Hòa Thiền có chút bất ngờ cùng thất vọng. Ừ, đúng rồi, người võ đạo nội tình quá thâm hậu, muốn thức tỉnh mệnh tinh, so với trước mấy đời, phải gian nan rất nhiều. Nhưng một khi thức tỉnh, chỉ sợ cũng sẽ tương đương đáng sợ. Dừng một chút, Lục Hòa Thiền lại nhìn ra liền đầu mối, giọng mang một chút sùng bái. Diệp Thần không có thức tỉnh mệnh tinh, cũng không phải là bởi vì hắn thiên phú không đủ, mà là võ đạo tích lũy quá sâu dày, thức tỉnh cũng thay đổi được khó khăn. Một khi thức tỉnh, đó chính là nghịch thiên. Lục cô nương, còn có biện pháp khác có thể vào sao? Diệp Thần hỏi. À, ta suy nghĩ một chút. Thật giống như không có biện pháp, vô tướng Tôn Vương đã trở về. Nơi này quá nguy hiểm. À, xem ra không người cứu ta đi ra ngoài, ta cũng sắp chết hả? Lục Hòa Thiền thở dài một cái, thanh âm có chút như đưa đám, nhưng cũng không có nhiều ít sợ hãi. Diệp Thần có thể nghe được, cái này Lục Hòa Thiền, là một cái rất sáng sủa lạc quan cô nương, đối xanh chết cũng là không câu chấp. Lục cô nương, người đợi một chút, ta đi về hỏi hỏi ra ra ta. Diệp Thần vậy không muốn nhìn thấy Lục Hòa Thiền chết đi. Trong đầu nghĩ cái này Minh Vô Khu hắc vụ đậm đà như vậy, muốn dựa vào mình đột phá, tuyệt không phải chuyện dễ, không bằng đi về hỏi hỏi ra ra, xem có cái gì không giải quyết phương pháp. Cũng tốt, ra ra ngươi là tương lai ngoại thần thiên tôn, hắn có lẽ thật có biện pháp vậy không nhất định. Lục Hòa Thiền nói, ừ, Lục cô nương, ngươi chờ chốc lát, ta lập tức liền trở về. Diệp Thần quyết định chủ ý, lập tức xoay người biến dạng hư không, trở lại tinh nguyệt giới. Trở lại trong tinh nguyệt giới, Diệp Thần phát hiện Nhâm Phi Phàm còn đang bế quan, muốn đến là cùng thiên nữ quyết chiến làm chuẩn bị. Diệp Thần tìm được ra ra Diệp Tà Thần, nhưng gặp hắn đang một cái đỉnh nhỏ bên trong, và Diệp Lạc Nhi uống trà. Diệp Tà Thần mặt đầy tươi cười, trong mắt hiền hòa hòa ái, đối Diệp Lạc Nhi rất là hài lòng, quay đầu thấy Diệp Thần tới, một hồi bất ngờ. Diệp Lạc Nhi thấy Diệp Thần nhanh như vậy trở về, cũng là ngạc nhiên mừng rỡ cùng bất ngờ, đứng dậy. Nói, Diệp đại ca, ngươi trở về, vậy Minh Vô Khu ngươi không đi có phải hay không? Diệp Thần cười khổ một tí, nói, đi dĩ nhiên phải đi, chỉ là ta một người không vào được, muốn trở về hỏi một chút ra ra ta. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần vung tay lên, khói mù hội tụ, đem Minh Vô Khu hình ảnh, phơi bày đến Diệp Tà Thần trước mặt. Ra ra, ngươi nhưng có đột phá hắc ám phương pháp? Diệp Thần hỏi. Diệp Tà Thần nhướng mày một cái. Nói ta nghe Lạc Nhi nói, cái này Minh Vô Khu, người thật muốn đi. Diệp Thần nói, ừ. Diệp Tà Thần trầm ngâm một tí, nói cái này hắc ám sương mù như vậy nồng nặc, muốn đột phá, cũng không phải là chuyện dễ. Người có thể thử một chút, kêu người tiểu thanh điểu trở về, các người hợp thể, lợi dụng tự do dực, còn có hư bia lực lượng, có lẽ có thể trực tiếp xông phá hắc vụ đi vào. Nghe vậy, Diệp Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Hư bia hàm chứa không gian chi lực, mà tinh thần thanh loan, truyền thuyết cũng có thể câu thông đặc thù không gian, mượn nữa giúp tự do dược tập tục, có lẽ thật có thể xông phá hắc vụ bình phong che chở.
Ta biết, ra ra, đa tạ chỉ điểm, vậy ta đi trước. Diệp thần vui vẻ nói, liền chuẩn bị rời đi. Chậm, Diệp tà thần bỗng nhiên gọi lại Diệp thần. Thế nào? Diệp thần nghi ngờ. Diệp tà thần sắc mặt nhưng là vô cùng ngưng trọng, nói ta nghe nói ngươi cầm nham thần cốt, cũng tặng đưa cho thiên nữ, ngươi muốn hậu quả này sao? Diệp thần nghe nói như vậy, gương mặt trầm xuống, im lặng không nói. Diệp tà thần nói, thiên nữ có nham thần cốt, nàng thì có đối kháng nhâm phi phàm tư cách, mặc dù lấy nhâm huynh thực lực, như cũ có thể đánh bại nàng, nhưng lại cũng không có thể lại giết chết nàng. Thiên nữ không chết, cuối cùng thành họa lớn. Sau này ngươi sẽ cùng nàng quyết chiến, rất có thể phải bị nàng giết chết, ngươi không hối hận sao? Diệp thần cắn răng một cái, nói, ra ra, ta không hối hận. Diệp tà thần than thở một tiếng, nói, được rồi, đây là ngươi quyết định, ra ra chỉ hy vọng ngươi thật sẽ không hối hận. Diệp thần trong lòng suy nghĩ muôn vàn, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, sau đó liền xoay người đi. Diệp đại ca, Diệp Lạc Nhi nhìn Diệp thần rời đi hình bóng. Cũng là hơi có chút ảm đạm. Nếu như có thể, nàng tự nhiên không muốn nhìn thấy Diệp thần và thiên nữ, có cái gì tranh đấu địa phương. Nhưng rất đáng tiếc, thiên nữ có bữa nữ ngạo cốt, không thể nào cứ như vậy khuất thuật, thật làm Diệp thần tiểu thiếp. Diệp thần ra tinh nguyệt giới sau đó, lập tức ở trong lòng triệu hoán tiểu thanh. Không cần thiết chốc lát, một cái chim xanh từ trên trời hạ xuống, rơi xuống đất hóa thành một cái xinh đẹp nũng nịu thiếu nữ, chính là tiểu thanh. Nàng vui sướng chạy đến Diệp thần bên người, ôm cánh tay hắn, kêu lên, Diệp thần ca ca, người có chuyện triệu hoán ta. Diệp thần cười nói, ừ, tiểu thanh, làm ta cánh, ta mang ngươi đi một chỗ. Hi hi, tốt. Tiểu thanh cũng là tương đương thoải mái giòn, lập tức hóa thành một đạo thanh quang, dung nhập vào Diệp thần trong thân thể. Rào. Một đôi màu xanh cánh, lập tức ở Diệp thần sau lưng mở ra. Diệp thần phá vỡ hư không. Qua lại không gian, lại lần nữa trở lại Minh Vô Khu. Diệp thần ca ca, nơi này thật là khủng khiếp hắc ám khí tức nha. Tiểu thanh nhìn vần quanh Minh Vô Khu hắc vụ, nhất thời một hồi bộ dạng sợ hãi. Đừng sợ, chúng ta vọt vào. Diệp thần mỉm cười nói. Xông lên, vọt vào, cái này thật sẽ không xảy ra chuyện sao. Tiểu thanh thấy hắc vụ bên trong, nhấp nhô vô số vặn vẹo huyết tinh khí voi. Nhất thời có chút luống cuống. Diệp thần cười một tiếng không lên tiếng, đến lúc này, hắn tự nhiên sẽ không lùi bước. Tự do dực, phong chi thần uy, hư bia linh lực, phá. Diệp thần ánh mắt đông lại một cái, phong thần ý chí bạo đốt, màu xanh trên cánh mặt, hiện ra ngàn vạn nặng đẹp lạ thường phù văn, tự do dực khí tượng, bùng nổ đến trình độ cao nhất. Cùng lúc đó, một khối đá bia, xuất hiện ở Diệp thần bên người, phía trên in một cái ưu chữ. Đó là hư bia, hàm chứa thế gian trí cường không gian chi lực. Diệp thần vỗ tự do dực, lại mượn hư bia lực lượng, hung hăng hướng Minh Vô Khu hắc vụ phóng tới. Làm hắn thân thể, xông vào hắc vụ bên trong, giống như một quả lựu đạn, ném vào trong nước biển, nổ lên động trời gợn sóng. Hắc vụ bên trong, vô số ma vật cùng quỷ dị tồn tại, gầm thét dâng lên. Nhưng Diệp thần tự do dực vỗ dưới, hết thảy hắc ám cùng ma vật. Đều không cách nào đến gần hắn thân thể. Mượn tự do dực, còn có hư bia lực lượng, Diệp thần rốt cục thì đột phá hắc ám sương mù bình phong che chở, vỡ vụn hư không, hạ xuống đến Minh Vô Khu trên vùng đất. Làm Diệp thần bàn chân bước lên tại hiện trường, sau lưng màu xanh cánh, rào một tiếng bể tán, hóa ra tiểu thanh thiếu nữ hình dáng. Tiểu thanh từng ngụm thở hổn hển, gương mặt một hồi trắng bệch, ngực nho nhỏ không ngừng phập phồng, hai đầu gối quỳ xuống đất thở dốc. Nói, Diệp thần ca ca, sau này không muốn làm tiếp chuyện nguy hiểm như vậy, hù chết ta. Mới vừa xông phá hắc vụ, vậy vô số hắc ám bạo dũng hơi thở, để cho được tiểu thanh cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Vất vả ngươi, tiểu thanh. Diệp thần cười một tí, lập tức liền đem tiểu thanh đỡ dậy, để cho nàng về trước đến mình hoàng tuyền đồ trong thế giới nghỉ ngơi. Lấy lại bình tĩnh, Diệp thần chính là quan sát bốn phía. Đây là Minh Vô Khu nội bộ thế giới, vẫn là một phiến hắc ám, không có trời trăng sao, liền đom đóm ánh sáng cũng không từng có. Nhưng thật may, những thứ này hắc ám, là thiên địa mặt ngoài hắc ám, cũng không phải là phép tắc hắc ám. Làm Diệp thần linh khí, hội tụ đến cặp mắt trên, chính là thuận lợi động phá hắc ám, thấy cái thế giới này cảnh tượng.
Đây là một phiến mênh mông vô biên thế giới, không thấy được cuối, lấy bình nguyên làm chủ, thỉnh thoảng có chút dãy núi đồi núi, hoa cỏ cây cối bởi vì không thấy được ánh mặt trời, đều là vặn vẹo quái đản tồn tại. Hoang dã vô tận, cất giấu vô tận nguy hiểm. Chí ít Diệp Thần một mắt nhìn sang, ngay tại trong hoang dã mặt, thấy được mười mấy chỗ quái vật xào huyệt. Những quái vật kia xào huyệt, cũng tràn ngập không thuộc về cái thế giới này khí tức nguy hiểm, rõ ràng đến từ không không. Luân hồi chi chủ, người tiến vào. Một đạo kinh ngạc vui mừng giọng nữ truyền tới. Là Lục Hòa Thiền thanh âm. Minh vô khu thế giới hắc ám, thiên cơ khép kín vậy khá là nghiêm trọng. Nhưng, Diệp Thần trên người có tổ huyền đồ. Hắn và Lục Hòa Thiền tới giữa, dựa vào tổ huyền đồ, cho dù cách nhau vạn dặm, cũng có thể ung dung thành lập liên lạc. Lục cô nương, người chờ, ta tới cứu người đi ra ngoài. Diệp Thần bắt được Lục Hòa Thiền hơi thở, nàng thật giống như bị vây khốn. Được, luân hồi chi chủ, người mau tới. Ta bị kẹt ở nơi này lửa tim đảo bên trong, đều sắp bị sống sờ sờ nhiệt chết. Lục Hòa Thiền thanh âm khẩn cấp nói. Diệp Thần gật đầu một cái, phong tỏa nàng vị trí, ngự gió bay vút đi. Một đường từ minh vô khu trên bầu trời, hoành cướp mà qua, Diệp Thần nhưng kinh ngạc thấy, ở phương xa chân trời, lơ lửng một viên kỳ dị tinh thần. Cái ngôi sao kia, phơi bày bốn góc tinh hình dáng, tỏa sáng lấp lánh. Làm Diệp Thần ánh mắt, nhìn cái ngôi sao kia thời điểm, trong cơ thể luân hồi tinh mạch, bảy viên mệnh tinh mơ hồ truyền ra đồng tình. Đó là cái gì tinh thần, lại có thể cùng ta luân hồi thất tinh mạch đồng tình. Diệp Thần kinh ngạc không thôi, chỉ cảm thấy viên kia bốn góc tinh, tuyệt không đơn giản. Cùng cứu ra Lục cô nương sau đó, phải lại xem mới được. Diệp Thần trong lòng quyết định chủ ý, tăng thêm tốc độ, rất nhanh đi tới Lục Hòa Thiền bị kẹt địa phương. Nơi này lại không có cái gì bóng tối hơi thở, bởi vì khắp nơi đều nhúc nhích nóng rực màu cam ngọn lửa. Từng luồng chí dương ngọn lửa, hội tụ thành một phiến ủng ủng thiêu đốt biển lửa, cực kỳ nguy nga. Ở trong biển lửa ương, là một tòa đảo nhỏ. Chỉ gặp một cô gái, bị kẹt ở lửa tim đảo bên trong. Chung quanh thiêu đốt chí dương ngọn lửa, mặc dù không có đốt tới trên đảo, thế nhưng cổ nóng rực nhiệt độ, nhưng để cho thiếu nữ vô cùng khó chịu, cả người đổ mồ hôi đầm đìa. Ở nhiệt độ nóng bỏng hạ, thiếu nữ đã sớm đem mình quần áo và váy, cũng cởi ra, đống ở một bên, chỉ dùng mấy miếng lá cây che mắc cỡ. Luân hồi chi chủ, người tới. Cô gái kia thấy Diệp Thần tới, nhất thời lộ ra thần sắc hưng phấn, phe phẩy cánh tay lớn tiếng kêu gọi. Sau đó cảm thấy được mình bại lộ tư thái, gò má một đỏ, cũng không đoái hoài được nhiệt độ sốt cao, lật đật mặc áo vào quần. Ngươi chính là Lục Hòa Thiền Lục cô nương. Diệp Thần hỏi. Là ta, là ta. Thiếu nữ chính là Lục Hòa Thiền, tính tình rất là hoạt bát. Kêu ta Diệp Thần liền có thể, ta tới cứu ngươi đi ra ngoài. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, nhìn trước mắt biển lửa, vậy từng luồng chí dương ngọn lửa, nhiệt độ cực cao. Năng lượng khí tức hung ác, đủ để đem phổ thông thiên huyền cảnh cao thủ, cũng đốt đốt thành cho bụi. Muốn giải cứu Lục Hòa Thiền mà nói, cần trước vượt qua cái này phiến chí dương biển lửa. Diệp Thần có đạo linh lửa cùng viêm bia, ngược lại không sợ hãi sợ những ngọn lửa này đốt thực. Diệp Thần đại ca, vậy ngươi nhanh lên một chút, ta mau không chịu nổi. Lục Hòa Thiền nói, nàng từ đầu đến cuối lấy là Diệp Thần là ra ra nàng bằng hữu. Diệp Thần gật đầu một cái, liền muốn thúc giục đạo linh lửa cùng viêm bia cứu người, đột nhiên tới giữa, nhưng cảm thấy một hồi nguy hiểm to lớn. Diệp Thần trong lòng rét một cái, cẩn thận xem kỹ xem, nhưng phát hiện trước mắt chí dương ngọn lửa bên trong, tựa hồ hàm chứa một chút bóng tối tử khí. Cái này cổ hắc ám tử khí, đặc biệt mịt mờ, nhưng xung nhét toàn bộ biển lửa, mơ hồ tới giữa, hình thành một cái hắc ám chết trận. Cái này hắc ám chết trận. Hoàn toàn là không có thể phá giải, giống như là một cái bom, chỉ cần vừa chạm vào đụng, thì sẽ nổ. Lục cô nương, cái này phiến biển lửa có cổ quái. Là ai cầm ngươi vây ở chỗ này? Cái này phiến trong biển lửa, đã bị người bày ra hắc ám chết trận, căn bản không giải được. Chết trận sở dĩ kêu chết trận, chính là không có biện pháp phá giải, liền liền bày trận người đều không cách nào phá giải, chỉ có thể nổ. Lục Hòa Thiền sửng sốt một tí. Chợt kêu lên, nha, nhất định là Hoa Thiên Tông cái tên kia, đáng ghét, hắn muốn đưa ta tử địa. Diệp Thần nói, Hoa Thiên Tông là ai?
Lục Hòa Thiền phẫn hận nói, Hòa Thiền Tông chính là Minh Vô Tộc thiếu chủ, Vô Tướng Tôn Vương là sư phụ hắn. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng rét một cái. Vô Tướng Tôn Vương, chính là Tử Thần giáo đoàn ghế thứ 9 hộ pháp, biệt hiệu Vô Diện Nhân, tu vi cực kỳ cường hãn. Cái này Hòa Thiền Tông, là Vô Tướng Tôn Vương học trò, tuyệt không phải cũng không phải hạng người bình thường. Từ nơi này hắc ám chết trận cấu tạo, là có thể đại khái nhìn ra, Hòa Thiền Tông lợi hại. Bày trận thủ đoạn đặc biệt mịt mờ, nếu như không phải là Diệp Thần mà nói, người bình thường còn thật chưa chắc có thể nhìn ra. Đối phó một cái bị kẹt cô gái, còn muốn dùng như thế mịt mờ bày trận thủ đoạn, chỉ có thể nói cái đó Hoa Thiên Tông, là cẩn thận trầm ổn tính cách, làm việc cân nhắc đặc biệt chu đáo, không thể khinh thường. Là Hoa Thiên Tông cầm ngươi vây ở chỗ này. Diệp Thần âm thầm chú ý, hỏi. Không phải, ta là bị hắn đuổi giết, vạn bất đắc dĩ. Chạy trốn tới Lửa Tim đảo cái này phiến tử địa. Bọn họ Minh Vô Tộc người, không dám đến gần, đều đi. Nhưng ta không nghĩ tới, cái này Hoa Thiên Tông như vậy tàn nhẫn, lại còn cho ta để lại một cái gì hắc ám chết trận. Rất sợ có người sẽ cứu ta đi ra ngoài. Lục Hòa Thiền rất là tức giận, cắn răng nghiến lợi. Ngươi nếu có thể vào, không thể đi ra sao? Diệp Thần hỏi. Ta lúc tiến vào, còn có thể phát huy tổ thần huyết mạch toàn bộ lực lượng, tránh chí dương chân hỏa ăn mòn, nhưng hiện tại huyết mạch linh khí tiêu hao quá lớn, đã không ra được. Lục Hòa Thiền vô cùng phiền muộn, lại hướng Diệp Thần nói, Diệp Thần đại ca, người có thể phá ra cái này hắc ám chết trận, mang ta đi ra ngoài sao? Diệp Thần mặt lộ vẻ khó khăn, nói chết trận sở dĩ kêu chết trận, chính là bởi vì không cách nào phá rõ ràng, chỉ có thể nổ, một khi nổ tung nói. Lục Hòa Thiền nhất thời có chút luống cuống, nói, nha, đây chẳng phải là nói, ta muốn một mực bị vây ở chỗ này. Cái này không thể được, nơi này quá nóng, đều sắp bị nhiệt chết. Đang kịch liệt dưới nhiệt độ, nàng đầu đầy đều là mồ hôi, muốn cởi xuống quần áo lạnh mau một chút, nhưng ở Diệp Thần trước mặt, lại ngại quá, trong lòng vô cùng khó chịu. Diệp Thần chau mày, suy tính cứu người phương pháp. Diệp Thần đại ca, không bằng ngươi hồi vạn tộc tổ địa một chuyến. Hỏi bọn họ một chút, có chịu hay không mượn dùng tổ tinh lực lượng, cứu ta đi ra ngoài. Ta vạn tộc tổ địa đều tin ngưỡng luân hồi, chỉ cần ngươi mở miệng, bọn họ khẳng định sẽ đáp ứng. Tổ tinh thần uy minh mông, năng lượng vượt qua mảnh thiên địa này, nếu như có thể bắt được tổ tinh, liền có thể tiếp đón ta đi ra ngoài. Lục Hòa Thiền nghĩ tới một cái biện pháp, nhất thời mặt mày hớn hở kêu lên. Vạn tộc tổ địa. Diệp Thần nghi ngờ. Ừ. Ở Minh Vô Khu bên trong, chủ yếu có hai phe thế lực. Trong đó một khối, chính là Minh Vô Tộc, là Vô Tướng Tôn Vương và Hoa Thiên Tông thống trị thế lực, đã sớm thờ phượng hắc ám, phụng tử thần vi tôn. Vậy Vô Tướng Tôn Vương, gần đây thậm chí đột phá giới vách đá, chưa từng không lúc nào không bên trong hạ xuống. Bên kia, chính là Chư Thiên Vạn Tộc, là vạn năm trước, thái thượng thế giới các phương phái ra tới cường giả. Chúng ta vạn tộc bão đoàn sinh tồn. Sinh sôi vạn năm, hôm nay quy mô đã khá là khổng lồ, đủ có mấy chục triệu người hơn. Vạn tộc tổ địa, chính là chúng ta Chư Thiên Vạn Tộc chỗ sống, ta nói cho ngươi tọa độ. Lục Hòa Thiền ý niệm hội tụ, liền đem vạn tộc tổ địa tọa độ, truyền cho Diệp Thần. Ngươi muốn ta hồi tổ địa, mượn tổ tinh đi ra cứu ngươi. Diệp Thần hỏi. Đúng nha, Diệp Thần đại ca, chỉ có biện pháp này, van cầu ngươi. Lục Hòa Thiền bất đắc dĩ nói. Được, Lục cô nương, ủy khuất ngươi kiên trì nữa kiên trì, ta đi về hỏi hỏi. Diệp Thần gật đầu, cũng biết Lục Hòa Thiền chống đỡ không được bao lâu. Nếu là Lục Hòa Thiền chết, tổ huyền đồ ẩn núp bí mật, vĩnh viễn không thể mở ra, vậy thì phiền toái. Lập tức, Diệp Thần chính là đè Lục Hòa Thiền cho tọa độ, ngự gió bay vút đi. Hắn cũng không có dùng qua lại không gian thủ đoạn, bởi vì ở Minh Vô Khu bên trong, khắp nơi đều là hắc ám cùng nguy hiểm. Một khi biến dạng hư không, rất có thể dụ cho người nhìn chăm chú, đưa tới không cần thiết phiền toái, vẫn là phổ thông phi hành ổn thỏa điểm. Cái này Minh Vô Khu lãnh thổ tuy bát ngát, nhưng lấy Diệp Thần tốc độ, ngàn xa vạn dặm cũng là hô hấp có thể đạt tới. Rất nhanh, Diệp Thần đè tọa độ, đi tới vạn tộc tổ địa bầu trời. Chỉ có tổ địa giữa không trung lơ lửng một viên bốn góc tinh thần, chấp động kỳ dị quang, tràn đầy cổ áo đạo ẩn cùng chân lý. Diệp Thần nhìn viên này bốn góc tinh thần, tim đập bịch bịch. Ngôi sao này, hắn trước mặt liền thấy, hiện tại khoảng cách gần tiếp xúc,
chỉ cảm thấy tinh thần bên trong, hàm chứa hào hùng đạo uẩn năng lượng, lại cùng hắn luân hồi thất tinh mạch tương thông. Đây là từ luân hồi quy luật bên trong lưu truyền ra tinh thần mảnh vỡ. Diệp Thần cơ hồ là một mắt lúc đó, liền thấy rõ ngôi sao này lai lịch, lại là xuất xứ từ trong chỗ U Minh luân hồi quy luật, là luân hồi quy luật bên trong truyền lưu ra tinh thần mảnh vỡ. Vạn tộc tổ địa tổ tinh, lại chính là ngôi sao này mảnh vỡ. Diệp Thần ngưng mắt nhìn ngôi sao kia mảnh vỡ, liền cảm thấy trong cơ thể luân hồi thất tinh mạch, đều là náo động. Nếu như có thể chiếm đoạt khối này tinh thần mảnh vỡ, hắn bảy viên mệnh tinh, nói không chừng có thức tỉnh cơ hội. Ở tinh thần phía dưới, là vạn tộc tổ địa một phiến kiến trúc, phần lớn tu thành tráng lệ cung điện, bên trong thờ phụng từng ngọn pho tượng. Tất cả pho tượng dung mạo, đều là giống nhau như đúc, chính là Diệp Thần hình dáng. Chư thiên vạn tộc người, lại có thể chung nhau thờ phượng luân hồi, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, chư thiên vạn tộc đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, muốn thống nhất tín ngưỡng, tuyệt không phải chuyện dễ. Diệp Thần nhìn xuống đi xuống, liền thấy chư thiên vạn tộc từng cái cường giả, tụ tập ở một phiến thần điện trên quảng trường, trên mặt tất cả mọi người đều là mang nghiêm túc vẻ. Có nhiều đội vệ binh, ở dọc theo quảng trường trấn thủ, cầm cây đuốc, giữa eo đeo binh khí. Giữa quảng trường, một cái ông già như tù phạm, mang gông xiềng xích sắt, bị mấy cái thầy tế ăn mặc cụ già, giải đến phía trước một cái trước tế đàn. Diệp Thần cẩn thận vừa thấy, gặp tù phạm kia ông già có chút quen mắt, tướng mạo lại có thể và thanh lại thương hội trưởng Lữ Sơn, có mấy phần tương tự. À, cái này cụ già, lại chính là Lữ gia sư tổ, trước một đời dạ mẫu linh thính giả, đã từng tham dự đúc nhân hoàng thánh đao đốt lửa đồng tử, Lữ Động Huyền. Diệp Thần thiên cơ cảm ứng dưới, lập tức xác định ông lão thân phận, lại chính là Lữ Động Huyền. Lữ Động Huyền còn sống, hắn còn chưa có chết, chỉ là thương thế cực kỳ nghiêm trọng, cả người đều là vết thương, thoi thóp. Diệp Thần từ Lữ Động Huyền trên mình, đã không cảm giác được người sống hơi thở, hắn có thể còn sống, hoàn toàn là bởi vì nhiều năm cung phụng dạ mẫu, đạt được một chút bóng tối che chở, rồi mới miễn cưỡng treo mệnh. Cái này một chút hắc ám che chở hơi thở, nhưng là để cho tại chỗ chư thiên vạn tộc cường giả, cũng làm thống hận coi là kẻ thù. Cái này lão tạp mao là Minh vô tộc gian tế, chúng ta ngày hôm nay bẩm báo luân hồi trời xanh, đem hắn đốt chết tế trời. Một cái chủ trì nghi thức trưởng lão, đứng dậy, lớn tiếng kêu lên. Tại chỗ chư thiên vạn tộc các cường giả, rối rít ủng hộ kêu gào, thanh âm tràn đầy báo thù thoải mái. Trong quá khứ vạn năm trong thời gian, chư thiên vạn tộc cùng Minh vô tộc, chém giết thật là thảm thiết, hai bên cừu hận cực sâu. Minh vô tộc tín ngưỡng hắc ám, vô cùng là cương liệt, nếu không phải may mắn bị bắt, liền lập tức tự vận, tuyệt không cho chư thiên vạn tộc làm nhục cơ hội. Cho đến hiện tại, chư thiên vạn tộc mới chộp được một cái Minh vô tộc người, tất nhiên vô cùng hưng phấn cuồng nhiệt. Diệp Thần ở trên không thấy một màn này, nhưng là rất nóng nảy. Bởi vì hắn biết, bọn họ bắt lầm người. Mặc dù Lữ Động Huyền trên mình, có hắc ám năng lượng chập chờn, nhưng hắn cùng Minh vô tộc và tử thần giáo đoàn, không có một chút quan hệ. Lữ Động Huyền trên mình hắc ám khí tức, cùng tử thần giáo đoàn hắc ám, nhưng thật ra là không cùng. Tử thần giáo đoàn hắc ám, mang theo tội ác cùng dơ bẩn, dã mong cực lớn, muốn ăn mòn cả thế giới. Nhưng Lữ Động Huyền trên mình hắc ám, nhưng là tinh khiết. Giống như thiên phú âm dương, hắc ám vốn chính là thiên địa phép tắc một phần chia, là tự nhiên chân lý một phần chia, cũng không phải là dơ bẩn tà ác. Lúc ban đầu hắc ám ngọn nguồn, là dạ mẫu. Dạ mẫu được gọi là đêm tối mẫu thân, nàng chỉ là đơn thuần đại biểu hắc ám, không hề biểu dương tà ác. Nhưng chư thiên vạn tộc người, cũng không để ý như thế nhiều, thấy Lữ Động Huyền trên người có hắc ám chập chờn, lập tức cho rằng hắn là Minh vô tộc người. Dẫu sao vạn năm qua, ở cái thế giới này, cũng chỉ có hai phe thế lực, không có phe thứ ba, người ngoài vậy không vào được. Đốt chết hắn! Đốt chết hắn! Tại chỗ chư thiên vạn tộc người, đều là hưng phấn kêu lên. Lữ Động Huyền bị thương nặng dưới, thoi thóp, cũng không cách nào giải thích rõ, bị người đẩy ngã trên tế đàn, sẽ bị đốt chết. Diệp Thần trong lòng nóng nảy, đang muốn xuất thủ cứu giúp. Bỗng nhiên vào lúc này, giữa trời đất cuồng phong nổi lên, hắc ám khí tức nổ. Tổ địa bên trong, có tổ tinh chiếu sáng, mặc dù không dám nói có bao nhiêu sáng ngời, nhưng chí ít không phải tuyệt đối hắc ám. Nhưng lúc này, giữa trời đất nổ hắc ám khí tức,
nhưng là che phủ hết thảy ánh sáng, liền tổ tinh chói lọi cũng che giấu. Không tốt, Minh vô tộc tới. Mau khởi động tổ tinh, khởi động đại trận. Chư thiên vạn tộc bên trong, không ít người lớn tiếng hô hoán lên. Liền gặp tối om om trong bầu trời đêm, xuất hiện một song song màu máu đỏ con ngươi, phân bố thiên vũ, đặc biệt khủng bố. Mỗi một đôi con ngươi chủ nhân, đều là một cái hắc ám cường giả. Đầy trời hắc ám cường giả vây quanh, một cái cả người tràn ngập lăn lăn xích mang nam tử, từ trên trời hạ xuống. Ha ha ha, các người những thứ này vạn tộc người ngoại lai, hôm nay sư phụ ta vô tướng Tôn Vương đã trở về, các người còn không mau một chút đầu hàng sao. Nam tử tóc cuồng loạn, mặt đầy bướng bỉnh bất tuần, liều lĩnh tiếng cười, cũng là truyền khắp toàn bộ vạn tộc tổ địa. Hắn khí tức trên người, cực kỳ mạnh mẽ, vậy từng cái xích mang, nhấp nhô lăn lăn phù văn, mỗi một bùa văn đều mang hồng trần tang thương mùi vị, làm người ta nhìn một cái, thì có dũng khí tâm hồn thất thủ cảm giác. Người này là, Minh vô tộc thiếu chủ, Hoa Thiên Tông. Hắn khí tức trên người, làm sao như vậy quen thuộc. Diệp Thần thấy cái đó nam tử, nhất thời một hồi kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, nam tử trên người tán phát ra hơi thở, làm hắn cảm thấy hết sức quen thuộc, lại cùng thần tích tụng đời điển có liên quan. Thần tích tụng thế điển chương 1 thiên vấn, chương 2 tiêu diêu du, chương 3 vũ hóa phi thăng, Diệp Thần đều đã bắt vào tay. Hiện tại, từ nam tử trên mình, hắn nhưng bắt được chương 4 hơi thở. Một tí tới giữa, Diệp Thần cũng biết, thần tích tụng đời điển chương 4, tên là Hồng Trần Kiếp. Nam tử này trên mình, thì có Hồng Trần Vạn Kiếp hơi thở, giơ tay nhấc chân tới giữa, đều có Hồng Trần Kiếp khó khăn uy áp, chèn ép người tâm thần, cực kỳ cường hãn. Hoa Thiên Tông, ngươi lại dám xông vào ta vạn tộc tổ địa địa bàn, ngại mạng lớn. Không biết sống chết, làm thịt hắn. Trên mặt đất, không thiếu chư thiên vạn tộc cường giả, tức giận kêu lên. Nơi này dẫu sao là chư thiên vạn tộc địa bàn, Minh vô tộc dám xông tới, không thể nghi ngờ tự tìm đường chết. Ha ha ha, có sư phụ ta che chở, có tử thần chí tôn chúc phúc, các ngươi chư thiên vạn tộc lại coi là cái gì? Hoa Thiên Tông ngửa mặt lên trời cười to, hắn nếu dám tập sát tới đây, tự nhiên có hắn sức lực. Vô tướng Tôn Vương đã trở về, có vô tướng Tôn Vương và sau lưng tử thần giáo đoàn che chở, coi như Minh vô tộc xông thẳng vạn tộc tổ địa, vậy sẽ không phải chịu nhiều ít đất mạch khí vận phản chế. Hừ, mặt đất bên trong, có mấy cái chư thiên vạn tộc cường giả, bực tức phóng lên cao, rút ra đao kiếm, chém chết hướng Hoa Thiên Tông. Hồng Trần đại lộ, dạ yếu đại kiếp. Hoa Thiên Tông nhìn hờ hững, vung tay lên, cả người Hồng Trần xích mang nổ, hóa ra từng cái quy luật xích thần. Những thứ này quy luật xích thần, hàm chứa Hồng Trần kiếp uy nghiêm, đánh tới vậy mấy cái chư thiên vạn tộc cường giả trên mình, mấy người kia nhất thời hét thảm lên, thân thể ngay tức thì già nua mục nát, trực tiếp từ không trung đánh mất, lâm vào là xương khô. Vạn tộc tổ trong đất các cường giả thấy vậy, đều là bộ dạng sợ hãi. Tên này, Hồng Trần đạo pháp càng ngày càng kinh khủng. Không ít người ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn về Hoa Thiên Tông trong ánh mắt, cũng là mang một chút sợ hãi. Chỉ gặp Hoa Thiên Tông sau lưng, nổi lên một quyển cổ xưa bí tịch, phía trên in vô số Hồng Trần đại kiếp khí số, rung động người tâm thần. Hắn mới vừa thi triển ra giả yếu đại kiếp, thật ra thì chính là Hồng Trần kiếp khó khăn một trong. Phàm mạng sống con người vội vã trăm năm, thiều hoa trong phút chốc liền hóa thành bạc đầu. Dạ yếu hai chữ, là Hồng Trần thế giới, đáng sợ nhất kiếp nạn một trong. Thần tích tụng đời điển chương 4 Hồng Trần kiếp, chính là ghi chép thiên thiên vạn vạn loại Hồng Trần kiếp khó khăn, người tu luyện nắm giữ sau đó, liền có thể ung dung điều động Hồng Trần đại kiếp, thêm tập trung đến trên người địch nhân, để cho địch nhân chịu đủ Hồng Trần kiếp khó khăn khổ sở, ở cực đoan thống khổ bên trong chết đi. Đồng thời, lĩnh ngộ Hồng Trần kiếp diệu pháp, cũng có thể tinh tiến đạo tâm, cảm ngộ chân lý, đối tu luyện rất có ích lợi. Diệp Thần nhìn Hoa Thiên Tông sau lưng Hồng Trần đạo thư, trong mắt nhất thời chớp động. Cái này cuốn Hồng Trần kiếp, nếu là cho liền hắn, hắn liền có thể hiểu Hồng Trần vạn pháp, hoàn thiện đạo tâm. Lòng hắn gông xiềng tuy đã đánh vỡ, nhưng Nhâm Phi Phàm nói không sai, hắn cuối cùng không có trải qua Hồng Trần vạn kiếp, đạo tâm không đủ hoàn thiện. Nếu như có thể bắt được Hồng Trần kiếp văn chương, Diệp Thần đạo tâm, liền có thể đi về phía hoàn thiện. Trảm thiên cửu kiếm, sát tâm vô ngân. Diệp Thần nhìn chằm chằm Hoa Thiên Tông, lập tức sử dụng một kiếm,
im hơi lặng tiếng, chém đánh tiếp. Một kiếm này, là Trảm Thiên Cửu kiếm bên trong kiếm thứ 8, giết người hoàn toàn không có dấu vết. Diệp Thần chỉ muốn không tiếng động giết chết Hoa Thiên Tông, cướp lấy Hồng Trần Đạo Thư. Hắn có thể nhìn ra, Hoa Thiên Tông chấp trưởng Hồng Trần Đạo Pháp, hơn nữa có Hắc Ám Tử Thần che chở, thực lực vô cùng là cường hãn, nếu như ngạnh chiến mà nói, ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Đánh lén giết người, là tốt nhất biện pháp. Ai? Hoa Thiên Tông sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tuy không bắt được Diệp Thần sát khí, nhưng từ võ giả bén nhạy cảm giác, hắn vẫn là cảm thấy mình có dũng khí rơi vào vực sâu chết đại khủng bố. Sống chết trước mắt, Hoa Thiên Tông cả người linh khí nổ, ước chừng ở trong nháy mắt, sử dụng hơn ngàn chương trận đồ, hóa ăn gian cái bảo vệ trận pháp. Diệp Thần khóe miệng co quắp một tí, kia nghĩ tới cái này Hoa Thiên Tông, lại có thể cẩn thận đến tình cảnh này. Hắn kiếm khí liền liền đột phá, nhưng cũng chỉ có thể đột phá mấy trăm bảo vệ trận, liền đã tiêu hao hết lực lượng, thân hình bại lộ ra, cũng không có thể thương tổn tới Hoa Thiên Tông. Bảo vệ thiếu chủ. Chung quanh từng cái con người máu đỏ hắc ám các cường giả, thấy Hoa Thiên Tông bị người đánh lén, nhất thời tức giận khủng hoảng, vô số đao thương kiếm kích, vô số thần thông pháp bảo, ùn ùn kéo đến hướng Diệp Thần đập tới. Mích Lạc Hoàng Tuyền, Luân Hồi Thiên Quốc, mở. Diệp Thần ứng biến nhanh chóng, lập tức sử dụng Hoàng Tuyền Đồ, cũng lấy Hoàng Tuyền Đồ làm trụ cột, triệu hoán ra một cái khoáng đạt thần thánh Luân Hồi Thiên Quốc. Ùng ùng. Vậy rất nhiều hắc ám cường giả mãnh liệt thế công, đánh vào Luân Hồi Thiên Quốc bên trong, đem thiên đường đánh được chia năm xẻ bảy, nhưng cũng không có làm tổn thương đến Diệp Thần bản thể. Luân Hồi Thiên Quốc, ngươi là... Hoa Thiên Tông thấy Diệp Thần trên mình bộc phát ra khí tượng, nhất thời rung động, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phía dưới chư thiên vạn tộc các cường giả, cũng là trợn mắt hốc mồm, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Cái này, đây là... Luân Hồi Chi Chủ. Trời ơi, Chí Cao Vô Thượng Thiên Chủ, rốt cuộc tới cứu chúng ta sao? Vĩ Đại Luân Hồi Chi Chủ, tán tụng ngươi hạ xuống. Tại chỗ tất cả vạn tộc các cường giả, ở sau khi hết khiếp sợ, chính là hiện ra kích động vẻ sùng bái, rối rít quỳ xuống, thái độ thành kính tới cực điểm. Thật ra thì ở chục nghìn năm trước, chư thiên vạn tộc người, cũng không phải là người người đều tin ngưỡng luân hồi, cũng có tín ngưỡng những thứ khác. Nhưng, tín ngưỡng những người khác, ở Minh Vô Khu bên trong, căn bản không có được đầy đủ che chở, từng cái bị hắc ám ăn mòn chết đi. Người còn sống sót, toàn bộ là luân hồi tín đồ. Bọn họ tín ngưỡng luân hồi, cũng nhận được trong chỗ U Minh luân hồi phép tắc bảo vệ, một mực sống sót đến hiện tại. Thật ra thì, Diệp Thần là luân hồi phép tắc người thừa kế, hắn cũng thật không có chấp trưởng đỉnh cấp luân hồi đạo pháp. Nhưng ở những thứ này tín đồ trong mắt, hắn chính là Chí Cao Vô Thượng luân hồi hóa thân, là toàn bộ biết toàn năng, tất cả thời không vĩnh hằng vô địch tồn tại. Diệp Thần cảm tới mặt đất trên, truyền tới từng cổ một nóng rực tín ngưỡng. Cái này cổ tín ngưỡng, để cho hắn luân hồi huyết mạch hơi thở, đều là mãnh liệt tăng lên. Nhưng tín ngưỡng nặng nề, vậy để cho Diệp Thần có chút hít thở không thông. Tự do rực, mở. Diệp Thần hít sâu một hơi, sau lưng rào một tiếng, mở ra tự do rực, một cái thiểm lược, cầm kiếm từ chân trời bạo giết xuống, đâm về phía Hoa Thiên Tông ngực. Ùng ùng. Một kiếm dễ như bớn, thật là vô địch, dọc đường lướt qua, vô số minh vô tộc hắc ám cường giả, đều bị Diệp Thần kiếm khí xé nát, hóa thành đầy trời vang tung tóe mưa máu, vô cùng là nguy nga. Hoa Thiên Tông thấy Diệp Thần mãnh liệt như vậy kiếm thế, cũng là lấy làm kinh hãi, lật đật chật vật né tránh. Vô lượng cảnh, thiên huyền cảnh. Không, thằng nhóc ngươi, lúc đầu chỉ có bách gia cảnh tầng thứ 9. Ở né tránh sau đó, Hoa Thiên Tông thoáng định thần, nhưng phát hiện Diệp Thần chân chính cảnh giới tu vi, chỉ có bách gia cảnh tầng thứ 9. Sự phát hiện này, để cho Hoa Thiên Tông sợ ngây người. Một cái bách gia cảnh tầng thứ 9, lại có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy kiếm thế, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, hắn cũng không dám tin tưởng. Hi hi, lợi hại hơn nữa thì như thế nào, cảnh giới tu vi nhỏ yếu như vậy, người đạo tâm lịch luyện, sợ rằng còn xa xa kém hơn ta. Hồng Trần tình kiếp, cho ta trấn áp. Hoa Thiên Tông cười gần một tí, vậy kiêng kỵ Diệp Thần cường hãn chiến lực, hắn lại không có trên đi liều mạng, mà là thúc giục Hồng Trần đạo thư, hóa ra một sợi tơ chủ vậy triền miên linh khí, quấn quanh đến Diệp Thần trên mình. Diệp Thần cảm nhận được vậy Hồng Trần kiếp khó khăn linh khí, quấn quanh tới đây, nhất thời rợn cả tóc gáy.
Cái này một món linh khí, bột màu hồng nhạt đỏ, quấn triền miên miên, tuy không có một chút sát phạt chập chờn, nhưng vẫn có thể ăn mòn người thân hồn. Bởi vì linh khí này bên trong, hàm chứa tình kiếp đại đạo hơi thở. Một chữ tình, khổ sở nhất rõ ràng, là hồng trần rất nhiều kiếp nạn bên trong, đáng sợ nhất tồn tại, so sinh tử kiếp còn đáng sợ hơn. Sinh tử kiếp không độ được, tối đa cũng chính là chết. Nhưng tình kiếp không độ được, rất có thể liền thì sống không bằng chết, bị tương tư tình ý hành hạ được chết đi sống lại. Hoa Thiên Tông lần này ra tay một cái, chính là sử dụng đáng sợ nhất tình kiếp đại lộ, muốn để tương tư tận xương, ảm đạm tiêu hồn, mài mòn Diệp Thần hết thảy. Diệp Thần ở nháy mắt tới giữa, trước mắt cướp qua một cái người phụ nữ hình dáng, Kỳ Thư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Thiên Nữ, thứ hai Yêu Cơ, Võ Giao Vân. Vân, chữ tình giải thích sao, sao bút rơi đều không đúng. Tình này cướp thật là đáng sợ, Diệp Thần trước mắt lướt qua chúng nữ bóng người, tinh thần liền bị to lớn ăn mòn, đạo tâm dao động, lại liền luân hồi thánh hồn thiên cũng không bảo vệ được. Luân hồi thánh hồn thiên, có thể phòng bị hết thảy tinh thần công kích, nhưng hết lần này tới lần khác không ngăn được một cái chữ tình. Thằng nhóc, tỉnh lại. Ngay tại Diệp Thần tinh thần sắp bị lạc thời điểm, một đạo thiếu nữ tiếng hò hét, từ hắn đầu óc bên trong nổ vang, rất miễn cưỡng để cho hắn tỉnh hồn lại. Diệp Thần đầu ông ông tác hưởng, trước mắt tầm mắt vặn vẹo một tí, tựa hồ thấy được một cái bóng người thiếu nữ. Một cái đứng ở thi hài trên núi xương thanh thuần thiếu nữ, cả người bay múa từng cái chim sơn ca. Lại là Dạ Mẫu. Là Dạ Mẫu tỉnh lại ta. Diệp Thần kinh ngạc cùng cảm kích, xem ra mình đã từng lắng nghe Dạ Mẫu, cũng nhận được Dạ Mẫu che chở, ở thời khắc mấu chốt, nổi lên tác dụng. Ồ, người thằng nhóc này, lại có thể chịu đựng qua tình kiếp. Hoa Thiên Tông thấy Diệp Thần ánh mắt khôi phục trong trẻo lạnh lùng, nhất thời kinh hãi. Cái này Hồng Trần tình kiếp, là Hồng Trần đạo thư bên trong cường hãn nhất sát chiêu, giữa thiên hạ tiên có người có thể ngăn trở, đặc biệt là xem Diệp Thần cái loại này người trọng tình trọng nghĩa, rất dễ dàng bị tình kiếp ăn mòn. Hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần nhanh như vậy liền khôi phục thanh tỉnh. Hoa Thiên Tông, muốn dùng tình kiếp giết ta, ngươi còn không cái này tư cách. Ta muốn ngươi chết, ngươi Hồng Trần đạo thư, quay về ta. Diệp Thần mới vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, ánh mắt nhìn chằm chằm Hoa Thiên Tông, cũng là lộ ra sát khí nồng nặc. Giống như là phúc tới tâm linh vậy, Diệp Thần biết thủ thắng biện pháp. Hắn vung tay lên, trôi lơ lửng ở tổ trên đất chống tinh thần, lập tức hướng hắn lòng bàn tay bay tới. Ngôi sao này, vốn chính là từ luân hồi quy luật bên trong lưu truyền ra. Chỉ cần hấp thu luyện hóa, Diệp Thần luân hồi thất tinh mạch, có lẽ có thức tỉnh cơ hội. Tổ tinh quay về hợp, luân hồi một thể, thất tinh thức tỉnh, mở. Diệp Thần cắn răng một cái, cả người khí huyết bạo động, điên cuồng đi luân hồi thất tinh mạch bơm vào đi. Viên kia tổ tinh, cũng là ầm ầm nghiền, hóa thành nguyên thủy nhất luân hồi linh khí, tụ vào Diệp Thần tinh mạch bên trong. Oanh! Ở bàng bạc linh khí bơm vào hạ, Diệp Thần viên thứ nhất mệnh tinh, cuối cùng từ hoàn toàn ảm đạm hình dáng, hơi sáng nổi lên một chút ánh sáng. Mệnh tinh sáng, cho ta thức tỉnh à. Diệp Thần nội tâm kêu to, lại tiêu hao mấy trăm khối thượng phẩm nguyên ngọc, không muốn tiền vốn tựa như, đem năng lượng bơm vào nhập tinh khiếu bên trong. Nhưng, viên kia mệnh tinh, như cũng chỉ có hơi sáng ánh sáng, cũng chưa hoàn toàn thức tỉnh. Nhưng mà, điểm này hơi sáng ánh sáng, nhưng mang cho Diệp Thần hào hùng linh khí tăng thêm. Diệp Thần quanh thân linh khí nổ, tu vi lại bước nhanh đi tới. Từ bách gia cảnh tầng thứ 9, đến thiên huyền cảnh tới giữa 100 bước rộng cách, hắn trước đây đã đi rồi 30 bước, hiện tại lại bước vào 20 bước. Đi ước chừng 50 bước. Đã một nửa. Luân hồi thất tinh. Viên thứ nhất mệnh tinh, kỳ danh là Long Đằng. Diệp Thần ánh mắt chớp động, thiên cơ cảm ngộ, lập tức biết liền viên thứ nhất mệnh tinh tên chữ. Luân hồi thất tinh, viên thứ nhất mệnh tinh, chính là để cho Long Đằng. Cái này Long Đằng tinh vị thức tỉnh, liền có thể chấp trưởng chí tôn rồng thần sức mạnh to lớn, trong giơ tay nhấc chân, hàng tỷ Long Đằng nổ, quân lâm thiên hạ. À, chủ nhân, mã ngươi tinh, rốt cuộc thức tỉnh sao? Diệp Thần trong cơ thể, huyết long tỉnh lại, phát ra kinh ngạc vui mừng gọi. Cái này Long Đằng tinh hơi thở, cùng huyết long nhất mạch tương thông. Huyết long lập tức chui vào Diệp Thần Long Đằng tinh khiếu bên trong.
theo huyết long chui vào, long đằng tinh ánh sáng, lại nở rộ mấy phần. Mà huyết long hơi thở, vậy đi theo đổi được mạnh mẽ. Huyết long cùng long đằng tinh, lại là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, hai người hòa hợp, lẫn nhau tiến bộ. Rất tốt, ta cái này long đằng tinh, tuy không có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng vậy coi là chiếu sáng lên. Diệp thần mừng rỡ không thôi, trong mắt lại mang một chút ác liệt ý, xem về phía trước Hoa Thiên Tông. Hoa Thiên Tông nhất thời sợ hãi, bởi vì hắn cảm thấy ở nơi này ngay tức thì, Diệp thần hơi thở tăng vọt rất nhiều. Đáng sợ hơn, là vậy cổ luân hồi uy áp, để cho hắn có chút không thở nổi. Long đằng thiên địa, hàng tỷ long bạo diệt. Diệp thần khí thế ngất trời, luân hồi mệnh ánh sao hoa tách thả ra, một phiến sáng chói ánh sao, tràn đầy giật thiên vũ, lại là ở ngay tức thì trở thành vĩnh hằng. Một chút xíu ánh sao, tô điểm đến trong bầu trời đêm, liền hóa thành vĩnh hằng tinh thần, chiếu sáng mặt đất, liền minh vô khu bên trong hắc ám, đều không cách nào đè thêm chế phân nửa. Diệp thần một quyền đánh ra, huyết long gầm thét, hàng tỷ con rồng ảnh, vậy đi theo bộc phát ra. Ở long đằng tinh ra chỉ xuống, huyết long năng lượng khí tức, đơn giản là nổ, hòa lẫn Diệp thần quả đấm đánh ra, quanh thân hàng tỷ long ảnh bạo diệt, hóa thành cương mãnh vô cùng lực lượng, đánh giết hướng Hoa Thiên Tông. Hoa Thiên Tông con người co rúc lại, cả người đều ngây dại. Diệp thần uy lực của một quyền này, đơn giản là hoành tuyệt vạn cổ, vô địch vậy tồn tại. Bách gia cảnh tầng thứ 9, lại có này cùng lực lượng, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Hoa Thiên Tông có thể khẳng định, một quyền này nếu là đánh vào trên người hắn, hắn chỉ có bạo diệt kết quả, không có một chút sống sót có thể. Trên mặt đất vạn tộc các cường giả, thấy Diệp thần như vậy cương mãnh một quyền, cũng là sợ ngây người. Đây là nghịch thiên vậy luân hồi khí tượng, luân hồi ánh sáng tô điểm, liền có thể hóa thành vĩnh hằng tinh thần, chiếu sáng hắc ám vạn cổ. Luân hồi long khí, bộc phát ra, chính là vô địch kinh thiên sức mạnh to lớn, đủ để nghiền nát hết thảy kẻ địch. Ngăn lại hắn. Hoa Thiên Tông liên tiếp lui về phía sau, liền liền gầm thét. Chung quanh minh vô tộc hắc ám các cường giả, ánh mắt lộ ra sợ hãi, vốn là bọn họ nhận đặc thù huấn luyện, vậy tiếp thụ qua bóng tối tẩy rửa, tuyệt đối thành tâm ra sức chủ thượng, cho dù chết cũng sẽ không có chút nào ý phản bội. Nếu là không chú ý bị bắt làm tù binh, liền lập tức tự vận, tuyệt sẽ không có nửa điểm do dự. Nhưng hiện tại, ở Diệp thần mạnh mẽ luân hồi uy áp hạ, những cái kia hắc ám các cường giả, đạo tâm kịch liệt rung, tín ngưỡng liền liền sụp đổ. Bất quá, bọn họ đạo tâm tín ngưỡng, kết quả như thế nào, cũng không trọng yếu. Bởi vì, làm Diệp thần quả đấm đánh tới, long khí nổ gào thét, thân xác của bọn chúng cùng thần hồn, liền cùng giấy vậy yếu ớt, lập tức bị đánh được nổ tung. Vô luận bọn họ có muốn hay không chết, tới bất ở trong một cái chớp mắt này, bọn họ đều bị Diệp thần quả đấm, hoàn toàn oanh bạo, hóa thành đầy trời mềm mại mưa máu. Chỉ là một quyền, Diệp thần liền đem Hoa Thiên Tông mang tới mấy ngàn hắc ám cường giả, đánh giết 7-8 thành. Đây chính là luân hồi mệnh tinh uy lực sao? Cái này không thể nào, trong truyền thuyết luân hồi tinh mạch, không thể nào có như thế đáng sợ mới được. Hoa Thiên Tông tuyệt vọng, cảm thấy sâu đậm chênh lệch. Diệp thần mệnh tinh lực lượng, thật là quá kinh khủng, đơn giản là không nói phải trái vậy mạnh mẽ, lớn đại đột phá liền cảnh giới hạn chế, mạnh ngoại hạng. Hồng Trần Đạo Thư, cho ta ngăn trở. Sống chết trước mắt, Hoa Thiên Tông sử dụng Hồng Trần Đạo Thư, như một tầng bình phong che chở, ngăn ở trước người mình. Oanh! Diệp thần hung hăng một quyền đánh giết tới, đánh phá Hồng Trần vạn kiếp, vậy Hồng Trần Đạo Thư vậy rớt xuống đất. Phốc xích! Hoa Thiên Tông há mồm phun ra một cổ máu tươi, mang chút nội tạng, lập tức bị trọng thương, nhưng thật may có Hồng Trần Đạo Thư phòng vệ, ngược lại cũng không thật bị giết chết. Thằng nhóc, ngươi chờ, ta cũng không tin, ngươi chính là bách gia cảnh, có thể chống đỡ nổi luân hồi mệnh tinh tiêu hao, ngươi chết chắc. Hoa Thiên Tông khẽ cắn răng, quăng ra một câu lời độc ác, nhưng cũng không dám lưu lại, lật đật dẫn người xoay người biến dạng hư không, chạy trốn đi. Diệp thần muốn truy kích. Nhưng đột nhiên cảm thấy kinh mạch tinh khiếu huyệt vị một hồi đau nhói. Kịch liệt đau nhói, xuyên tâm nhập phổi, để cho Diệp thần nhất thời toát mồ hôi lạnh. Chủ nhân, không có sao chứ. Huyết long một hồi lo âu, nó đã nhìn ra, đây là mở mệnh tinh giá phải trả. Luân hồi huyết mạch, 7 viên mệnh tinh, mỗi một viên mệnh tinh mở chiến đấu, cũng sẽ cho thân thể mang đến to lớn gánh vác, thậm chí cắn trả.
không có sao. Diệp Thần hít sâu một hơi, thoáng bình phục tâm tình, cũng là đem luân hồi tinh mạch khí tượng thu hồi, để cho huyết long trở lại long đằng tinh huyệt khiếu bên trong. Hắn thật sâu không biết làm sao, nói cho cùng, vẫn là mình bản thể tu vi quá yếu. Chỉ có bách gia cảnh tầng thứ 9 mà nói, hoàn toàn chống đỡ không nổi mệnh tinh mở. Ít nhất phải đến thiên huyền cảnh, tình huống mới có thể chuyển biến tốt. Nếu như có thể đến vô lượng cảnh mà nói, cũng có thể không chướng ngại mở, ngang dọc thiên địa thời không vô địch. Trên mặt đất, rất nhiều vạn tộc các cường giả, cũng không biết Diệp Thần lo lắng âm thầm. Bọn họ chỉ thấy, Diệp Thần ra tay vô địch, bá đạo lay trời, một quyền liền đánh giết vô số hắc ám cường giả, còn đánh lui Hoa Thiên Tông. Nếu như Hoa Thiên Tông không có Hồng Trần Đạo Thư hộ thể mà nói, hắn ngày hôm nay cũng có thể phải bỏ mạng ở chỗ này. Luân hồi uy vũ, luân hồi chi chủ vạn cổ vô địch, lão nhân gia ông ta hạ xuống, chính là cứu chúng ta. Chúng ta rốt cuộc có thể rời đi địa phương quỷ quái này liền sao? Cùng luân hồi chi chủ chém chết vô tướng tôn vương vậy lão quỷ, chúng ta có thể đi, ha ha ha. Đám người hoan hô kêu gào, lớn tiếng quát hái, người người đều là mặt đầy cuồng nhiệt sùng bái thần sắc. Thậm chí, bọn họ cảm thấy, Diệp Thần có tư cách giết chết vô tướng tôn vương. Tuy nói Diệp Thần tu vi, chỉ có bách gia cảnh tầng thứ 9, nhưng ở những thứ này tín đồ trong mắt, đây nhất định là ngụy trang. Diệp Thần chân thực tu vi, tất nhiên siêu thoát hiện thế, vô địch chư thiên. Diệp Thần nhưng là cười khổ, hắn biết rõ mình và vô tướng tôn vương chênh lệch. Vậy vô tướng tôn vương, nhưng mà tử thần giáo đoàn ghế thứ 9 hộ pháp, cực kỳ cường hãn, so với Hoa Thiên Tông có thể muốn lợi hại hơn. Diệp Thần mở mệnh tinh. Có thể đánh bại Hoa Thiên Tông, nhưng chưa chắc có thể đối kháng vô tướng Tôn Vương. Dẫu sao, hắn và vô tướng Tôn Vương tới giữa, cảnh giới chênh lệch thực sự quá lớn. Còn như những thứ này tín đồ cuồng nhiệt sùng bái, cũng chỉ là đoán chừng, Diệp Thần thật ra thì không có mạnh đến như vậy ngoại hạng. Diệp Thần từ trên bầu trời đáp xuống, lập tức được tất cả mọi người hoan nghênh cùng sùng bái. Một cái thiếu niên nam tử, bưng một quyển đạo thư, cung kính đi tới Diệp Thần trước mặt. Quỳ xuống, đem đạo thư dâng lên. Cái này đạo thư chính là thần tích tụng đời điển chương 4, Hồng Trần Kiếp. Đa tạ. Diệp Thần gật đầu một cái, đem đạo thư cầm tới, nội tâm lại có chút kích động. Vậy thiếu niên nam tử ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, ta kêu Vũ Hoàng Dã, ngươi có thể thu ta làm đồ đệ sao? Ta nguyện chọn đời đi theo bước chân ngươi. Diệp Thần sửng sốt một tí, nói, Vũ Hoàng Dã. Ngươi là Vũ Hoàng gia người. Vũ Hoàng Dã nói, nhưng luân hồi chi chủ ngươi yên tâm, ta cũng không thờ phượng cổ thần, hi hi, thờ phượng cổ thần những người đó, đã sớm ở chục nghìn năm trước liền chết sạch. Có thể còn sống người, toàn bộ là luân hồi tín đồ, bao gồm chúng ta Vũ Hoàng gia người. Chỉ có tín ngưỡng luân hồi, mới khá đạt được tổ tinh che chở. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng là rõ ràng tới đây. Ở Minh Vô Khu cái này nguy hiểm bóng tối địa phương, tín ngưỡng cái khác hết thảy tồn tại, cũng không có được chúc phúc che chở, chỉ có bị hắc ám ăn mòn kết quả. Chỉ có tín ngưỡng luân hồi, mới được trong chỗ U Minh luân hồi quy luật ban phúc, kéo dài tánh mạng. Yêu thắng liệt thái dưới, đã từng vạn tộc ý kiến khác người, đã sớm chết sạch. Người còn sống sót, toàn bộ là luân hồi tín đồ, hơn nữa tín ngưỡng vô cùng cuồng nhiệt hừng hực. Các ngươi tín ngưỡng luân hồi, rất tốt. Rất tốt, luân hồi sẽ ban cho các ngươi che chở. Diệp Thần gật đầu một cái, dáng một phen nói. Hắn chỉ nói là luân hồi che chở, không hề nói chính hắn dành cho che chở. Bởi vì hắn cũng biết, hiện tại mình còn không có che chở vạn tộc tư cách. Che chở vạn tộc, nhưng thật ra là trong chỗ U Minh luân hồi quy luật. Diệp Thần theo đuổi, chính là chấp trưởng luân hồi quy luật đỉnh. Hắn là luân hồi người thừa kế, đây cũng là sứ mạng của hắn. Vạn tộc võ giả nghe được Diệp Thần giáng, lại là một hồi cuồng nhiệt hoan hô ủng hộ, kích động tới cực điểm. Ở trong mắt bọn họ, luân hồi quy luật cùng Diệp Thần, thật ra thì chính là một khối tồn tại, không phân lẫn nhau. Cái này vạn năm lúc đó, vạn tộc võ giả cho tới bây giờ không có rời đi Minh Vô Khu, bọn họ vậy không ra được. Vạn năm khép kín, đã để cho tín ngưỡng của bọn họ, vặn vẹo đến cuồng nhiệt bước, thậm chí mất lý trí. Cái này cổ tín ngưỡng. Vừa có thể mang cho Diệp Thần lực lượng, cũng có thể hủy diệt Diệp Thần. Diệp Thần biết,
một khi mình bộc lộ ra chân chính thực lực, cũng không thể cùng vô tướng Tôn Vương như nhau, những người này tín ngưỡng lập tức thì phải sụp đổ, thậm chí ngược lại phải chiếm đoạt hắn. Tuy nói Diệp Thần chân chính thực lực, thật ra thì một chút đều không yếu, nhưng làm sao vạn tộc các võ giả, đã đem hắn nâng đến chân lý cứu cực, chư thiên vô địch ngoại hạng bước. Một khi chân tướng cùng lý tưởng, chênh lệch quá lớn, bọn họ tuyệt đối không tiếp thụ nổi. Luân hồi chi chủ, người có thể thu ta làm đồ đệ sao? Vũ Hoàng Dã còn quỳ xuống đất, kêu lên. Cho dù là Vũ Hoàng nhà, ở vạn năm hắc ám kiềm chế hạ, vậy toàn bộ đổi tin luân hồi. Chỉ có như vậy, mới có thể ở vô tận trong bóng tối mặt, đạt được chúc phúc cùng che chở. Luân hồi chi chủ, ta cũng muốn làm đồ đệ của ngươi. Thiên chủ thần uy vô địch, truyền thụ ta một chiêu hai thức, tất có thể để cho ta tung hoành thiên hạ. Chúng ta nguyện thề chết theo thiên chủ. Rất nhiều vạn tộc võ giả quỳ bái tại Diệp Thần dưới chân, mặt đầy cuồng nhiệt thành kính, rối rít biểu thị thành tâm ra sức. Không ít người và Vũ Hoàng Dã như nhau, muốn bái Diệp Thần vi sư, cầu hắn truyền thụ một chiêu hai thức. Diệp Thần trong lòng cười khổ, ngoài mặt giữ trấn tĩnh, nhàn nhạt nói, hôm nay Minh vô tộc hắc ám tàn phá, chúng ta vẫn là muốn biện pháp tiêu diệt hắc ám, những chuyện khác, sau này hãy nói. Nghe vậy, đám người võ giả gật đầu nói phải. Diệp Thần nói không sai, ở Minh vô khu bên trong, khẩn yếu nhất sự việc, chính là đối kháng Minh vô tộc. Tuy nói Minh vô tộc thiếu chủ Hoa Thiên Tông, đã bị Diệp Thần giết được tháo chạy, nhưng Minh vô tộc chân chính nắm giữ, trong truyền thuyết vô tướng Tôn Vương, còn ẩn giấu ở sau lưng. Thiên chủ, nơi này có một Minh vô tộc gian tế, trước đây không lâu muốn lẫn vào chúng ta tổ địa, bị chúng ta bắt, xin thiên chủ xử trí. Đây là, Vũ Hoàng Dã đem một cái ông già, kéo tới Diệp Thần trước mặt. Vậy ông già chính là Lữ Động Huyền. Lữ Động Huyền thương thế rất nặng, thoi thóp, nhưng thấy Diệp Thần sau đó, hắn vậy sắc cho tàn ánh mắt, nhưng là hơi lóe lên một chút vầng sáng, môi vù vù động muốn nói gì, nhưng bị thương nặng dưới, vậy không nói ra được. Cái này cụ già không phải gian tế, hắn là ta. Bằng hữu. Diệp Thần thấy Lữ Động Huyền thương thế nghiêm trọng như vậy hình dáng, cũng là liền vội vàng giải thích. Hắn là thiên chủ bạn ngươi. Vũ Hoàng Dã ngẩn ngơ, chung quanh các võ giả, cũng có chút kinh ngạc. Ở Lữ Động Huyền trên mình, có đặc biệt thâm trầm hắc ám khí thức, bọn họ chỉ lấy là hắn là Minh vô tộc gian tế, nào nghĩ tới lại là Diệp Thần bằng hữu. Chuyện này nói đến nói dài, tóm lại vị cụ già này, không là người xấu, ta tới xử lý cho giỏi. Diệp Thần nói, thiên chủ. Vũ Hoàng Dã không dám vi phạm, lập tức thả Lữ Động Huyền. Diệp Thần bàn tay vung lên, thi triển ra bát quái thiên đan thuật, một món tinh thuần linh khí, bơm vào đến Lữ Động Huyền trên mình. Lữ Động Huyền thương thế, nhất thời liền khôi phục rất nhiều, vậy suy yếu gương mặt tái nhợt, cũng là hơi khôi phục màu máu. Đám người thấy Diệp Thần y thuật cao minh như vậy, lại là một hồi khen ngợi, tất cả loại tán tụng tiếng như nước thủy triều vọt tới. Diệp Thần dở khóc dở cười, những thứ này cuồng nhiệt tín đồ, quả thực để cho hắn cảm thấy có gật đầu đau. Diệp Thần đại ca, thế nào? Ta thật giống như thấy tổ địa bên kia, truyền tới rất kinh người khí tượng. Đây là, Diệp Thần lại nghe được Lục Hòa Thiền thanh âm. Tổ địa phát sinh hết thảy, Lục Hòa Thiền tuy không chính mắt nhìn thấy, nhưng mơ hồ tới giữa, tựa hồ vậy cảm nhận được liền to lớn thay đổi. Lục cô nương, người nhẫn nại thêm một đêm, ngày mai ta lập tức đi đón ngươi. Diệp Thần truyền âm nói. Hắn luyện hóa tổ tinh, cũng lấy điểm này sáng luân hồi tinh mạch, bước đầu thức tỉnh viên thứ nhất long đằng mệnh tinh, đã có thể đem Lục Hòa Thiền tiếp dẫn ra. Nhưng, mới vừa chiến đấu hoàn, Diệp Thần vận dụng long đằng mệnh tinh lực lượng, tiêu hao cũng là khá là to lớn, kinh mạch bây giờ cũng có chút mơ hồ cảm giác đau đớn. Hắn cần nghỉ ngơi, ít nhất phải đến khi ngày thứ hai, mới có thể đi tiếp Lục Hòa Thiền. Nếu không, hiện tại tùy tiện đi ra ngoài, bị Minh vô tộc cường giả để mắt tới, vậy thì nguy hiểm. Được rồi. Lục Hòa Thiền không biết làm sao, cũng chỉ tốt tiếp tục chờ đợi. Diệp Thần gật đầu một cái, lập tức liền đỡ Lữ Động Huyền, ở tổ địa bên trong tìm một khối tĩnh lặng động phủ, ngồi yên nghỉ ngơi. Luân hồi chi chủ, đa tạ cứu giúp. Lữ Động Huyền nguyên khí khôi phục rất nhiều, một tiếng thở dài, chắp tay hướng Diệp Thần nói cảm ơn. Không cần cảm ơn, tiền bối, ta cùng Lữ Sơn hội trưởng rất có giao tình, cứu ngươi là phải làm. Diệp Thần đem ở Thanh Lại vực bên trong sự tình phát sinh,
Đấu Võ Đại Điển, Linh Thính Giả Tranh, Dạ Mẫu Truyện, cũng đơn giản hướng Lữ Động Huyền nói một lần. Lữ Động Huyền nghe được trợn mắt hốc mồm, nói, lúc đầu ngươi vậy gặp qua Dạ Mẫu Đại Nhân. Diệp Thần gật gật đầu nói, Dạ Mẫu Chí Tôn, đối với ta ân tình không nhỏ. Hắn cùng Hoa Thiên Tông đánh một trận, thiếu chút nữa luân hãm vào tình kiếp bên trong, thật may bị Dạ Mẫu thức tỉnh. Lữ Động Huyền hơi có chút kích động, nói, Dạ Mẫu Đại Nhân thường xuyên nhắc tới ngươi, nàng thưởng thức nhất và thích nhất người, chính là ngươi. Luân hồi chi chủ, ngươi tới làm Dạ Mẫu linh thính giả, thật là lại không quá thích hợp. Diệp Thần khoát tay một cái nói, tiền bối nói đùa, ngươi nếu còn sống, tự nhiên do ngươi tiếp tục lắng nghe Dạ Mẫu. Dừng một chút, Diệp Thần sợ Lữ Động Huyền trong vấn đề này, tiếp tục dây dưa tiếp, liền nói tránh đi, đúng rồi, tiền bối, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lữ Động Huyền nghe được Diệp Thần lời này, gương mặt nhất thời nghiêm nghị, nói, trước đây không lâu, ta bắt được một cổ hắc ám khí tức, rất có thể phải ăn mòn thái thượng thế giới, liền xuất ngoại điều tra. Vậy cổ hắc ám khí tức, nhưng thật ra là đến từ vô tướng Tôn Vương, hắn là tử thần giáo đoàn ghế thứ 9 hộ pháp, biệt hiệu Vô Diện Nhân. Ta xem hắn chưa từng không lúc nào không bên trong hạ xuống, bị chân lý và hiện thế phép tắc ràng buộc, võ đạo thực lực thật to bị hạn chế, liền cảm giác là một cơ hội, muốn động thủ giết hắn. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói cái này Vô Diện Nhân, không tốt giết đi. Tuy nói vô tướng Tôn Vương võ đạo thực lực, bị thật to hạn chế, nhưng dẫu sao là tử thần giáo đoàn cao tầng hộ pháp, tuyệt đối không tốt như vậy đối phó. Ban đầu Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm đi Tử Hoàng Thiên Cung mượn băng vân cổ đèn thời điểm, Nhâm Phi Phàm sách lên một cái điều kiện, nói nếu như đạo đức thiên tôn cho mượn đèn, hắn liền sẽ đích thân ra tay, chu diệt Vô Diện Nhân. Cái này Vô Diện Nhân, chính là vô tướng Tôn Vương. Có thể bị Nhâm Phi Phàm lấy ra làm điều kiện cùng tiền đặt cuộc, cái này vô tướng Tôn Vương thực lực, tuyệt đối là không phải chuyện đùa. Lữ Động Huyền thở dài nói, đúng là như vậy, ta âm thầm đi theo vậy vô tướng Tôn Vương, tiến vào Minh Vô Khu, lại bị hắn phát hiện, động tới tay, chỉ là một chiêu, hắn liền đem ta đánh chết. Thật ra thì ta đã là một người chết, muốn đến ta ở lại Thanh Lại Thương Hội bên trong mệnh bài, cũng đã vỡ vụn. Nhưng ta có Dạ Mẫu bảo vệ, rõ ràng là chết, nhưng còn sống. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói tiền bối, vậy ngươi rốt cuộc. Sống hay chết? Lữ Động Huyền mỉm cười nói, ta vừa là người chết, cũng là người sống, sống chết là một khối, đúng như âm dương làm một thể, lẫn nhau hòa vào nhau, không bao giờ chia nhỏ. Trong sinh tử lớn bí ẩn, ta cũng không hiểu, cái này thế gian, chỉ có Dạ Mẫu Đại Nhân biết được. Dạ Mẫu Đại Nhân là nửa đêm mẫu, chấp trưởng hắc ám cùng chết bí ẩn, có nàng che chở, coi như là một người chết, cũng có thể sống trên cõi đời này. Diệp Thần ngạc nhiên, ngơ ngác không nói ra lời. Xem ra cái đó Dạ Mẫu, đích xác là thần thông quảng đại, nắm giữ chân lý đạo pháp, các loại quy luật, liền Diệp Thần đều khó hiểu. Luân hồi chi chủ, đa tạ người cứu ta, cái này phiến luật giả chi ngọc, coi như là ta tặng lễ vật cho ngươi. Lữ Động Huyền sử dụng một khối ngọc phiến, trịnh trọng đưa cho Diệp Thần. Đây là cái gì? Diệp Thần lấy làm kinh hãi, chỉ gặp vậy ngọc phiến dịch thấu trong suốt, hiện lên xanh tươi sáng bóng, phía trên khắc một ít cổ xưa phù văn, thật giống như hàm chứa thế gian cứu cực chân lý. Loại vật này, kêu luật giả chi ngọc, bên trong hàm chứa một ít cuối cùng quy luật quy luật. Lữ Động Huyền nói, luật giả chi ngọc, cuối cùng, quy luật. Diệp Thần ánh mắt xuất thần, khối ngọc kia phiến tinh xảo sáng, liền cùng tác phẩm nghệ thuật tựa như. Đúng vậy, ta khối này luật giả chi ngọc, là năm đó Thiên Khải Chí Tôn ban cho ta, bên trong có chứa một chút nhân quả luật bí ẩn. Nhân quả, chính là cuối cùng quy luật một trong. Nhân quả luật, là vượt qua đời này tinh không quy luật. Ta nghe nói người có một kiện pháp bảo, kêu nguyện vọng thiên tinh, cái gọi là nguyện vọng, thật ra thì cũng là bởi vì quả một loại. Đem người cái này luật giả chi ngọc, dùng hợp đến người nguyện vọng thiên tinh bên trong, liền có thể lớn mạnh nhân quả luật, chỉ cần là ở quy luật cho phép trong phạm vi, vô luận người rất nhiều hạ nguyện vọng gì, đều có thể thực hiện. Lữ Động Huyền mỉm cười nói. Diệp Thần nhất thời kinh ngạc, cái này nhân quả luật, đã vượt ra khỏi võ đạo phạm vi, là cuối cùng quy luật. Vô luận rất nhiều hạ nguyện vọng gì, đều có thể thực hiện, đó nhất định chính là miệng chứa thiên hiến, nói sao làm vậy. Nếu như nhân quả luật quy luật lực lượng, đủ cường đại mà nói, vậy Diệp Thần giết người, vậy không cần tự mình động thủ,
chỉ cần mở miệng, liền có thể định đời người chết. Cái này luật giả chi ngọc, người thật tốt cầm đi, ta đi. Lữ Động Huyền lưu lại luật giả chi ngọc, sau đó liền xoay người rời đi. Diệp Thần ngơ ngẩn hồi lâu, mới hoàn hồn lại, cầm lên luật giả chi ngọc, ánh mắt híp lại, tỉ mỉ quan sát. Nhân quả luật sao? Thú vị! Diệp Thần khóe miệng hơi lộ ra một cái nụ cười, trong truyền thuyết không không lúc nào không, quả nhiên là thần bí. Cái này nhân quả luật, thật là huyền diệu khó giải thích. Không biết dùng nhân quả luật giết người, sẽ là như thế nào quang cảnh? Lắc đầu một cái, Diệp Thần thu liễm lại nội tâm ý niệm. Lấy hắn thực lực trước mắt, lo lắng không không lúc nào không, vẫn là quá xa vời. Hiện tại, tốt nhất vẫn là chân đạp mặt đất, phải nghĩ thế nào tấn thăng thiên huyền cảnh. Diệp Thần sử dụng nguyện vọng thiên tinh, đem khối này luật giả chi ngọc, dung hợp đi vào. Luật giả chi ngọc dung hợp sau đó, nguyện vọng thiên tinh linh khí, cũng là lớn mạnh rất nhiều, hơn nữa trong sâu thẳm, tựa hồ sản sinh ra một chút huyền diệu quy luật lực lượng. Huyền diệu khó giải thích, không đoán được. Dung hợp xong sau đó, Diệp Thần lại lấy ra Hồng Trần Kiếp Văn Chương, cẩn thận cảm ngộ nhân sâm mài đứng lên. Cái này Hồng Trần Kiếp Văn Chương, vô cùng là phức tạp, bên trong bao hàm Hồng Trần Vạn Kiếp, coi như lấy Diệp Thần thiên phú năng lực, chỉ sợ cũng phải hao phí một đoạn thời gian, mới khá lĩnh ngộ. Diệp Thần nhìn một hồi, liền cảm thấy nhức đầu, không thể làm gì khác hơn là trước thu, yên lặng điều tức nghỉ ngơi. Mà ở Diệp Thần lúc nghỉ ngơi, Hoa Thiên Tông dẫn còn sót lại hắc ám cường giả, vô cùng chật vật, đem về Minh Vô Tộc lãnh địa. Minh Vô Tộc lãnh địa, là một phiến phiến bóng tối cung điện, có vô số võ đạo cường giả, yêu thú quái vật, vặn vẹo tồn tại, trong bóng tối trấn thủ. Trong lãnh địa ương quảng trường, thờ phụng một pho tượng, đó là Tử Thần Giáo Đoàn giáo chủ, Thiên Khải Chí Tôn pho tượng. Ở Tử Thần Giáo Đoàn nội bộ, mặc dù tất cả người ngoài mặt, đều tin phụng trong truyền thuyết Tử Thần Chí Tôn. Nhưng trong thực tế, mọi người tín ngưỡng cũng không giống nhau. Tử Thần Giáo Đoàn tín ngưỡng, chủ yếu phân chia tam bộ phút. Bộ đầu tiên phút, chính là nguyên thủy nhất tín ngưỡng, vạn cổ tới nay chỉ cung phụng tử thần. Bộ thứ hai phút, chính là thờ phượng ma nữ, phụng ma nữ vi tôn. Thứ ba bộ phận, chính là cung phụng giáo chủ, lấy Thiên Khải Chí Tôn là cao nhất nắm giữ. Minh Vô Tộc cung phụng, chính là giáo chủ Thiên Khải Chí Tôn. Hoa Thiên Tông trốn về lãnh địa, hắn ở Diệp Thần dưới quyền, tổn thương được không nhẹ, giờ phút này sắc mặt một phiến trắng bệch. Thiếu chủ, người thế nào? Trong lãnh địa rất nhiều cường giả, thấy Hoa Thiên Tông bộ dáng kia, đều là khiếp sợ. Hoa Thiên Tông khẽ cắn răng, không nói gì, lảo đảo chạy đến lãnh địa chỗ sâu, một tòa hắc ám thần điện trước mặt. Thần điện cửa đóng chặt, bên trong tựa hồ cất giấu cái gì đáng sợ hơi thở. Hai cái hắc ám đại tế ti. Canh giữ ở cửa thần điện, thấy Hoa Thiên Tông như vậy hình dáng, cũng là kinh ngạc. Hoa Thiên Tông quỳ xuống thần trước cửa điện, hét lớn, sư phụ, luân hồi chi chủ hạ xuống, hắn còn cướp đi ta Hồng Trần Đạo Thư. Vậy tiểu tử, kiêu căng quá kiêu ngạo. Sư phụ, mời ngươi ra tay, trấn áp luân hồi. Canh giữ ở cửa hai cái hắc ám đại tế ti, cả kinh thất sắc, lật đật đi tới trước. Thiếu chủ, không nên quấy nhiễu tộc trưởng tiềm tu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tộc trưởng chưa từng không lúc nào không bên trong trở về, võ đạo bị thật to hạn chế, hắn cần bế quan điều dưỡng, khôi phục thực lực, nếu không khó mà cùng Tử Hoàng Tiên Cung chống lại. Hai cái hắc ám đại tế ti khuyên can, rất sợ Hoa Thiên Tông quấy rầy tộc trưởng tu luyện. Minh Vô Tộc tộc trưởng, dĩ nhiên chính là Vô Tướng Tôn Vương. Hoa Thiên Tông vành mắt hết sức nứt ra, như cũ quỳ xuống đất, lớn tiếng kêu lên, sư phụ. Ngươi thần uy vô địch, coi như võ đạo bị hạn chế, chỉ cần ngươi chịu ra tay, luân hồi chi chủ vậy tiểu tử, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người khác ở Minh Vô Khu, đây là chúng ta duy nhất cơ hội. Nếu là hắn đi ra ngoài, trời cao biển rộng, liền lại cũng bắt không được hắn. Ở Minh Vô Khu bên trong, Minh Vô Tộc chiếm hết phong thủy khí vận ưu thế, nếu như Vô Tướng Tôn Vương chịu ra tay, muốn chu diệt luân hồi, cũng không là chuyện không thể nào. Nhưng nếu như đi ra bên ngoài, vậy thì khó nói. Dẫu sao luân hồi khí vận, thật là quá kinh khủng điểm, giết thế nào cũng giết không chết. Nhưng mà, tùy ý Hoa Thiên Tông khàn cả giọng, hắc ám thần điện bên trong, vẫn không có truyền ra nửa điểm hồi âm. Sư phụ! Hoa Thiên Tông không cam lòng kêu to.
Đáng tiếc, bên trong thần điện, như cũ yên lặng. Hôm sau, một đạo lãnh đạm thanh niên bóng người, từ vạn tộc tổ địa bên trong đi ra. Đạo thân ảnh này, dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Đi qua một đêm nghỉ ngơi, Diệp Thần trạng thái hoàn toàn khôi phục lại đỉnh cấp, giơ tay nhấc chân tới giữa, đều có một cổ oai rồng khí tản mát ra, như quân lâm thiên hạ vương giả. Đây là Long Đằng mệnh tinh sau khi thức tỉnh, Diệp Thần hơi thở lột xác. Một đường ngự gió phi hành, Diệp Thần rất nhanh đi tới Hỏa Tâm Đảo. Chỉ gặp Hỏa Tâm Đảo trên, Lục Hòa Thiền đang nóng nảy chờ, thấy Diệp Thần tới, nhất thời hưng phấn vạn phần, phe phẩy tay kêu lên. Diệp Thần đại ca, ta ở chỗ này. Diệp Thần nói, Lục cô nương, xin lỗi, đợi lâu, ta lập tức đón ngươi đi ra. Diệp Thần gặp Hỏa Tâm Đảo bốn phía, những cái kia chí dương ngọn lửa bên trong, hắc ám chết trận hơi thở, đã thật to suy yếu. Hiển nhiên, cái này hắc ám chết trận, cùng Hoa Thiên Tông hơi thở tương liên. Hoa Thiên Tông bị trọng thương, hắc ám chết trận vậy kế cận tán loạn. Diệp Thần phỏng đoán qua 2-3 ngày nữa, cái này hắc ám chết trận, liền sẽ không đánh tự thua. Bất quá, xem Lục Hòa Thiền vậy bộ dáng lo lắng, nàng là chốc lát cũng không muốn đợi thêm nữa, chỉ muốn lập tức thoát khốn đi ra. Diệp Thần cũng không nói nhảm, lập tức thả ra luân hồi linh khí. Một tiếng nổ, từng luồng luân hồi linh khí, từ Diệp Thần trong cơ thể tràn ngập ra, ở mảnh thiên địa này tới giữa, hóa thành một phiến mênh mông luân hồi tinh không. Luân hồi trên tinh không, luân hồi thất tinh rõ ràng có thể gặp, trong đó một viên Long Đằng tinh, đã toát ra lóng lánh tinh mang. Luân hồi cho đòi dẫn, lên. Diệp Thần vung tay lên, cái này phiến luân hồi tinh không. Lập tức truyền ra vô cùng sức hấp dẫn mãnh liệt, phiến phiến ánh sao rơi vào Lục Hòa Thiền thân thể mềm mại trên. Lục Hòa Thiền ai yêu một tiếng thét kinh hãi, thân thể liền từ Hỏa Tâm Đảo bên trong, bị kéo ra ngoài, đi vậy phiến luân hồi tinh không bay lên đi. Đây là luân hồi cảm cho đòi lực, nếu như lực lượng đủ cường đại mà nói, có thể cho đòi dẫn hết thảy sinh linh, độ hóa vạn vật. Diệp Thần lấy loại phương thức này, cứu ra Lục Hòa Thiền, cũng không có nổ vậy hắc ám chết trận. Giữ được Lục Hòa Thiền an toàn. Tay hắn lại một chiêu, thu hồi luân hồi linh khí, Lục Hòa Thiền liền từ không trung rớt xuống, bị hắn tiếp lấy. Ai yêu, Diệp Thần đại ca, người cầm tổ tinh cũng luyện hóa. Thật là, không tưởng tượng nổi. Lục Hòa Thiền ngơ ngác nhìn Diệp Thần, nàng có thể cảm nhận được, vạn tộc tổ trong đất tổ tinh, đã dung nhập vào Diệp Thần trong huyết mạch. Tổ tinh năng lượng, 10 phần khủng bố, nhưng Diệp Thần huyết mạch. Nhưng hoàn toàn chứa được tới, không có một chút muốn bạo thể bỏ mạng hình dáng, nàng chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Diệp Thần cười khổ một tí, tổ tinh năng lượng tuy dư thừa, nhưng còn chưa đủ để hoàn toàn kích hoạt mạng hắn tinh. Hiện tại hắn Long Đằng mệnh tinh, chỉ là bước đầu thức tỉnh thôi, cũng chưa hoàn toàn thắp sáng. Chỉ có thể nói kích hoạt mệnh tinh cần năng lượng, chân thực quá kinh khủng, thế giới hiện thật rất khó thỏa mãn. Lục cô nương, đừng nói nhiều như vậy. Chúng ta vẫn là cùng nhau nghĩ biện pháp, phá giải cái này tổ huyền đồ bí ẩn. Diệp Thần nhất nhớ nhung, chính là tổ huyền đồ bên trong bí mật. Lục Hòa Thiền trịnh trọng gật đầu, cái này tổ huyền đồ là ra ra nàng coi là vận mệnh đồ, nàng vậy rất muốn phá giải sau lưng bí mật. Diệp Thần sử dụng tổ huyền đồ, một bức sơn thủy mực cuốn, ngay tại hai người trước mắt mở ra. Diệp Thần đại ca, cái này tổ huyền đồ. Người có thể nghiên cứu ra cái gì mặt mũi? Lục Hòa Thiền nhìn núi này thủy mặc cuốn, hỏi. Và cái khác vạn tộc võ giả không cùng, Lục Hòa Thiền dẫu sao thân cái tổ thần vương huyết mạch, chính là thần duệ, đầu óc đặc biệt thanh tỉnh, không hề sẽ mù quáng sùng bái Diệp Thần, giọng nói vậy tương đối chính thường. Diệp Thần ngày hôm qua thấy qua rất nhiều cuồng nhiệt tín đồ, chỉ cảm thấy nhức đầu, hiện tại rốt cuộc gặp được một người bình thường, dĩ nhiên là làm sao xem làm sao thuận mắt. Nói, không có, cái này tổ huyền đồ rất là phức tạp, Lục cô nương, ta muốn cùng ngươi cùng nhau đi sâu vào nghiên cứu một chút. Lục Hòa Thiền trầm ngâm một tí, nhìn kỹ tổ huyền đồ, lặp đi lặp lại nhìn tới nhìn lui, cũng không nhìn ra đầu mối gì. Ra ra ta tìm hiểu vô số năm tháng, cũng không nhìn ra chân tướng, chúng ta muốn nghiên cứu rõ ràng nói, chỉ sợ không phải chuyện dễ. Nàng thử nghiệm đem tinh thần cùng linh khí, thấm vào nhập tổ huyền đồ bên trong. Nhưng vậy không hiệu quả gì. Lại cắn bể đầu ngón tay, đem máu tươi nhỏ lên đi, vẫn không có tác dụng. Cái này tổ huyền đồ sau lưng, tuyệt đối là có bí mật kinh thiên.
Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, cầm lấy tổ huyền đồ nghiên cứu kỹ đứng lên. Chỉ là, cái này tổ huyền đồ hắn xem qua rất nhiều lần, căn bản không nhìn ra có cái gì đặc biệt. Lục Hòa Thiền và Diệp Thần cũng không muốn tùy tiện buông tha, dùng tất cả loại thủ đoạn, nước ngâm, lửa đốt, đao kiếm chém trẻ Vân. Vân, đáng tiếc làm việc hơn nửa ngày, vẫn là không có bất kỳ thu hoạch. Diệp Thần đại ca, chúng ta về trước tổ địa, cái này tổ huyền đồ bí mật, sau này lại nghiên cứu kỹ đi. Lục Hòa Thiền không biết làm sao nói. Diệp Thần sắc mặt thật không tốt xem, hắn còn lấy là tìm được Lục Hòa Thiền sau đó, có cơ hội giải khai tổ huyền đồ bí mật, không nghĩ tới vẫn là không thu hoạch được gì. Huyền Hàn Ngọc gặp Diệp Thần không có thu hoạch, cũng là có chút nóng nảy, nhưng nàng biết, tim gấp cũng vô ích. Bình tĩnh suy tư sau một hồi, Huyền Hàn Ngọc kêu lên, Diệp Thần, không bằng thử một chút dùng nguyện vọng thiên tinh, rất nhiều hạ nguyện vọng, có lẽ có thể phá giải cái này tổ huyền đồ bí mật. Diệp Thần nguyện vọng thiên tinh đã sáp nhập vào một khối luật giả chi ngọc, có nhân quả luật quy luật lực lượng. Nếu như vận dụng nguyện vọng thiên tinh mà nói, có lẽ có thể phá giải tổ huyền đồ bí ẩn. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nhưng không nghĩ qua một điểm này. Chẳng lẽ hướng nguyện vọng thiên tinh cầu nguyện, là có thể giải khai bí mật sao? Cái này quả thực có chút ngoại hạng, ý nghĩ hảo huyền. Nhưng, nhân quả luật quy luật, vốn chính là như thế ngoại hạng, siêu thoát thực tế. Có lẽ thật có hiệu quả vậy không nhất định. Lập tức, Diệp Thần sử dụng nguyện vọng thiên tinh. Sáng chói lóng lánh tinh thần, trôi lơ lửng ở giữa không trung, bỏ ra lấp lánh ánh sao. Ta cầu nguyện, tổ huyền đồ bí mật phá giải, hết thảy nhân quả rõ ràng. Diệp Thần đem tổ huyền đồ than đặt ở, thấp giọng yên lặng rất nhiều xuống nguyện vọng. Diệp Thần đại ca, ngươi làm gì? Lục Hòa Thiền có chút kinh ngạc. Liền gặp Diệp Thần nguyện vọng rất nhiều hạ sau đó. Đầy trời ánh sao hội tụ, rơi vào tổ huyền đồ phía trên. Rào. Tổ huyền đồ lên tranh sơn thủy, đột nhiên từ bên trong nứt ra, hiện ra một miếng sâu thẳm thần bí cửa không gian. Diệp Thần thấy cái này phiến cửa không gian, con người nhất thời co rúc lại. Lục Hòa Thiền thấy một màn này, cũng là sợ ngây người. Chẳng lẽ tổ huyền đồ bí mật, thật muốn nổi lên mặt nước? Cái này nhân quả luật pháp thì, quả nhiên là khủng bố. Ta hứa nguyện vọng, lại thật thực hiện. Diệp Thần chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi, hướng Lục Hòa Thiền nói, Lục cô nương, chúng ta đi vào xem. Lập tức, hắn liền dẫn Lục Hòa Thiền, thân thể chớp mắt, chui vào vậy cửa không gian bên trong. Xuyên qua cửa không gian sau đó, hai người nhưng đi tới một phiến sương mù dày đặc thế giới. Chung quanh, toàn bộ là trắng xóa sương mù, như vậy một mảnh hỗn độn, không thấy được bất kỳ đồ. Nơi này là tổ huyền đồ nội bộ thế giới. Vì sao như vậy mê mang? Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, thiên cơ thấy rõ dưới, có thể khẳng định, nơi này chính là tổ huyền đồ nội bộ thế giới. Nơi này thật giống như có một cổ thần minh cấm chế, bao phủ ở hết thảy. Lục Hòa Thiền ngắm nhìn bốn phía sương mù dày đặc, thật giống như nhìn ra cái gì, nói. Bất quá, năm tháng bể dâu mài mòn, vậy cấm chế đã không có uy lực gì. Dùng thần của ta duệ máu, cũng có thể giải khai. Vừa nói, Lục Hòa Thiền cắn bể đầu ngón tay, đem mình một giọt máu, nhỏ xuống đất. Rào. Máu tươi nhỏ xuống, nàng và Diệp Thần chung quanh sương mù dày đặc, chính là nhanh chóng tản đi, lộ ra một cái đổ nát hoang vu thế giới. Cái thế giới này, mình mông vô biên, tựa hồ là một phiến chiến trường phế tích, năm tháng kinh niên, lại còn thiêu đốt khói lửa dấu vết. Trên phế tích, có một cái to lớn được ngoại hạng thi hài, vậy hình như là thần linh thi hài. Ở nơi này chút thần minh thi hài trước mặt, Diệp Thần và Lục Hòa Thiền thân thể, liền nhỏ bé được xem hai con kiến. Mỗi một cái thần minh thi hài, phía trên đều tràn đầy chiến tranh giết hại tan hoang dấu vết, đưa đến đã từng vĩ đại thần linh lực lượng, đều đã toàn bộ mài mòn tiêu tán. Diệp Thần và Lục Hòa Thiền, lại đi xem những thần minh kia thi hài thời điểm, trong lòng tuy là rung động, nhưng cũng không có dính không rõ hơi thở. Cái này tổ huyền đồ bên trong, lại có thể mai táng chư thần. Diệp Thần suy nghĩ xuất thần. Diệp Thần đại ca, chúng ta đi vào xem. Lục Hòa Thiền đè nén mình khủng hoảng, nói. Ừ. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, liền cùng Lục Hòa Thiền đi sóng vai, bước vào chiến trường phế tích bên trong. Làm hai người bước vào, phế tích cổ xưa thiên cơ, tựa hồ bị xúc động. Viễn cổ hình ảnh,
bắt đầu nhớ lại, xuất hiện ở hai người trước mắt. Đó là so xa xôi còn muốn rất xa thời đại, xa xôi đến chín thần còn không ra đời. Khi đó, giữa trời đất không có như vậy nhiều loè loẹt thần minh. Thần minh chỉ có một loại. Đó chính là, cổ thần. Cổ thần mạnh mẽ, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi bước. Cổ thần tranh bá niên đại, thậm chí không không lúc nào không cũng còn không ra đời, thế gian là một mảnh hỗn độn, không tồn tại vững chắc thời không. Chư thiên cổ thần trong nhất niệm, liền có thể mở ra vô số thời không, vô số chiến trường. Bọn họ ở vô số thời không cùng bên trong chiến trường chém giết, tranh bá, lấy máu và lửa chứng đạo, đeo đuổi chí cao vô thượng chân lý. Cái này tổ huyền đồ nội bộ thế giới, thật ra thì chính là đã từng vô số chư thần bên trong chiến trường một cái. Xưa nhất thần minh, thể hình đều là vô cùng khổng lồ, bình thường có vạn trượng cao, to lớn vô cùng. Vô số cổ thần tranh bá, nhưng người nào cũng không cách nào thành là chân chính nắm giữ. Rất nhiều cổ thần, đều ở đây ảo tưởng tương lai. Bọn họ ảo tưởng, tương lai mình, sẽ trở thành là chí tôn nắm giữ, thống trị tất cả thần minh. Những thứ này đối tương lai ảo tưởng, cuối cùng sản sinh ra không không lúc nào không. Không không lúc nào không, chính là vô số tương lai khái niệm hội tụ. Hậu nhân truyền thuyết, cổ thần là từ không không lúc nào không bên trong, sớm nhất sản sinh ra một nhóm thần minh. Thật ra thì không phải vậy. Chân tướng phải, trước có thần, sau có bữa. Không không thời không ra đời, vô số tương lai khái niệm va chạm, thúc đẩy mới thần minh quật khởi. Truyền thuyết chín thần chí tôn, chính là ở thời kỳ này đản sanh ra. Thần mới chung kết cựu thần, cũ thời đại đi qua, vô số thần mới chém giết lẫn nhau, cuối cùng có chín vị cường đại thần minh bộc lộ tài năng, đó chính là chín thần. Sa sút cổ thần cửa, không cam lòng lúc này suy sụp, bọn họ phẫn hận ý niệm, cuối cùng ở tương lai thời không bên trong, chế sinh ra đà đế cổ thần. Đà đế cổ thần lại chung kết chín thần, trở thành mới nắm giữ. Thậm chí tự xưng là chí cao ý chí, một mực kéo dài đến hiện tại. Mảnh chiến trường này phế tích bên trong, vô số thiên cơ hình ảnh, ở Diệp Thần trước mắt lướt qua. Vô số cổ xưa bí ẩn, đập vào trong mắt. Hắn nội tâm, chỉ có rung động. Từ lúc ban đầu cổ thần tranh bá thời đại, sau đó đến cửu thần thời đại, thẳng đến hiện tại, năm tháng chân thực quá khá dài, rất lâu đến vượt qua người tưởng tượng, dùng trăm triệu tỷ vạn thế kỷ nguyên, đều không thể hình dạng. Diệp Thần lấy là cửu thần thời đại, chính là xưa nhất. Hiện tại hắn mới biết, nhất thời đại cổ xưa, không phải chín thần, mà là cổ thần tranh bá thời đại. Đó là xưa nhất, nhất nguyên sơ thời đại, không có so cái thời đại này, càng cổ xưa tồn tại. Chư thiên cổ thần đối tương lai ảo tưởng, chế sinh ra không không lúc nào không. Không không lúc nào không vô số khái niệm va chạm, sản sinh ra chín thần, chung kết cổ thần. Cái này tổ huyền đồ. Hình như là cửu thần thời đại, một vị đại năng vật lưu lại. Lục Hòa Thiền ngơ ngác nhìn bốn phía, thiên cơ cảm ứng dưới, nàng vậy bắt được không thiếu bí ẩn. Cái này bức tổ huyền đồ, hẳn là cửu thần thời đại một vị đại năng lưu lại. Vị kia đại năng, vô cùng cường đại, tự tay chu diệt vô số cửu thần. Mảnh chiến trường này bên trong, một cái núi cao vậy to lớn thi hài, đều là vị kia đại năng chém giết cửu thần. Diệp Thần im lặng. Tâm tình vẫn là rung động, yên lặng nhìn bốn phía. Những cổ xưa kia thời đại, vô tận năm tháng, to lớn chư thần, vô số to lớn hào hùng khái niệm, đủ để cho mỗi một cái hiện thế võ giả, cũng làm rung động bộ dạng sợ hãi. Nếu như là đạo tâm nhỏ yếu võ giả, sợ rằng sẽ bị chư thần uy áp nghiền nát. Mà Diệp Thần, đạo tâm tự nhiên không có bị nghiền nát. Ngược lại, hắn bị kích thích ra liền nóng rực ý chí chiến đấu. Hắn vậy khát vọng, trở thành chư thần như nhau cường đại tồn tại. Không, chính xác mà nói, hắn muốn nhất, là trở thành vạn thần thần, chúng thần chủ. Một đường đi tới trước. Diệp Thần và Lục Hòa Thiền, cuối cùng đi tới một tòa thật to năm màu trước tế đàn. Tế đàn vậy như núi cao vậy cao, nguy nga khoáng đạt, rung động tâm linh của người ta. Làm hai người đi tới trước tế đàn, bên tai tựa như nghe được cổ xưa hồi âm. Đã từng tổ huyền đồ chủ nhân, vị kia chém chết vô số cựu thần đại năng, phát ra mãi mãi thanh âm, hướng hai người nói ra thần bí nhân quả. Đời này tinh không, có một phiến di thất chi cảnh. Đi đi, đi tìm đi. Ta bảo tàng, ở chỗ đó. Bản vẽ này, là duy nhất chìa khóa.
Tìm được ta bảo tàng, ngươi có thể được ngươi hết thảy mong muốn. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, thừa kế ta bảo tàng, liền ngang hàng thừa kế ta sứ mạng. Chu diệt Đà Đế cổ thần, là ta báo thù đi. Vậy mãi mãi thanh âm, rất nhanh theo gió tản đi. Rắc rắc sát, toàn bộ chiến trường phế tích, vô số to lớn thần minh thi hài, vậy đang nhanh chóng vỡ nát. Thế giới ở sụp đổ, trời trăng sao xa vào, chỗ này sắp tiêu diệt. Đi mau. Diệp Thần lập tức mang Lục Hòa Thiền, rời đi chỗ này. Rào. Hai người thân hình chớp mắt, lại lần nữa trở lại ngoại giới. Ung ung. Ngoại giới thiên địa, cũng ở đây chấn động. Tổ huyền đồ phía trên, bộc phát ra vô cùng là sáng chói thần mang, xông thẳng lên thiên. Cái này cổ thần mang bên trong, có chư thần tranh bá hình ảnh chìm nổi trước, còn hiện ra lộng lẫy bảo tàng hình ảnh, khí tượng khoáng đạt muôn vàn. Cái này tổ huyền đồ chủ nhân, sức mạnh to lớn mạnh mẽ, đã từng chém chết vô số cựu thần, cuối cùng bị Đà Đế cổ thần giết chết. Hắn ở trước khi chết, đem mình trọn đời chân bảo, cũng sưu tầm ở một cái địa phương thần bí. Chỗ đó, là một phiến di thất chi cảnh, ngay tại đời này trong tinh không, ngay tại bên trong thế giới hiện thật mặt. Đạt được cái đó di thất bảo tàng, đủ để xưng bá thực tế, thậm chí có thể chứng đạo không không. Nếu có thể tìm được cái đó bảo tàng nói, Huyền Hàn Ngọc muốn khôi phục thân xác, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Diệp Thần đạt được bảo tàng, càng có thể trực tiếp đối kháng vạn khư, tiêu diệt hắc ám. Ngất trời khí tượng, làm người ta khiếp sợ. Minh vô khu bên trong, Minh vô tộc và vạn tộc các cường giả, cũng cảm nhận được liền vậy cổ xưa huy hoàng bàng bạc khí tượng. Lưu lạc thần minh bảo tàng, liền núp ở thế giới hiện thật bên trong, có xưng bá thiên hạ. Diệp Thần vội vàng đem tổ huyền đồ thu hồi, vậy động trời khí tượng, mới chậm rãi tiêu tán đi. Thu hồi tổ huyền đồ sau đó, Diệp Thần nhưng là cảm thấy, trong cơ thể thiên quân phong thần bia một hồi chấn động. Trên thiên quân phong thần bia hắc ám xích sắt cấm chế, lại là tan rã một phần nhỏ. Mặc dù rất nhỏ, nhưng tổng so chưa có tới tốt. Trong sâu thẳm, Diệp Thần tựa hồ lấy được cổ xưa thần linh chúc phúc. Vậy tổ huyền đồ sau lưng nhân vật lớn, lưu lại di trạch, lại là để cho Diệp Thần thiên quân phong thần bia, hắc ám cấm chế vậy giãn ra rất nhiều. Bộ phận hắc ám xích sắt làm tan rã sau đó, Diệp Thần thấy được trên thiên quân phong thần bia mặt, khắc ấn từng đạo cổ xưa ký tự. Hắn thấy được quang thần thiên tôn đã từng khắc xuống đạo thống, trong truyền thuyết xếp hạng thứ nhất quang minh thuật pháp, thần thánh chi thư bí quyết, liền khắc ở phía trên. Thần thánh chi thư, ta rốt cuộc thấy được thần thánh chi thư. Diệp Thần con mắt chớp động, trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ. Vậy thần thánh chi thư, đây chính là xếp hạng thứ nhất thần quang minh thông, nếu là học biết, hắn sẽ đối kháng tử thần giáo đoàn, vậy thì ung dung nhiều. Diệp Thần ánh mắt ngưng mắt nhìn thần thánh chi thư bí quyết, lập tức ngưng thần bắt đầu tìm hiểu tới. Quang thần thiên tôn đạo thống, trừ cái này thần thánh chi thư bên ngoài, Diệp Thần đã toàn bộ nắm giữ, quang minh nội tình đặc biệt thâm hậu. Lấy hắn căn cơ, lại đi hiểu thần thánh chi thư, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay, phỏng đoán trong chốc lát là được lĩnh ngộ thấu triệt. Lúc này, Minh vô tộc lãnh địa. Hoa Thiên Tông còn quỳ xuống hắc ám thần trước cửa điện, mới vừa di thất bảo tàng ngất trời khí tượng, để cho được hắn một hồi khiếp sợ. Đó là cái gì khí tượng? Là xa xôi cổ xưa thần minh, lưu lại bảo tàng, sắp xuất thế. Hoa Thiên Tông suy nghĩ xuất thần. Minh vô khu thiên cơ khép kín, hắc ám đậm đà. Thế nhưng khí tượng lại có thể phá ra hắc ám, truyền tới, có thể tưởng tượng được có kinh khủng dường nào. Bên cạnh hai cái hắc ám đại tế ti, cũng là một mặt kinh ngạc hình dáng. Ung ung, bỗng nhiên, hắc ám thần điện bên trong, tiếng sấm nổ ầm, gió bão cổn đáng. Thần điện mái vòm phá vỡ, một đạo thân ảnh to lớn, phóng lên cao. Đó là một cái quân vương vậy nam tử, người mặc nước đen đế bào, nhưng hắn gương mặt, nhưng là không có ngũ quan. Trống rỗng một phiến, như một tờ giấy trắng, lộ vẻ được đặc biệt quỷ dị. Chính là trong truyền thuyết vô diện nhân, Minh vô tộc nắm giữ, vô tướng Tôn Vương. Sư phụ, Hoa Thiên Tông thấy vô tướng Tôn Vương phá cửa ra, không khỏi được ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần. Vậy hai cái hắc ám đại tế ti, thì lật đật quỳ xuống, cùng kêu lên. Cung nghênh tộc trưởng xuất quan. Tuy nói vô tướng Tôn Vương không có ngũ quan, nhưng bọn họ cũng có thể cảm thấy. Vô tướng Tôn Vương vậy hơi thở ngưng trọng. Lưu lạc bảo tàng,
là vị nào đại năng lưu lại bí bảo, lại có lớn như vậy khí tượng. Vô tướng Tôn Vương cổ họng phát ra líu díu thanh âm, bấm ngón tay liền liền suy tính. Hắn phá cửa ra, hiển nhiên không phải là vì giúp Hoa Thiên Tông trả thù, mà là bị bảo tàng khí tượng kinh động. Đột nhiên, vô tướng Tôn Vương hừ một tiếng, không có ngũ quan gương mặt, da mặt nhưng là nhảy lên một tí, hiện ra nổi nóng cùng vẻ tham lam. Nguyên tới mở chìa khóa bảo tàng, ngay tại Diệp Thần vậy tiểu tử trong tay. Ha ha, thật là ngày nay muốn ta trấn áp luân hồi chi chủ. Quỳ dưới đất Hoa Thiên Tông, nghe được vô tướng Tôn Vương mà nói, nhất thời đại hỉ, đứng dậy, nói, sư phụ, người rốt cuộc chịu ra tay trấn áp luân hồi liền sao? Vô tướng Tôn Vương vung tay áo bào, nói thôi, ta đi lĩnh hội hắn là được. Ta võ đạo bị hạn chế, sợ nhất người chính là Nhâm Phi Phàm. Nhưng ở cái này Minh Vô Khu, muốn đến tên kia cũng không thể hạ xuống. Tốc chiến tốc thắng, chu diệt luân hồi, ta vì ngươi trả thù, nhân tiện cướp lấy chìa khóa bảo tàng. Vô tướng Tôn Vương bàn tay một chiêu, khí lưu dâng trào, liền đem Hoa Thiên Tông kéo đến bên cạnh mình. Hoa Thiên Tông chỉ cảm thấy cả người ấm áp, vốn là hắn bị thương rất nặng, nhưng ở vô tướng Tôn Vương hơi thở bồi bổ hạ, lập tức thì hoàn toàn khỏi rồi. Sư phụ, người không hổ là vượt qua đời này tinh không cường giả, quả nhiên vô địch. Hoa Thiên Tông ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần kêu lên. Ha ha, sư phụ ta đã siêu thoát cái hiện thực này, hiện tại nhưng lại trở về, chịu cắn trả cùng hạn chế, quả thực không nhỏ. Nhưng, muốn chu diệt luân hồi, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ cần vậy Nhâm Phi Phàm không ra tay. Vô tướng Tôn Vương cười nhạt một tí, lập tức cũng không nói nhảm, trực tiếp phong tỏa Diệp Thần vị trí, mang Hoa Thiên Tông bay đi. Vậy hai cái hắc ám đại tế ti, vậy lật đật điểm một chi minh vô tộc tinh nhuệ cường giả, nhanh chóng đuổi theo. Tuy nói lấy vô tướng Tôn Vương thực lực, có thể ung dung trấn áp luân hồi, nhưng Diệp Thần danh tiếng, thật sự là quá lớn, bọn họ vậy lo lắng, mang nhiều một chút người đi qua, để ngừa vạn nhất. Hỏa Tâm Đảo bên bờ. Diệp Thần mở mắt ra, vậy thần thánh chi thư bí quyết, vào giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Diệp Thần đại ca, thật giống như, có chút không ổn. Một bên Lục Hòa Thiền, kéo kéo Diệp Thần ống tay áo, có chút lo âu nói. Chỉ nghe được thiên địa chấn động, sấm sét tập tục nổ, một đạo kinh khủng thần mang, từ phương xa chân trời nổ bắn ra tới, ngay tức thì hạ xuống đến trước mặt hai người. Đó là một cái không mặt người đàn ông, hơi thở cao như trời, lớn như nhật nguyệt, huy hoàng vô địch, cả người tràn ngập không thuộc về cái thế giới này khí tức cường đại. Là vô tướng Tôn Vương. Lục Hòa Thiền thấy cái này không mặt người đàn ông, lập tức cao giọng hô kêu, mặt đầy chấn động phố. Đây chính là, vô diện nhân, vô tướng Tôn Vương. Diệp Thần thấy vô tướng Tôn Vương hạ xuống, hô hấp cũng là một hồi nghẹt thở, chỉ cảm thấy uy áp ngập trời bao phủ toàn thân. Từ ngoài mặt xem, vô tướng Tôn Vương tu vi, là chính xác tiên đế, và thị sát tôn giả một cái cấp bậc. Nhưng vô tướng Tôn Vương bộc phát ra khí thế. So thị sát tôn giả cường hãn trăm lần ngàn lần, đơn giản là nhật nguyệt cùng đom đóm khác biệt. Diệp Thần biết, vô tướng Tôn Vương thực lực chân chính, cũng không phải là chính xác tiên đế đơn giản như vậy. Giống như thực lực chân chính của hắn, cũng không phải là bách gia cảnh. Vô tướng Tôn Vương đến từ không không lúc nào không, hắn hạ xuống đến thế giới hiện thật, bị phép tắc hạn chế, nhìn như mới xem chính xác tiên đế mà thôi. Một khi hắn toàn lực bùng nổ nói. Sợ rằng 100 cái chính xác tiên đế, đều phải bị hắn giết chết. Hi hi, thằng nhóc, sư phụ ta tới, ngươi chết chắc. Vô tướng Tôn Vương bên người, một người đàn ông nhanh mở miệng cười, chính là Hoa Thiên Tông. Cho đến Hoa Thiên Tông mở miệng, Diệp Thần mới cảm thấy được hắn tồn tại. Mới vừa hắn sự chú ý, hoàn toàn tập trung ở vô tướng Tôn Vương trên mình. Vô tướng Tôn Vương khí thế, chân thực quá kinh khủng. Hoa Thiên Tông mặc dù tu vi cũng không yếu, nhưng cùng sư phụ hắn so sánh, kém được xa, Diệp Thần cũng không có chú ý đến hắn tồn tại. Suy suy suy. Lúc này, Minh Vô Tộc hai cái hắc ám đại tế ti, vậy mang một nhóm tinh nhuệ cường giả, ùn ùn kéo đến gào thét tới, vây quanh đem Diệp Thần và Lục Hòa Thiền hai người vây lại. Hỏa Tâm Đảo bốn phía chí dương ngọn lửa, đang chậm rãi dọn ra đốt, ánh lửa tỏa ra mỗi một người gương mặt, để cho không khí chung quanh. Cũng là đổi được vô cùng kiềm chế. Luân hồi chi chủ, giao ra vậy di thất bảo tàng chìa khóa, ta có thể để cho ngươi đi.
Vô tướng Tôn Vương nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm sau lưng cất giấu một chút ý định giết người. Sư phụ! Hoa Thiên Tông nghe được Vô tướng Tôn Vương lời này, nhất thời lấy làm kinh hãi. Vô tướng Tôn Vương lại có mình dự định, luân hồi danh tiếng quá lớn, hắn võ đạo bị hạn chế, còn không hoàn toàn phá giải, nếu như động thủ bây giờ, hắn tuy có phần thắng, nhưng không chắc chắn trở lui toàn thân. Một khi để cho Diệp Thần ở trước khi chết, triệu hoán nhâm phi phàm hạ xuống, hắn đem sẽ có lớn vô cùng phiền toái. Diệp Thần trong lòng rét một cái, đã biết Vô tướng Tôn Vương lần này hạ xuống, thật ra thì không phải là vì Hoa Thiên Tông trả thù, mà là hướng về phía bảo tàng tới. Di thất bảo tàng khí tượng, kinh động Vô tướng Tôn Vương, hắn muốn từ Diệp Thần trong tay, bắt được mở ra chìa khóa bảo tàng. Vậy tổ huyền đồ, chính là duy nhất chìa khóa. Muốn bảo tàng chìa khóa sao? Có thể, cầm ngươi đầu người để đổi đi. Diệp Thần ánh mắt rét lạnh, tổ huyền đồ chân quý như vậy, hắn tự nhiên sẽ không giao đi ra ngoài. Hơn nữa, coi như giao ra tổ huyền đồ, Vô tướng Tôn Vương cũng không khả năng thả qua hắn. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có liều chết đánh cuộc một lần. Ha ha, rất tốt, đủ cuồng. Thiên Tông, ngươi lại đi lãnh giáo một chút luân hồi chi chủ cao chiêu. Vô tướng Tôn Vương cười một tí, đưa ngón tay ở Hoa Thiên Tông trên mình một chút, một luồng ánh sáng đen bắn tới. Vù vù, cái này đạo hắc quang, liền giống như là vĩ đại hắc ám chúc phúc, bơm vào đến Hoa Thiên Tông trên mình. Hoa Thiên Tông thân thể, gân cốt nhất thời rắc rắc sát nổ vang, bắp thịt nổi lên, linh khí bão táp, cả người ngay tức thì lột xác được vô cùng hung mãnh. Đa tạ sư phụ ban phúc. Hoa Thiên Tông cảm nhận được tự thân bành trướng lực lượng, nội tâm mừng như điên. Vô tướng Tôn Vương cười không nói, chậm rãi lui về phía sau một khoảng cách. Hắn cũng không vội trước ra tay, mà là muốn để cho Hoa Thiên Tông động thủ, trước thăm dò một chút Diệp Thần lai lịch. Oanh! Hoa Thiên Tông thân thể nổ bắn ra ra, đột nhiên liền vọt tới Diệp Thần trước mặt, một quyền nổ lên sóng biển dâng mãnh liệt hắc ám khí tức, hung hăng hướng Diệp Thần đầu đánh tới. Thằng nhóc, cầm ta Hồng Trần Đạo Thư phun ra. Bá đạo quyền phong, khơi dậy Diệp Thần áo khoác. Diệp Thần khí định thần nhàn, thúc dục nắng ban mai gió, né tránh Hoa Thiên Tông nhất kích, thong thả mang Lục Hòa Thiền lui về phía sau. Lục cô nương, người ở chỗ này đừng động. Diệp Thần đem Lục Hòa Thiền an rộng trên mặt đất, đồng thời nhưng âm thầm truyền âm. Tình thế không ổn, có cơ hội ngươi lập tức trốn. Thật ra thì nếu như chỉ là đối chiến Hoa Thiên Tông, Diệp Thần còn có nắm chắc. Nhưng Hoa Thiên Tông sau lưng, nhưng là Vô tướng Tôn Vương. Ngày hôm nay muốn ở Vô tướng Tôn Vương dưới quyền rời đi, tuyệt không phải chuyện dễ. Lục Hòa Thiền vậy cảm giác sâu sắc tình hình gay gắt, cũng không biết như thế nào cho phải. Thằng nhóc! Người ngày hôm nay còn muốn chạy sao? Hoa Thiên Tông gặp Diệp Thần tránh ra hắn một quyền, ánh mắt nhất thời lướt qua một hồi che lấp. Hiu! Bỗng nhiên! Diệp Thần cả người gió bão nổ, thân thể phóng lên cao, trong tay thần hy thiên kiếm hiện lên, lấy sắp đến tốc độ bất khả tư nghị, một kiếm giết trong chớp mắt đến Hoa Thiên Tông trước mặt. Thần hy kiếm phá! Sáng chói quang minh kiếm khí, từ Diệp Thần trên thân kiếm biểu chém ra. Mang huy hoàng khí thế, chém thẳng Hoa Thiên Tông. Ở lĩnh ngộ thần thánh chi thư sau đó, Diệp Thần quang minh đạo pháp đã hoàn mỹ, đã từng thánh quang tiên đế truyền thụ cho hắn thần hy tam phá, sử dụng cũng là muốn gì được nấy, uy lực hơn xa trước kia. Tốc độ thật nhanh. Hoa Thiên Tông thấy Diệp Thần nháy mắt chém tới, sợ hết hồn, rợn cả tóc gáy. Thật may, hắn đạt được Vô tướng Tôn Vương hắc ám ban phúc, thực lực cũng là lớn lớn tăng lên. Nghiêng người né tránh Diệp Thần một kiếm, sau đó lập tức một quyền giết ngược. Diệp Thần thong thả, thúc giục thiết ngai vàng năng lượng, tay trái nắm quyền, cứng rắn như thiết, hung hăng nghênh kích tới. Trong nháy mắt, Diệp Thần và Hoa Thiên Tông chiến đấu kịch liệt chung một chỗ, khó phân nan giải. Vô tướng Tôn Vương chắp hai tay sau lưng, yên lặng xem cuộc chiến. Hai cái hắc ám đại tế ti, cung kính xuôi tay đứng ở hắn bên người, cũng ở đây xem cuộc chiến. Còn có một đám minh vô tộc các cường giả, thì phân tán ở bốn phía lược trận, cũng không có tùy tiện nhúng tay. Lục Hòa Thiền đứng trên mặt đất trên, vô cùng khẩn trương nhìn, đồng thời tìm kiếm chạy trốn cơ hội. Nhưng, vậy hai cái hắc ám đại tế ti, còn có rất nhiều minh vô tộc cường giả, cũng nhìn chằm chằm nàng căn bản không có thoát thân cơ hội. Diệp Thần và Hoa Thiên Tông đánh nhau, rơi vào giằng co.
Diệp Thần không dùng toàn lực. Thật ra thì, nếu như hắn động dùng toàn lực mà nói, mất đi Hồng Trần Đạo Thư Hoa Thiên Tông, tuyệt không phải là địch thủ của hắn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng, nếu như toàn lực bùng nổ, tiêu hao nghiêm trọng, còn như thế nào chống lại Vô Tướng Tôn Vương? Vô Tướng Tôn Vương nhìn thấu Diệp Thần lưu lực, hơi hừ một tiếng, hướng chừng hai cái hắc ám đại tế ti, phất tay một cái nói các ngươi cũng lên đi. Vậy hai cái hắc ám đại tế ti, cung kính lĩnh mệnh, thân thể một trái một phải bắn ra, gia nhập chiến đấu bên trong. Diệp Thần lấy một địch ba, áp lực nhất thời tăng lên gấp bội. Thiếu chủ, chúng ta tới giúp ngươi. Vậy hai cái đại tế ti, hai tay tề phát, cuồng bạo hắc ám trưởng lực, làm được không gian sụp đổ, trưởng thế như bài sơn đảo hải đánh phía Diệp Thần, uy danh thật là hung hãn. Hoa Thiên Tông đánh lâu không dưới, trên mặt không sáng, nhưng cũng biết đương thời giây phút, trọng yếu nhất, chính là đánh chết Diệp Thần. Cho nên, hắn vậy không nói nhảm cái gì, cũng là một trưởng bạo giết ra, hùng hậu bá đạo hắc ám khí thế, hội tụ nhập vậy hai cái đại tế ti trưởng lực bên trong, hóa thành một cổ băng thiên vậy bão táp, đánh giết hướng Diệp Thần. Muốn lấy nhiều ăn hiếp ít sao? Diệp Thần hô hấp nhất thời ngưng động chất, nhìn vậy hào hùng hắc ám trưởng lực gào thét tới, đan điền linh khí cũng là điên cuồng cổn đáng ra, mình mông quang minh hơi thở không ngừng tách thả ra. Thần thánh chi thư, hạ xuống đi. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, lăn lăn quang minh hơi thở nổ. Giờ khắc này, hắn toàn lực bộc phát. Chỉ gặp vô số quang minh khí tức thần thánh, ở trong hư không hội tụ, hóa thành một cái huy hoàng sáng chói chớp sáng. Chớp sáng bên trong, truyền ra thật lớn ngâm sướng, như chư thần trỗi lên. Vô số đẹp lạ thường phù văn, không ngừng lóng lánh lưu chuyển. Một quyển trắng tinh, thần thánh, vĩ đại sách cổ sách, từ trong chớp sáng nổi lên, trôi lơ lửng ở Diệp Thần trên đỉnh đầu. Quyển thư tịch này, chính là trong truyền thuyết thần thánh chi thư, là thế gian mạnh nhất thần quang minh thông. Môn thần thông này, đã là thông thiên, hàm chứa chí thánh quang rõ chân lý nghĩa sâu xa, không phải đơn thuần thần thông thuật pháp đơn giản như vậy, mà là cùng thiên địa vũ trụ hòa hợp, lột xác thành pháp bảo vệ tồn tại. Trôi lơ lửng ở Diệp Thần trên đỉnh đầu thần thánh chi thư, vừa là thần thông, cũng là pháp bảo. Cái này cuốn thần thánh chi thư một hiện lên, vô biên vô tận quang minh hơi thở, liền gào thét cuộn sạch ra. Hoa Thiên Tông và vậy hai cái đại tế ti, hợp kích mà đến hắc ám trưởng thế, ở thần thánh chi thư quang minh lực lượng hạ, phảng phất như là dưới ánh nắng chứa chan tuyết động, ngay tức thì tan rã làm tan rã, theo gió nghẹn ngào, liền một chút dấu vết đều không từng lưu lại. Đây là, thần thánh chi thư. Làm sao có thể? Vạn thế đệ nhất quang minh thuật pháp, thằng nhóc này làm sao sẽ nắm giữ? Hoa Thiên Tông và hai cái đại tế ti, thấy Diệp Thần trên đỉnh đầu quang minh cuốn sách, hoàn toàn rung động, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Bọn họ một mắt tới giữa, liền đã nhìn ra, đó là cường hãn nhất quang minh bí pháp, trong truyền thuyết thần thánh chi thư. Thần thánh chi thư, đối hắc ám khí tức có động trời khắc chế hiệu quả. Bọn họ minh vô tộc thuật pháp, phần lớn cũng phải bị thần thánh chi thư khắc chế. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần lấy bách ra cảnh khu, lại có thể nắm giữ như thế nghịch thiên thần thông. Ông, thần thánh chi thư như một vòng mặt trời gay gắt, không ngừng toát ra hừng hực ánh sáng. Ở đó cổ thần thánh tia sáng chiếu rọi xuống, Hoa Thiên Tông và vậy hai cái đại tế ti ra, đều ở đây tí tách vang dội, không chịu nổi quang minh uy áp, thật giống như bị nước sôi bên trong, lửa đốt đau mà khó chịu. À, thần thánh chi thư sao? Có chút ý tứ. Vô Tướng Tôn Vương thấy được thần thánh chi thư khí tượng, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, lại có điểm bộ dáng cảm hứng thú, đồng thời lại có một chút kiêng kỵ. Truyền thuyết thần thánh chi thư là Quang Thần Thiên Tôn ngày xưa sáng chế mạnh nhất thần thông. Quang Thần Thiên Tôn, đại biểu Quang Minh, có thể nói là Tử Thần Hải Vương Ma Tôn địch thủ cũ. Đã từng Quang Thần cùng Tử Thần, lẫn nhau tranh đấu hàng tỷ thế kỷ nguyên, cuối cùng Tử Thần giành được chiến tranh, đánh bại Quang Thần. Tử Thần thắng được sau đó, cảm giác được mình có năng lực tự lập môn hộ, liền phản kháng Nham Thần Thiên Tôn, công khai phản bội. Sau cùng kết quả, vậy dĩ nhiên là Tử Thần bị trấn áp, bị vĩnh bao ở Thiên Ma Tinh Hải đáy biển. Tuy nói đã từng Tử Thần đánh bại Quang Thần, nhưng cái này thần thánh chi thư, dẫu sao là mạnh nhất thần quang minh thông, tuyệt không thể khinh thường. Cho nên, Vô Tướng Tôn Vương thấy thần thánh chi thư xuất hiện, vậy là không dám chút nào khinh thị, trong lòng lướt qua một chút ý định giết người.
Diệp Thần chấp trưởng thần thánh chi thư, nếu như bị hắn lớn mạnh, đó đúng là đặc biệt khủng bố, đối hắc ám uy hiếp cực lớn. Người này nếu không phải trừ, tất thành họa lớn. Vô tướng Tôn Vương nghĩ như vậy, lập tức vung tay lên. Bốn phía Minh vô tộc các cường giả, lập tức gào thét ra, ùn ùn kéo đến chào hướng Diệp Thần. Thằng nhóc, ngươi cho dù có thần thánh chi thư, cũng không cản được ta Minh vô tộc uy nghiêm. Hoa Thiên Tông cắn răng, cũng là không sợ chết, đón thần thánh chi thư ánh sáng, liều chết xung phong đi lên. Vậy hai cái hắc ám đại tế ti sắc mặt ngưng trọng, không hề muốn tùy tiện xông lên. Bọn họ so với Hoa Thiên Tông rõ ràng hơn, thần thánh chi thư đáng sợ. Nhưng, vô tướng Tôn Vương liền ở phía sau nhìn, bọn họ cũng chỉ tốt nhắm mắt, thẳng xông lên lên. Thoáng chốc tới giữa, Hoa Thiên Tông, hai cái hắc ám đại tế ti, còn có ùn ùn kéo đến Minh vô tộc các cường giả, như nước thủy triều hướng Diệp Thần lướt đi. Diệp Thần mượn thần thánh chi thư, hóa ra một cái vòng bảo vệ được thân thể. Nhưng hắc ám tàn phá, không ngừng đánh vào, hắn cái này vòng bảo vệ, sợ rằng chống đỡ không được bao lâu. Trên mặt đất Lục Hòa Thiền, thấy một màn này, đã là sắc mặt trắng bệch. Ha ha, thần thánh chi thư sao? Vừa lúc đó, Diệp Thần nghe được luân hồi mộ địa bên trong, truyền ra một đạo hài hước vậy tiếng cười. Ung ung, một khối mộ bia kịch liệt chấn động. Đó là vĩnh dạ ma thần mộ bia. Chỉ gặp ma khí mãnh liệt, một tôn hắc ám lạnh lùng bóng người, từ vậy mộ bia bên trong chậm rãi bay ra, dùng lạnh nhạt ánh mắt, nhìn chăm chú ngoại giới phát sinh hết thảy. Tân đại năng, vĩnh dạ ma thần. Diệp Thần nhìn vậy đạo hắc ám lạnh lùng bóng người, hơi lấy làm kinh hãi. Thằng nhóc, người thần thánh chi thư, tu vi còn chưa đủ, không ngăn được bọn họ. Ta có thể ra tay, vì ngươi hóa giải nguy cơ. Nhưng, ta muốn ngươi hủy bỏ thánh quang tiên đế, cầm hắn mộ bia, từ nơi này hủy diệt. Hắn một cái hèn mọn quang minh tín đồ, không tư cách và ta ở chung một chỗ. Vĩnh dạ ma thần mắt lạnh liếc, liếc mắt một cái thánh quang tiên đế lưu lại mộ bia. Thánh quang tiên đế thần hồn đã tiêu tán, lưu lại mộ bia, ánh sáng cũng là vô cùng ảm đạm. Nhưng, dù vậy, vĩnh dạ ma thần cảm thấy còn chưa đủ. Hắn muốn Diệp Thần ra tay, hoàn toàn hủy diệt thánh quang tiên đế mộ bia. Hủy diệt mộ bia? Không, ta cự tuyệt. Diệp Thần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Vĩnh dạ ma thần hơi có điểm bất ngờ, hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi dám cự tuyệt ta. Không ta ra tay, ngươi ngày hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần đánh giá vĩnh dạ ma thần, liền cảm thấy người sau hơi thở, đích xác là hắc ám mạnh mẽ, hơn nữa và tử thần giáo đoàn hắc ám không cùng, không có chút nào dơ bẩn, hơi thở đặc biệt thuần túy, lại và dạ mẫu hơi thở có chút tương tự, nhưng lại phong cách riêng. Nếu như có vĩnh dạ ma thần ra tay, Diệp Thần áp lực là có thể thật to giảm bớt. Nhưng, muốn hắn ruồng bỏ thánh quang tiên đế, đó là tuyệt không khả năng, có làm trái chủ tâm. Không có ngươi, ta cũng chưa chắc sẽ chết. Diệp Thần thần tình lạnh lùng, sự chú ý lần nữa thả vào ngoại giới. Hắn và vĩnh dạ ma thần trao đổi, là lợi dụng thần niệm, chỉ ở trong nháy mắt. Mà ở nơi này chớp mắt thời khắc, Hoa Thiên Tông đám người hắc ám đánh giết, đã mãnh liệt đến mức tận cùng bước. Diệp Thần thần thánh chi thư vòng bảo vệ, kế cận tan vỡ. Quang thần huyết, cho ta cháy. Thần thánh chi thư, ngàn quang hóa kiếm, chém chết hắc ám, như ta vô địch. Diệp Thần vành mắt hết sức nứt ra, ở trong một cái chớp mắt này, kịch liệt cháy trong cơ thể quang thần huyết. Một tiếng nổ, quang thần huyết điên cuồng cháy, Diệp Thần linh khí cũng là điên cuồng nổ, tất cả khí huyết năng lượng, toàn bộ bơm vào đến thần thánh chi thư phía trên. Xuy xuy xuy, nháy mắt tới giữa, thần thánh chi thư bộc phát ra nhất cực hạn ánh sáng, từng đạo trắng tinh thánh quang, hóa thành thánh quang phi kiếm, mang phá giết chư thiên ác liệt mũi nhọn, hung hăng đi bên ngoài biểu chém ra. Phốc xích, phốc xích, phốc xích, ngàn đạo vạn đạo thánh quang phi kiếm, chém chết ở chung quanh Minh vô tộc cường giả trên mình, giống như ở chém dưa cắt rau. Từng cái Minh vô tộc cường giả, liền hừ đều không hừ một tí, tại chỗ liền bị chém chết, thân thể hóa thành kiếp bụi. Hoa Thiên Tông tình huống khá một chút, chỉ ít ở trước khi chết, hắn vẫn còn kịp phát ra một tiếng hét thảm. Thiếu chủ, Hoa Thiên Tông bên cạnh hai cái hắc ám đại tế ti, kêu lên kêu to lên. Hoa Thiên Tông nhưng mà vô tướng Tôn Vương thân truyền học trò, hắc ám tu vi khá là cường hãn. Nhưng,
Ở Diệp Thần trình độ cao nhất bùng nổ thần thánh chi thư hạ, cho dù là Hoa Thiên Tông, cũng là con kiến hôi yếu ớt, thân thể một tí bị thánh quang phi kiếm chặt đứt. Thánh quang bạo đốt, đem Hoa Thiên Tông thân thể, cũng là thiêu hủy thành kiếp bụi. Vậy hai cái hắc ám đại tế ti, vậy gặp phải từng đạo thánh quang phi kiếm chém, bọn họ tu vi cường hãn, phản ứng cực nhanh, liên tiếp lui về phía sau né tránh, cũng không có bị thương. Đáng chết tiểu tử, còn thiếu chủ nhà ta mệnh tới. Một cái trong đó đại tế ti, giận dữ dị thường, năm ngón tay kích trương, phi thân chụp vào Diệp Thần đầu. Còn dám trở về. Diệp Thần hừ một tiếng, thúc giục thần thánh chi thư. Thần thánh chi thư rơi vào vậy đại tế ti trên đỉnh đầu, sáng chói thánh quang như thác vải vậy chút xuống đi xuống. Vậy đại tế ti một tiếng hét thảm, còn không đến gần Diệp Thần bên người, liền lập tức bị đáng sợ thánh quang, thiêu hủy hòa tan thành một món kiếp bụi. Thần thánh chi thư thánh quang, đối những thứ này hắc ám tồn tại người mà nói, nhất định chính là ngày tận thế thẩm phán, lực sát thương cực lớn. Diệp Thần quang thần huyết cháy dưới, thần thánh chi thư uy lực, cũng là khủng bố đến không thể trả lời. Một cái khác đại tế ti, thấy đồng bạn chết thảm, tức giận đồng thời xuất hiện, mất lý trí, vậy muốn xông tới, cùng Diệp Thần liều mạng. Nhận lợi trời, trở về. Vô tướng Tôn Vương một tiếng quát lạnh. Cái này kêu nhận lợi thiên đại tế ti, thân thể run rẩy một tí, nhất thời khôi phục thanh tỉnh. Diệp Thần thần thánh chi thư, uy lực như vậy đáng sợ, hắn coi như xông lên, sợ rằng cũng chỉ có một con đường chết. Nhận lợi thiên hậu lui, trở lại vô tướng Tôn Vương bên người. Trừ hai người ra, chung quanh Minh vô tộc cường giả, còn có Hoa Thiên Tông, đều ở đây thần thánh chi thư thánh quang hạ, hóa thành kiếp bụi, theo gió tản đi, không có để lại một chút dấu vết. Diệp Thần chấp trưởng thần thánh chi thư, huy hoàng được giống như là quang thần thiên tôn trên đời, bá đạo vô cùng, khí thôn vạn dặm. Rất tốt, luân hồi chi chủ, quả nhiên là danh bất hư truyền. Vô tướng Tôn Vương gật đầu một cái, chết liền nhiều người như vậy, hắn hình dáng vẫn là bình tĩnh, không có một chút thất thố, chỉ là trên người tán phát ra sát khí, nhưng là càng ngày càng lạnh liệt rét lạnh. Diệp Thần thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn cảnh giới tu vi, cùng vô tướng Tôn Vương so sánh, kém được quá lớn. Cho dù chấp trưởng thần thánh chi thư, cũng khó mà đối kháng. Mà mới vừa quang thần huyết kịch liệt cháy, để cho Diệp Thần kinh mạch, cũng là mơ hồ bị đau, tình cảnh lại là không ổn. Luân hồi mộ địa bên trong, Vĩnh Dạ Ma Thần cũng nhìn thấy Diệp Thần hiểm cảnh, cười lạnh nói. Thằng nhóc, như thế nào, cần ta xuất thủ không? Ta nếu như ra tay, tuy không có tư cách giết chết vô diện nhân, nhưng ít nhất có thể bảo ngươi một mạng. Vô tướng Tôn Vương cực mạnh, Vĩnh Dạ Ma Thần không có thân xác, thần hồn dưới trạng thái, tự nhiên khó mà đánh chết đối phương. Nhưng, hắn có thể bảo đảm, chỉ cần hắn ra tay, vô tướng Tôn Vương vậy đừng hòng tổn thương đến Diệp Thần. Ta sẽ không hủy bỏ Thánh Quang Tiên Đế tiền bối, hắn trợ giúp ta rất nhiều, cũng là ta sư tôn. Diệp Thần dứt khoát nói. Tại sao? Vậy Thánh Quang Tiên Đế, bất quá là một cái tiểu nhân hèn hạ. Năm đó hắn liên hiệp Tử Hoàng Tiên Cung, đem ta tru diệt, nếu như hắn chịu đường đường tránh tránh, cùng ta đơn đả độc đấu, ta chưa chắc thất bại. Hắn mộ bia, ở lại ngươi luân hồi mộ địa bên trong, là đối ngươi luân hồi đạo chính thống làm nhục. Vĩnh Dạ Ma Thần có vẻ tức giận, mắt nhìn bên cạnh Thánh Quang Tiên Đế mộ bia, hận không được tự mình ra tay, đem vậy mộ bia hủy đi, để tiết mối hận trong lòng. Nhưng tiếc là, Diệp Thần mới là luân hồi mộ địa chủ nhân. Trừ Diệp Thần ra, ai cũng không tư cách phá hoại nơi này. Vĩnh Dạ Ma Thần tiền bối, ngươi năm đó muốn đầu dựa vào Tử Thần giáo đoàn, cũng không thể quái Thánh Quang Tiên Đế muốn giết ngươi. Diệp Thần dĩ nhiên sẽ không hủy diệt vậy mộ bia, hắn biết Thánh Quang Tiên Đế và Vĩnh Dạ Ma Thần tới giữa, ân oán đặc biệt phức tạp. Hừ, các ngươi biết cái gì, ta không phải muốn đầu dựa vào Tử Thần giáo đoàn, ta chỉ là muốn đi vào học trộm thuật pháp của bọn họ, cảm ngộ ta đạo tâm thôi. Vĩnh Dạ Ma Thần hừ một tiếng, vẫn là mặt đầy phẫn hận hình dáng. Nếu như năm đó, không phải Thánh Quang Tiên Đế liên hiệp Tử Hoàng Tiên Cung, phải bắt hắn lại chém đầu, hắn rất có thể thì thật bước vào không không lúc nào không, cùng tiến nhập Tử Thần giáo đoàn, trở thành ghế thứ 13 hộ pháp, biệt hiệu Vĩnh Đêm. Nhưng, Thánh Quang Tiên Đế ra tay, nhưng cắt đứt giấc mộng của hắn huyễn. Chứng đạo không không rơi vào khoảng không, đi Tử Thần giáo đoàn học trộm thuật pháp kế hoạch, cũng là hoàn toàn hóa thành bọt nước. Hắn trong lòng,
đối Thánh Quang Tiên Đế, có thể nói là hận thấu xương. Diệp Thần chỉ là cười cười không lên tiếng, bất quá hắn vậy vui mừng, Vĩnh Dạ Ma Thần cũng không phải là tà ác, chỉ là nói tim thuần túy, vì theo đuổi cảnh giới cao hơn, có chút không để ý thủ đoạn mà thôi. Oanh! Đây là, Vô Tướng Tôn Vương ra tay. Chỉ gặp hắn một trường bổ tới, hắc ám uy áp nổ tung, như sao sông cuốn ngược, màu đen ma khí bao phủ mảnh thiên địa này, khí thế hung mãnh. Diệp Thần chỉ cảm thấy Vô Tướng Tôn Vương trưởng thế, mênh mông bá đạo, khó mà ngăn cản, đành phải ngự gió nghiêng người né tránh. Ở Vô Tướng Tôn Vương hắc ám uy áp hạ, Diệp Thần trên đỉnh đầu thần thánh chi thư, cũng là khí lưu nghẹn ngào, ánh sáng rực rỡ tán loạn, hóa thành một chút xíu lưu quang tiêu tán đi, không cách nào lại duy trì tiếp. Cảnh giới chênh lệch, chân thực có chút quá mức to lớn. Diệp Thần khó mà cùng Vô Tướng Tôn Vương đối kháng. Thằng nhóc, cầu ta ra tay đi. Chỉ cần ngươi mở miệng cầu ta, cũng đáp ứng ta hủy diệt Thánh Quang Tiên Đế mộ bia, ta liền xuất thủ cứu ngươi. Vĩnh Dạ Ma Thần nhìn Diệp Thần bộ dáng chật vật, cũng là cười lên. Diệp Thần không nói gì, chỉ là đột nhiên sử dụng luân hồi thiên kiếm, luân hồi huyết mạch cháy, khua kiếm chém về phía Vô Tướng Tôn Vương. Hắn tình nguyện huyết chiến, cũng sẽ không hủy diệt Thánh Quang Tiên Đế mộ bia. Cho dù cùng Vô Tướng Tôn Vương chênh lệch to lớn, nhưng Diệp Thần cũng sẽ không lùi bước. Luân hồi huyết mạch, có hết thảy có thể. Rất tốt, dũng khí đáng khen, còn dám đối với ta xuất kiếm. Vô Tướng Tôn Vương thấy Diệp Thần lại dám công kích hắn, cũng là cười lên. Chỉ gặp hắn ngón tay bắn liên tục, từng đạo mạnh mẽ kình lực, đánh vào Diệp Thần trên thân kiếm, leng keng vang dội. Diệp Thần bị từng cơn lực phản chấn, chỉ cảm thấy gan bàn tay tê dại. Long đằng mệnh tinh, mở. Một tiếng hét điên cuồng. Diệp Thần tự biết và Vô Tướng Tôn Vương chênh lệch quá lớn, chỉ có liều chết mệnh, mới có một đường sinh cơ. Hắn trực tiếp mở ra long đằng mệnh tinh, luân hồi thiên quốc khí tượng nổi lên, thiên đường bầu trời tinh thần văn lạc lóng lánh, thần quang sáng chói, trong đó một viên mệnh tinh, ở toát ra tia sáng chói mắt, cũng có động trời long ngâm, ở trong tinh không nổ vang. Chỉ gặp thiên thiên vạn vạn cái khí lưu, hóa thành thiên thiên vạn vạn con thần long, hàng tỷ rồng thần ở Diệp Thần quanh người vần quanh, trong đó có một cái huyết long hơi thở, nhất là nổ. Ồ! Vô Tướng Tôn Vương thấy được Diệp Thần như vậy cuồng mãnh khí tượng, cũng là một hồi kinh ngạc cùng kiêng kỵ. Long đằng mệnh tinh, là luân hồi thất tinh thứ nhất tinh. Mà luân hồi thất tinh, đại biểu luân hồi huyết mạch cường lực nhất tính, cho dù là hắn, cũng không dám khinh thường. Hống! Diệp Thần một kiếm chém điên cuồng ra, trên thân kiếm long đằng nổ tung, rồng ngâm kinh thiên, dễ như bỡn vậy chém về phía Vô Tướng Tôn Vương. Vô Tướng Tôn Vương không dám khinh thường, vậy rút ra binh khí đối kháng. Binh khí của hắn, khá là cổ quái, tựa như đao không đao, giống như kiếm mà không phải là kiếm, nhận trên miệng mang theo răng cưa, thỉnh thoảng thả ra bóng tối sóng gợn, cắt kim loại thời không, phát ra thanh âm cổ quái. Diệp Thần long đằng tinh mở, từng kiếm một mãnh chém tới, mỗi một kiếm lực lượng, đều đủ để tan biến tinh không, đặc biệt ác liệt. Vô Tướng Tôn Vương ngưng trọng đối kháng, Diệp Thần mỗi một kiếm rơi xuống, hắn cũng vung nhận chống đỡ, tự thân linh khí hội tụ ở binh khí trên, tạo thành một tầng hắc diệu thạch tựa như kết tinh. Diệp Thần khua kiếm chém điên cuồng, từ đầu đến cuối không thể đem tầng này kết tinh đánh nát, càng không có thể thương tổn tới Vô Tướng Tôn Vương. Ngược lại, chính hắn bị từng cổ một lực phản chấn, chấn động được gan bàn tay chảy máu. Hơn nữa, Vô Tướng Tôn Vương ở chống lại bên trong, binh khí trên lại thỉnh thoảng bắn tán loạn ra quỷ dị màu đen răng cưa sóng gợn, như kiếm khí vậy cắt kim loại nhập Diệp Thần trong thân thể. Chỉ là khoảnh khắc tới giữa, Diệp Thần liền vết thương chồng chất, cả người máu tươi chảy ròng. Ha ha, xem ra là ta đánh giá cao ngươi. Mạng ngươi tinh, đúng là lợi hại, nhưng tiếc là, ngươi cảnh giới tu vi có hạn, còn không phát huy ra uy lực. Vô Tướng Tôn Vương cười lên, đi qua liên tục đối kháng, hắn đã thăm dò Diệp Thần thực lực lai lịch. Vậy long đằng mệnh tinh, uy lực đúng là vô cùng cường hãn. Nếu như Diệp Thần tu vi, có thiên huyền cảnh mà nói, bộc phát ra long đằng uy nghiêm, đó sẽ là đặc biệt khủng bố. Nhưng rất đáng tiếc, Diệp Thần chỉ có bách gia cảnh tầng thứ 9. Tầng này cảnh giới bộc phát ra mệnh tinh uy lực, từ đầu đến cuối có hạn, cũng không có thể thương tổn tới Vô Tướng Tôn Vương chút nào. Nhận thua đi, vậy di thất bảo tàng chìa khóa, nên cho ta. Vô Tướng Tôn Vương thanh âm hờ hững,
đột nhiên cách không một trường, cuồng bạo trưởng lực gào thét ra. Diệp Thần bị thương dưới, không tránh kịp, lập tức bị một trưởng đánh rơi xuống đất, trùng trùng té xuống, kích được bụi mù nổi lên bốn phía. Diệp Thần đại ca, Lục Hòa Thiền lật đật chạy tới, nhìn vùi lấp rơi xuống đất Diệp Thần, mặt đầy lo âu không giúp, nói, không bằng nhận thua thôi, cầm tổ huyền đồ cho hắn đi. Bầu trời bên trong, Phổ Tướng Tôn Vương cũng là cười nói, không sai, ngoan ngoãn nhận thua đi, cầm vậy chìa khóa giao ra, ta có thể tha ngươi một mạng. Đứng bên cạnh hắn Đại Tế Ti nhận lợi trời, vậy là hướng về phía Diệp Thần kêu lên, thằng nhóc, gia tộc ta dài đại nhân có đại lượng, chịu tha tính mạng ngươi, ngươi còn không mau mau cái chìa khóa giao ra. Diệp Thần cắn răng, hắn biết coi như cầm tổ huyền đồ giao ra, Phổ Tướng Tôn Vương cũng không khả năng thả qua hắn. Hắn giết Minh Vô Tộc nhiều người như vậy, còn cầm Vô Tướng Tôn Vương học trò đều giết chết, đối phương há chịu từ bỏ ý đồ. Muốn chiến liền chiến, chỉ cần ta không chết, sẽ chả không có thua. Diệp Thần hoàn toàn không để ý thương thế, nâng kiếm phóng lên cao, tay phải một kiếm đâm về phía Vô Tướng Tôn Vương, tay trái nhưng trong bóng tối nổi lên thiên địa mẫu nguyên trường, muốn liều mạng đánh một trận. Vô Tướng Tôn Vương thấy Diệp Thần còn muốn huyết chiến đi xuống, không khỏi được hơi biến sắc mặt, không biết sống chết. Trong tay hắn binh khí vung lên, chém thẳng hướng Diệp Thần. Luân hồi mộ địa bên trong, Vĩnh Dạ Ma Thần thấy Diệp Thần máu kia chiến bất khuất hình dáng, nội tâm cũng là vô cùng kích động, nói, người thằng nhóc này, thật là một người điên. Thôi, ta liền giúp ngươi một lần. Vĩnh Dạ Ma Thần không gọi nữa Diệp Thần hủy diệt thánh quang mộ bia, mà là chủ động thả ra linh khí của mình, hội tụ đến Diệp Thần trong cơ thể. Từng luồng hắc ám hào hùng linh khí, cuồng như vậy bơm vào đến Diệp Thần trong kinh mạch. Những thứ này hắc ám linh khí, vô cùng thuần túy, không có nửa điểm dơ bẩn dấu vết, như vĩnh hằng nửa đêm vậy, hàm chứa cực hạn hơi thở. Ở nơi này chút hắc ám linh khí bơm vào hạ, Diệp Thần quanh thân linh khí bùng nổ, cả người bắp thịt nổi lên, khí thế bão táp, giống như hóa thân đêm tối thần minh, ti trưởng hắc ám. Liền chung quanh thiên địa hư không, đều bị liền Diệp Thần hơi thở ảnh hưởng, nhanh chóng đổi được đen nhánh. Phổ Tướng Tôn Vương vùng chém tới đây kiếm khí, bị Diệp Thần thiên kiếm vừa đỡ, liền tán loạn vô hình. Ồ, cái này cổ hơi thở là... Phổ Tướng Tôn Vương thất kinh, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ở trong một cái chớp mắt này, hắn rõ ràng cảm thấy, Diệp Thần hơi thở lột xác dị thường, vậy cổ mãnh liệt thuần túy hắc ám chập chờn, làm hắn cảm thấy hết sức quen thuộc. Vĩnh Dạ Ma Thần, là ngươi hơi thở. Phổ Tướng Tôn Vương ra mặt co rúm, phát ra thanh âm kinh ngạc. Ở cực kỳ lâu trước kia, Tử Thần giáo đoàn giáo chủ Thiên Khải Chí Tôn, muốn thu nhận Vĩnh Dạ Ma Thần, đảm nhiệm ghế thứ 13 hắc ám hộ pháp. Chuyện này, Phổ Tướng Tôn Vương là biết, hơn nữa năm đó hắn hết sức phản đối. Vĩnh Dạ Ma Thần hơi thở, hắn hết sức quen thuộc. Bởi vì, vậy cổ thuần túy hắc ám, cùng Tử Thần giáo đoàn đạo pháp, rõ ràng không cùng, không mang theo chút nào dơ bẩn vặn vẹo, là nguyên gia dạ mẫu hơi thở. Vô diện nhân, người còn nhận được ta. Vĩnh Dạ Ma Thần mượn Diệp Thần thân thể, trôi lơ lửng ở giữa không trung, mắt lạnh nhìn chằm chằm Vô Tướng Tôn Vương. Người hạ xuống đến hiện thế, võ đạo lớn bị hạn chế, người không phải ta địch thủ, tự đi đoạn đi một cánh tay, ta tha ngươi không chết. Vĩnh Dạ Ma Thần thanh âm lạnh lùng nói. Vô Tướng Tôn Vương thân thể run lên, nhưng chợt phát hiện không đúng, ha ha cười nói. Vĩnh Dạ Ma Thần, người thân xác đâu? Vì sao không dám lộ mặt? Theo ta điều tra, người năm đó đã sớm bị Tử Hoàng Tiên Cung giết chết chứ? Coi như đến ngày hôm nay, thân thể ngươi cũng không khả năng khôi phục. Ngươi chính là một đạo tàn hồn, cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Ngươi bất quá là sùng bái dạ mẫu dị đoan, ngươi còn không tư cách phách lối. Phổ Tướng Tôn Vương phục hồi tinh thần lại, lập tức một trưởng bổ ra, sử dụng Tử Thần giáo đoàn đặc biệt hắc ám trưởng pháp, trưởng phong đợt khí như bụi gai cửa hàng, đau nhói người tinh thần. Diệp Thần thấy một trưởng này khí thế, lại cùng mình bụi gai vương miện, có chút tương tự. Bụi gai vương miện, là cửu thiên thần thuật một trong. Mà cửu thiên thần thuật, trên thực tế nguyên ra tam thập tam thiên thần thuật. Vậy tam thập tam thiên thần thuật, mới thật sự là ngọn nguồn. Chẳng lẽ bụi gai vương miện ngọn nguồn, ở Tử Thần giáo đoàn bên trong? Diệp Thần nghĩ thầm, ý niệm như vậy, thoáng một cái rồi biến mất. Mà Vô Tướng Tôn Vương bụi gai vậy ác liệt trưởng thế, đã bạo giết tới.
Diệp Thần phân tâm dưới, nhất thời cảm thấy nghẹt thở. Thật may, hắn trong kinh mạch, chảy xuôi vĩnh dạ ma thần linh khí, phản ứng cực nhanh, lập tức nghiêng người tránh. Hi hi, vô diện nhân, ngươi muốn làm gì? Cái này bụi gai ngai vàng, chính là thiên khải giáo chủ thần tọa, ngươi muốn động dùng bụi gai ngai vàng lực lượng, là muốn mưu nghịch xoán vị sao? Vĩnh dạ ma thần thấy vô tướng tôn vương một trưởng kia, nhưng là cười hắc hắc. Vô tướng tôn vương một trưởng này, nguyên ra bụi gai ngai vàng. Trong truyền thuyết bụi gai ngai vàng, chính là tam thập tam thiên thần thuật một trong, là bụi gai vương miện ngọn nguồn chỗ. Hồng quân lão tổ sáng chế bụi gai vương miện thuật pháp, chính là từ bụi gai ngai vàng bên trong cải tạo ra. Bụi gai ngai vàng, môn thuật pháp này, ở không không lúc nào không bên trong, chỉ có một cái người chấp trường. Người kia, chính là tử thần giáo đoàn giáo chủ, nhân hoàng thánh đao đúc người, thiên khải chí tôn. Thiên khải chí tôn bụi gai ngai vàng thuật pháp, cùng thiên địa quy luật hòa hợp, đã diễn hóa thành thật thể, hóa thành chân chính ngai vàng thần bảo, là tử thần giáo đoàn cao nhất quyền uy tượng trưng. Vô tướng tôn vương một trưởng này, mang theo bụi gai ngai vàng khí thức bén nhọn, vĩnh dạ ma thần nói thẳng hắn muốn mưu nghịch xoán vị. Vô tướng tôn vương khí được thất khiếu bốc khói. Nói ta chọn đời cung phụng giáo chủ, đạt được hắn ban cho, có thể mượn dùng bụi gai ngai vàng lực lượng, đây là vô thượng vinh hạnh, ngươi lại dám ô nhục ta mưu nghịch. Cho ta chết,